mình cố chấp nhiều quá mình sẽ ra bệnh tật, mình mê muội quá mình sẽ ra mê tín dị đoan. Cho nên mình tập, mình tụng Bát Nhã, mình tụng Yết Đế chân nhiều vô để mình giải trừ cái tâm cố chấp bướng bỉnh ngoan cố cứng đầu cứng cổ của mình, để giải trừ những cái mê lầm, mê chấp, mê muội, mê tín, mê si của mình. Cho nên để tụng Bát Nhã là tập cái tánh buông bỏ, tấm cái tánh không. Trong Bát Nhã để rõ ràng không? Sắc bất dị không, sắc không khác gì không, không bất dị sắc không khác gì là có. Sắc tức thì không, có tức là không, không tức thì sắc, không tức là có. Tức là cho mình cái tánh là cái gì cũng được, cái gì cũng ok, đúng không? Còn nếu mà mình chấp quá một bên á, thì mình mang cái bệnh cố chấp, tật đố, sanh bệnh tật. Mà cái người mà cố chấp quá độ á, xuống dưới á, 20 năm sau cũng chưa cho được cho ăn cái gì luôn, nhịn đói, không cho ăn. Ở bên Mỹ đó, ba nó chết 20 năm rồi, về kêu hoài không được ăn, nhờ con đi kêu người ta làm phước giùm. Không chăng cái tội cố chấp, bướng bỉnh ngoan cố. Ngoan cố là tạo tội, bướng bỉnh là tạo tội, cố chấp là tạo tội. Thí dụ mình cố chấp bướng bỉnh quá độ đó, thí dụ cái chuyện này mình chỉ cần ừ một cái thôi thì cả gia tộc đều phải vui vẻ rồi, mọi người hạnh phúc rồi, phải không? Đằng này vì mình là chủ chốt của gia tộc mà, mình coi như cái chuyện mà ừ của mình là mất mặt, mất sĩ diện. Thì nó không ừ, nhiều người đau khổ vô cùng khi mà mình rớt xuống dưới đó ăn, nó lụm mình những cái tội đó, làm nhiều người đau khổ. Quý đệ đừng có tưởng rằng là hiện tiền chúng cũng còn trẻ để chúng ta sống nha, mình làm những người xung quanh đau khổ mình làm mình hay á, coi chừng là không có đâu. Nếu mình sống ích kỷ làm những người xung quanh đau khổ quá thì mình tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp ác cho chính bản thân mình trong cuộc sống hiện tiền này. Và những người xung quanh mình càng đau khổ nhiều chừng nào á, thì cái tội mình càng lớn chừng đó, xuống dưới sửa hoài không bao giờ hết đâu đó. Đừng có tưởng bở. Năm ba đứa xuống lại ăn hiếp một đứa đi, mấy đứa đó là có tên dưới địa ngục hết rồi, còn đứa kia chưa có. Đừng có ý đông hiếp yếu, hiểu không? Đừng có tưởng mình cái đầu này khôn người ta rồi hại với người khác, rồi bắt người ta làm theo ý mình muốn thì mình thông minh mà, mình gài đổ người ta, coi chừng nó tính vô sổ hết rồi. Sổ nó tính kỹ lắm trong này nè. Vừa hở chút xíu nó ghi vô, hôm nay nó nghĩ vậy nè, cái miệng nó nói vậy đó, cái nó làm vậy đó, là nó ghi từng chút một vô á, rồi bắt đầu nó tính sổ với mình khi cuối đời. Cái ông ở trong nhà mình á, ổng kinh lắm đó, ổng vừa là tổ phó an ninh, tổ dân phố cũng ổng luôn. Một chút xíu là ghi vô sổ, một chút xíu là ghi vô sổ, nó gọi là lương tâm á. Nhưng mà cái người nào còn biết mắc cỡ hổ thẹn còn có nghĩa là còn có lương tâm, còn mà không biết mắc cỡ hổ thẹn nữa rồi là lương tâm không còn, tức là Phật tánh đã chết. Vì lương tâm chính là Phật tánh, người thế gian gọi là lương tâm á, nhưng mà trong sách vở gọi là Phật tánh. Mà Phật tánh chết rồi thì cái mặt nó dày lắm, không biết mắc cỡ cái gì, cũng biết cái trừ mắc cỡ hổ thẹn không biết thôi. Tu càng ngày cái mặt càng dày. Xóa đi nha. Mà thiệt là như vậy, cái người chúng ta còn biết hổ thẹn với việc làm của mình không tốt lành cho ba tánh chúng sanh là mình còn có lương tâm. Một ngày nào đó mà mình trơ việc làm mà mình làm bậy, những người chúng mình đau khổ mình coi như chuyện bình thường là mình đã chết rồi. Cái tâm linh mình hoàn toàn không có lối thoát. Cho nên mình làm cách gì cũng tạo nghiệp, bởi vì mình coi tạo nghiệp là chuyện bình thường. Mình coi tạo nghiệp chuyện bình thường rồi chứng tỏ là mình quá vô minh. Vì quá vô minh cho nên cái sự hổ thẹn không còn tồn tại với mình nữa, hiểu không? Cho nên cuộc đời mình càng lúc càng đen càng đen. Hiện tại giờ có tiền thiệt đó, nhưng mà khi nằm xuống rồi chết chưa chắc có tiền chôn quá, chưa chắc có cái chiếu để quấn nữa đó. Tùy luật nhân quả rõ ràng lắm, nó sẽ tính cộng trừ nhân chia trước khi mình ra khỏi cái nhà này ha. Nó cộng trừ nhân chia xong rồi tiền lời xong thôi, cũng có tiền vốn kìa. Khi mà vừa bước ra khỏi cái xác này là nó chụp đầu, nó đem xuống dưới, nó tính bắt đầu tiền lời, cộng thêm tiền vốn lên đời. Một ngày là bao nhiêu tiền lời? Một thành bốn. Một thành bốn. Hả, mình tạo 1 triệu tội thì nó bao nhiêu? 4 triệu. Cộng thêm tiền vốn là 5 triệu. Mà 1 phút mình nghĩ bậy 1.000 lần, 1 tiếng nghĩ bậy 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần. Quả báo về 4 lần là 2.400.000 lần, mới có 10 tiếng thôi. Thấy ghê chưa? Nếu mình để hiểu giống như trung đạo là đâu có dám vớ vẩn. Thì nào chúng ta muốn giải quyết nghiệp lực là mình phải tự bản thân mình ngồi xuống tụng cho mình một thời kinh thiệt là đã. Tụng hết lòng, làm cái gì cũng hết lòng, trong Phật sự là làm hết lòng. Chuyện còn lại lấy luật nhân quả và chư Phật tính. Đó
là công việc của chúng ta, đó là bổn phận của mình, để mà mình giải trừ nghiệp chướng, bệnh tật, quan gia, trái chủ của mình, những cái phiền não đau khổ trong cuộc sống. Chúng ta phải ngồi xuống tự cho mình một thời kinh thiệt là đã đi, thì huynh đệ sẽ thấy cuộc đời nó rất là vui vẻ hạnh phúc sau khi một thời kinh. Huynh đệ tụng kinh vừa xong một thời kinh mà thấy người rất là an lành hạnh phúc thì biết rằng là ngày hôm nay mình tụng kinh có lợi lạc. Còn nếu mình tụng kinh ngồi thiền xong đứng dậy mà nó tu như kỹ mà vẫn phiền não này kia là chứng tỏ là mình tu không có kết quả. Huynh đệ càng tu mà càng vui thì đúng rồi đó, mình càng tu mình càng buồn càng bệnh là coi lại đi con đường tu mình như thế nào nha, nhớ không? Mình tu mà mắt mình càng đỏ vàng khè, môi mình thâm, mặt mình đen, mà cười thì cười không nổi, phải coi lại nha, coi lại. Đây là không phải là của riêng một ai, tất cả chúng ta đều bị có hai thái cực tu. Một là vui vẻ hạnh phúc để được tu, có mục đích tu thì tự nhiên mình thấy an lạc hạnh phúc trong cái tu thì là khác, bởi vì mình có mục đích để tu. Còn nếu tu bắt chước tu á, thì nó có gì vấn đề khác à? Bắt chước tu là tu mù tu mò, không biết đường đi, thấy ta tu tu theo, thấy ta tiến lên tiến theo, không biết đi đâu, thấy không? Thấy ta tiến lên cũng tiến lên ta quyết tiến lên, nhưng mà không biết đi đâu, đi đâu không biết, cứ tiến lên hàng đầu, hàng đầu không biết đi đâu, không cần biết cũng tiến lên luôn, chết bà nó hết. Thấy chưa? Tu mù tu mò là như vậy đó, không biết đường đi, đi tầm bậy tầm bạ, liên tục mấy năm sau bệnh tùm lum tà la, ma một nhà trong nhà một đống luôn. Chẳng hạn tụng Địa Tạng tụng đã miệng lắm, nhưng tụng xong rồi không biết đưa người ta đi, nhà mình là đủ loại cô hồn các đảng ở chung với mình, ăn cơm chung với mình, ngủ chung với mình luôn, càng lúc mặt mình nó càng đen, chứ phải đẹp nha, chứ đờ luôn nhưng mà đen, còn chứ đờ nó đẹp. Mình càng tụng mình càng đờ đen á, tại vì mình không biết cách giải cho người ta đi. Mình mời các loại cô hồn các đảng về, nhưng mà Địa Tạng nó phải dành cho cư sĩ, người nào thích làm chẩn tế, muốn làm thầy pháp hay là làm một cái đàn lớn thì tụng Địa Tạng cho nhiều vô để mình tạo âm đức cho việc làm của mình, nhưng phải biết cách cho người ta đi. Mình tụng Địa Tạng là mình mời tất cả các loại cô hồn các đảng về ở chung với mình, ăn chung với mình, ngủ chung với mình, làm việc chung mình, cho mình tụng một thời kinh vãng sanh thiết là nhiều vô, mình giúp đỡ người ta đi, thế là mình cho người ta một số tiền lộ phí vậy đó. Mình tụng vãng sanh là mình tặng cho tiền lộ phí, rồi người ta mạnh mẽ người ta đi mất tiêu. Mà mình càng tụng Địa Tạng thì âm đức mình càng cao, dày đạo hạnh mình càng lớn, là bởi vì mình cách biết cách giải cho người ta đi. Còn nếu mà tụng mà càng lúc gia đình mình càng có chuyện ai cũng ghét mình á, mà mặt mình càng ngày càng đen, tính mình ngày càng dữ đó, thì nhà mình là đủ loại huynh đệ âm linh, vong linh, hương linh trong đó, mà mình không biết cách giải đó, là mình sẽ đi vào cái thế gọi là sống chung với họ mà không biết đi đâu. Cho nên đừng có nên tụng Địa Tạng, phải hiểu được, phải trường trai, phải giữ giới tụng Địa Tạng, thì tụng Địa Tạng sẽ làm thầy pháp, mình độ cho tất cả các loại cô hồn uổng tử, các loại luôn. Nhưng đối với thầy cái chuyện nó bình thường, bởi vì thầy quen họ lắm, nên đối với thầy là bình thường, thì rất là bình thường đó. Chừng nào huynh đệ thấy mình trung đạo chạy vòng mà lao mình biết là tới rồi đó. Vô thấy ông chậm vòng chạy cái cờ, ông chậm ngoài bạn chạy không ngừng là biết ổng rồi, đừng kiếm ổng nữa mà công lắm. Ông bị tôi nó rượt á. Mà huynh đệ ông thấy cho thầy thấy. Thì nó cầm dao cho nó giết chạy vòng này, không chạy nó đâm chết thì sao? Tôi nói ghê lắm đó. Tôi nói đừng có giỡn mặt nữa. Một là mình giúp họ đi, hai họ giúp mình đi, có vậy thôi. Không độ họ, họ đốt mình, vậy thôi. Cái đốt của họ không phải là làm mạnh dạn đâu, lại gần mình nó nhẹ nhàng lắm, nó hút dần cái năng lực của mình á. Mỗi ngày mình mất đi, cái mặt mình càng rút càng sạm. Con mắt mình không có cái hào quang, không có thần lực, dần dần mắt mình đờ đẫn, mặt càng rút càng đen, cái yếu dần, nói năng không kiểm soát được, tính tình mình cọc ghê lắm. Là biết là họ đang ăn mình á, giống như em vậy đó, nó ăn tính tình cọc, bất thường, nói không hiểu. Thì đang muốn để tôi chiêu trừ nghiệp chướng, bệnh tật, quan gia, trái chủ của mình đi, hoán chuyển cái đời sống, hoàn cảnh hiện tại đang sống của mình đây. Mình phải ngồi xuống cho mình một thời kinh thiệt là an lành, hạnh phúc, thì mình mới có cơ hội, mới đủ điều kiện mình giúp cho mình hoán chuyển nghiệp lực của chính mình. Cho nên chúng ta gọi là tu chuyển nghiệp là như vậy đó. Chứ không phải ngồi xuống đập rầm rồi cái đứng sách tích đi, không phải vậy. Ngồi xuống tụng cho thiệt là an lành đi, vui vẻ để được tụng một thời kinh, hết tấm lòng ở trong đó đi,
phải biết rằng là việc làm của mình là tụng hết lòng, chuyện còn lại là của mấy ông kia. Lúc nào, khi nào, ở đâu là chuyện của mấy ông. Rõ không? Trên việc làm ta là ngồi xuống tu hết mình đi, đừng có tính toán, đừng có kể lễ, đừng có cầu xin. Tụng thời kinh mà xin hoài, xin miệt, xin không biết mỏi miệng, còn tụng dài bao biến mệt. Phải không? Thì vô cái chùa ngoài Bắc, cái chùa nghèo sơ sát à, dẫn theo 70-80 huynh đệ Phật tử ngoài Bắc. Thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái chùa nghèo nào cũng có tượng, phải không? Thì xuống lại quỳ xuống xin tùm lum tà la, thì đứng nói xin cái gì, tao nghèo, thấy bà có nội là xin cái gì, không thấy tao nghèo hả? Cái chùa nghèo sơ à, bà cũng nghèo theo, mà đệ tử vô thấy Phật lại quỳ xuống lại xin tùm lum tà la. Thầy đứng lên nói kêu tụi nó đừng có xin nữa, tao nghèo lắm. Hiểu ý thầy nói không? Nếu mà cái chùa nó giàu đâu có nhờ trung đạo thế làm gì. Phải không? Thì cái người đứng ngoài đường cũng nghèo thế bà mà. Nghèo lắm. Đứng tốt nhảy. Xin gì? Tao cũng có. Ai tại không, không có gì đâu, xin hoài. Bởi vì chứ bị cái bệnh á, hãy vô chùa là xin. Kỳ cục mấy bà này. Mà xin cái gì? Kêu làm thì không làm, hãy kêu làm chút xíu thì cũng làm, nhưng mà xin nhiều hơn. Rõ như vậy đó. Tháp Kinh Giang không có nói cho con làm học đạo tinh tấn để làm gì cho bá tánh chúng sanh giúp đỡ người này đó. Không có, chưa cắm cái nhang lên làm. Mắc chứng thì xin hoài. Không lẽ tao bước xuống tao quýnh vô một cái bạc tay. Thì không lẽ đó quýnh bạc tay do tỉnh tao chứ. Bạc chứng thì xin hoài. Tụng kinh đi, đi giải nghiệp chứ. Bệnh tật mà lại xin hoài không chịu tu. Bệnh tật là do nghiệp chướng dày mỏng. Ở phước đức mình nó kém quá rồi. Cái phước nó mỏng quá rồi cho nên bệnh tật nó đổ vô. Lúc còn phước thì ăn chơi mạnh khỏe vui vẻ. Khi mà cạn phước rồi nhào xuống một cái là bao nhiêu tiền đổ vô cái bệnh cũng không có chữa được. Lúc đó bắt đầu mới hiểu ra trội sao mình khổ quá. Thì mình đã từng tàn phá cái phước của mình trong lúc sinh tiền. Khi hết phước rồi quạ đổ. Chứ là dậu đổ thì bìm leo. Hãy chứ từ mà ngã xuống rồi cỏ hoang nó mọc đầy hết. Đúng không? Thì mình bao nhiêu bệnh tật nó đổ vô lúc mình đau khổ. Hả? Càng khổ bệnh càng nhiều càng khổ. Bởi vì nó gọi là đổ nghiệp như con nói á. Thì mình đã từng tạo tác quá nhiều. Nó đổ một đống cho mình đếm luôn. Bây giờ có xin muốn chết cũng không bao giờ được. Thì nó đổ vô rồi không có xin được. Tại sao không xin thêm? Vô đi, vô nữa đi. Một lần cho làm một cái một cho đi luôn nè. Vô đi. Vô cho nhiều vô. Bệnh lỡ rồi, cùi rồi, không sợ lỡ nữa. Hết tiền mua thuốc rồi, vô một lần nó chấp hết. Cho một lần luôn đi, ngon không? Họ từng chơi phải từng chịu phải không? Có chơi có chịu, đừng có ngồi đó mà rên mà khóc. Thì chúng ta tạo tác quá nhiều rồi, bây giờ bệnh tật rồi ngồi đó rên rỉ khóc lóc mà. Lúc mà mày ăn chơi mày phá hoại cho mày cười ha hả. Bây giờ mày ngồi mày bệnh mày khóc hu hu. Thấy không? Tội của ai? Của chính chúng ta mà thôi. Giờ biết tại sao bệnh chưa? Không chịu buông cho nên mới bệnh. Này, sao con bệnh quá nè, buông đi, buông đi. Cái bệnh hoài ha. Thấy không? Đâu chịu buông đâu. Bệnh vô. Tu đi buông cái bệnh ra mà tu không chịu buông không. Giờ hiểu tại sao chưa? Gặp mặt trong đạo là con bệnh. Ổng bệnh này thì bệnh nọ mà ngộ lắm. Không bao giờ kể chuyện vui cho ổng nghe. Gặp ổng là đưa cái mặt chùm chùm một đống này. Con bệnh. Đời thầy thiệt chứ không nhận nè. Suối quẩy. Gặp mặt mới gặp nhau mà chưa bao giờ gặp nhau trong đời, gặp nhau cái này thầy ơi thôi ta biết rồi đừng nói. Ngưng đủ rồi, mới gặp mặt là mắng vốn à, mắng nợ hả mày. Vừa chào vô là nhào xuống nước mắt chảy vòng vòng nói thầy ơi coi vậy nè. Dạ không lẽ ta đuổi mày đi thì kỳ quá.
chưa? Lúc tạo nghiệp thì vui lắm, nhưng mà khi trả nghiệp thì sợ hãi và đau khổ. Đó chỉ là một phần ngàn thôi nha, một phần ngàn thôi sự sợ hãi đau khổ thôi. Bây giờ không nghe lời thầy hả, mấy mốt huynh đệ sẽ hiểu thầy nói cái gì. Mốt chạy đi kiếm ở trung đạo nhờ cúng chẩn tế dùng đó. Bây giờ ông tu đi, mấy mốt sẽ biết. Đứng ngoài cửa tao đuổi đi, thông cho vô đây luôn cho mày biết. Mà mò tới nè, kêu đâu có nghe đâu, đứng ngoài cửa đâu ai nghe tiếng của mình, phải không? Biết nhà trung đạo chứ, cái người chết thông minh lắm. Họ đi họ không lại kiếm trung đạo được, phải nương vào một người quen học trò của ổng á, đi theo đi vô cái nhà này. Rồi chưa kể anh ơi, có lần trước á, có một cặp vợ chồng kia bệnh khiếp lắm. Cái thanh niên người đàn ông thì mặt xanh mét mà mũi tím chằn, người vợ thì bệnh hay chồng bị, cái người trong nhà ếm. Mà cái người đó rất là thông minh vô cùng. Cái người mà ếm âm binh nó thông minh lắm, nó biết vô đây sẽ được giúp và nó sẽ được siêu. Nó lựa cái người mà được ông nội thương nè, ông ngoại thương nè, cậu thương nè, cả nhà thương nè. Cái cô mà nấu ăn cho huynh đệ ngày hôm nay á, là bà ngoại của đứa bé đó đó. Nó rất là dễ thương. Mà cái người âm binh đó đó nhào vô đứa bé đó luôn, thì cả nhà sốt gió lên hết, lo đủ thứ chuyện. Vì nó biết nhào vô một đứa mà mọi người thương á, thì phải giúp cho nó siêu thôi. Thì lúc mà thầy trị bệnh cho cái anh mà mặt xanh lè đó xong rồi ha, thì đứa nhỏ ngày hôm sau vẫn còn bệnh, nó nhức đầu nó la nó hét á. Đem đứa nhỏ lên tụng thầy kinh xong cái là bình thường như cũ, không có gì hết. Họ thông minh vô cùng. Cái lúc bình thường đây là mình còn bị thế gian pháp làm cho mình đần độn, trí tuệ mình không có có sáng được. Nhưng mà khi bỏ cái nhà này đi á, thì cái tánh thiên của mình là cái linh hồn mình á, nó linh cái lắm. Nó bước ra một cái là nó biết rằng đi nơi nào để được giúp đỡ. Nó lẻ lắm. Cho nên nó thấy cái nhà đó, nó thấy hồi nhà này được cái nhà, nhưng mà vô không được, phải nhờ một người nào quen biết trong nhà ké vô. Nãy vô đây á, không biết mấy trăm đứa luôn, nó ké vô đây nè. Gọi là quan gia trái chủ. Nên khi tụng kinh á, thầy rảy nước thầy gõ chung anh đệ là lý do đó đó. Để đi thầy gõ chung là cũng nhẹ hết rồi đó. Thầy gõ nhẹ tính đúng không? Là nó đó, nó vui một đống luôn. Trên chỗ này là chỗ thùng rác công cộng. Tới đổ xong về nhà khỏe, vui cười. Nhưng mà tiếp tục sống xấu là sẽ bị lại nha. Còn nếu tụng thầy kinh cho giỏi vô thì tự động sẽ nhẹ đi. Mình người người chính là mình tự cột, rồi mình tự mở. Cho nên ngồi xuống tụng kinh là mở những cái mình đã từng cột trong quá khứ, để giải trừ bệnh tật, quan gia trái chủ và những cái xui xẻo, phiền não đau khổ của mình trong quá khứ. Là do mình là chủ nhân của nó, nó quay trở lại, nó cắn mình. Vì mình ngồi xuống mình tụng kinh để mình giúp đỡ nó, tiêu trừ. Trên tu là chuyển nghiệp, nếu mình tu không đúng thì mình chồng chất nghiệp. Nhớ tuyệt đối, ngồi xuống tu cần cái gì nói một lần thôi. Chàng không muốn học đạo tinh tấn để sức khỏe dồi dào, bệnh tật tiêu trừ rồi ngồi xuống tụng cho đã đi. Còn cái chuyện kia là do các ngài sắp xếp, nhớ không? Nhưng đừng có tụng như thầy là cứ ngồi cầu hôm nay. Đừng có làm vậy, không có nghe đâu. Vì cái nghiệp mình dày quá, mình phải tự gõ để nó tan cái nghiệp đi. Cho nên cái người cư sĩ có cái giới gọi là kỳ khu, còn người tu sĩ mà có giới là kỳ khiêu. Hai cái khác nhau. Tỳ kheo đó, tỳ kheo, tỳ khiêu. Nhưng mà mình là cư sĩ nên cái kỳ khu. Ngồi xuống gõ mỏ, lấy cái bàn chải kỳ cái khu mình cho nó sạch đi, nó bớt nghiệp. Hiểu không? Cái giới đó không cho thọ đâu mà tự có. Cho nên tự mình cầm bằng chải chà, chà cho nó mỏng cái nghiệp đi. Cho nên tụng kinh là mục đích chính là để rửa tự mình, rửa nghiệp mình, tự mình chà cái nghiệp của mình, tự mình cạo cái nghiệp mình bớt đi. Cho nên tu mới chuyển được nghiệp. Còn không tu đừng có hồng, đừng có hồng xin. Xin không thèm nghe đâu, cho biết à. Xin tùm lum tùm la, chỉ nó khi bệnh tật một đống tánh xấu, một đống không chịu rời bỏ tánh xấu mà xin cái tốt không sao được. Cái nhà mình dơ quá mới đựng đồ tốt, bỏ cái đồ tốt vô nó dơ theo cái nhà của mình rồi. Nó dơ sẵn nè, phải không? Chẳng hạn mình lấy cái đồ mới cho mới nhúng vô xịn, rồi xong, xịn luôn chứ còn gì nữa, phải không? Bây giờ muốn nhận đồ tốt không? Bây giờ chà cái khu mình cho nó kỹ sạch sẽ đi, đi mình bỏ đồ mới, nhà mới tinh à. Thấy không? Mình dọn phòng khách thì thiệt là sạch nè. Cái chân bàn ghế mới tinh vô là cái phòng khách nó đẹp sáng láng luôn. Có phải vậy không? Trong khi cái nhà mình nó bùng gớm mới bỏ đồ mới vô, nó vẫn bùng như thường. Bây giờ muốn bùng muốn mới tự quyết định đi. Phải không?
thế nhà dơ, sạch thế dơ, ngồi xuống kỳ khu đi. Cho nên cái giới luật của cư sĩ là kỹ sư là phải có cái giới đó. Ngồi xuống mình tụng thời kinh cho đã đời để mình tự giải quyết nghiệp lực quan gia thế dù bệnh tật của mình chứ. Mà ngộ lắm, cái nghiệp nó càng mỏng trí tuệ càng sáng. Cho nên thầy viết cái bài bài nhạc là thơ đó đó. Nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau xanh. Đúng không? Cái đầu mình nó vớ vẩn quá à, nói gì cũng tầm bậy, mình nghĩ mà bậy, làm gì cũng tầm bậy, tạo nghiệp. Cho nên cái nghiệp càng nặng thì trí nó lu mờ. Mà trí lu mờ là nghiệp tiếp tục nối nhau mà sanh đẻ. Cái kinh cũng như vậy á. Cho nên cố gắng làm sao mình càng tụng nhiều, trí tuệ phát triển. Mà nhớ là cái điều lợi lạc chứ, cái người tụng kinh hả, tụng kinh càng nhiều trí tuệ nó càng sáng, rất là sáng luôn. Tại vì cái công năng của đại bi là phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, tiêu trừ bệnh tật, quan gia trái chủ. Chứ có cách tụng đại bi rồi cộng thêm vãng sanh, nó cộng thêm cái bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn, thì nó giải trừ bệnh tật nghiệp chướng cũ của mình đi. Thì người mình nó nhẹ nhàng thảnh thơi thì cái đầu nó sáng suốt hơn, mình nhìn sự việc mình biết rõ hơn, cho mình bớt tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Bây giờ Trung Đạo nói không nghiệp, Lũ Đệ không có tin. Lũ Đệ không thể nào tin được Trung Đạo không có nghiệp. Sao có nghiệp được? Mình biết luật rồi mà. Chẳng hạn bây giờ mình coi luật nè, đứng trước một vách tường đúng không, mình cầm trái banh, luật nhân quả là gì? Chọi banh vách tường, banh nó dội vào mặt mình, đúng không? Bây giờ mình không chọi cái banh, nó có gì dội vô không? Tức là bây giờ thay vì mình chọi những tư tưởng không tốt lành ra liên tục, những lời nói không tốt lành ra liên tục, những hành động không tốt lành ra liên tục, thì cái sự trở về, nó trở về ngay cái người tạo tác ra nó. Huynh đệ tưởng tượng cái luật nhân quả vũ trụ rất là kinh. Trong thế giới này có 7 tỷ người, chưa kể những luồng sóng dao động của tất cả các vệ tinh, điện thoại, đủ thứ luồng sóng chi chít đầy nhóc trong cái cảnh giới, trong không khí này. Nhưng mà đặc biệt, cái luồng tư tưởng của con người ta không bao giờ bị những cái luồng sóng dao động của tất cả cái máy móc trong thế gian này mà làm sao lãng được. Thí dụ, mình nghĩ mới đi ra tận cùng của vũ trụ, đi với tốc độ kinh khủng, mà người biết luật nó đi lẹ lắm, mà người không biết luật nó đi chậm, tà, rồi quả báo về cũng chậm. Mà cái người biết luật á, biết tu á, đi về liền, sáng đi chiều về, là mình nhận quả báo liền tức thì. Cho nên cái đầu của mình á, hả, mình nghĩ xấu nó đi ra liên tục, thì cái xấu về liên tục là 4 lần, lúc nào cũng 4 lần á. Mà thầy có nhắc đi nhắc lại nhiều dĩa cả hơn 20 khóa, cứ mỗi lần 1 phút, trong cái đầu mình 1 phút thôi, 1 phút thôi nha, mình nghĩ tưởng tới 1000 lần. Nhưng theo Nam Tông á, bên Nguyên Thủy đó, là một sát na là 1/16 sao. Trong 1/16 sao, tư tưởng mình thay đổi 16 lần. Thầy tính tỉ mỉ luôn nha, 1 phút là 1000 lần, tính theo khoa học. Bây giờ 1 tiếng đồng hồ là 60.000 lần, có phải vậy không? Mà trong khi mình tưởng tượng đi nha, trong 1 tiếng đồng hồ mình nghĩ bậy thôi, mình tìm mọi cách mình hại con nhỏ này, mình làm đủ trò với nó hết, thì 1 tiếng đồng hồ là 60.000 lần. Quả báo trong 1 tiếng nó về với mình là 240.000 lần. Ghê chưa? Bây giờ mình nghĩ xấu 10 tiếng đồng hồ đi, để tìm cách hại nhiều đứa luôn, tìm âm mưu làm nhé, thì cái đầu mình nghĩ trong 10 tiếng đồng hồ là 600.000 lần. Quả báo trở về là 2.400.000 lần. Chỉ có 10 tiếng đồng hồ thôi. Đừng có kể 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 60, 70 năm còn sống luôn rồi, còn nghĩ bậy, còn tính toán bậy, thì quả báo nó chồng chất không thể nào mà tính đếm nổi. Nghiệp của mình nó dày cỡ nào. Bây giờ thấy cái luật chưa? Bây giờ mình gọi là trở về nè, thì bây giờ mình chọi ra 600.000 lần trong 10 tiếng, thì quay đây là 2.400.000 lần, là những cái xấu không thôi. Bây giờ thấy gì? Mình tập trung tư tưởng mình bỏ những điều xấu ra khỏi cái đầu của mình. Bây giờ mình tập trung những điều tốt lành nhất. Bây giờ mình nghĩ tới Phật không thôi. Cái đầu mình lúc nào cũng Phật, cái miệng lúc nào cũng nói Phật, hành động mình lúc nào cũng vì Phật sự, Phật đạo. Nói chung là tấm lòng con tim trí tuệ đều là nghĩ tưởng tới Phật, một chữ duy nhất thôi. Thì trong 10 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ, thì 20 tiếng đi, 20 tiếng đồng hồ thì nó là 1.200 lần. Nghĩ thì 600.000 lần thì nó là 1.200.000 lần, đúng không? Thì 1.200.000 lần nó trở về 4 lần, vấn đề nhân lên gọi là bao nhiêu? Thì phải là 4.800.000 lần, 40.800.000 lần, và 4.800.000 lần.
nó kinh khủng như vậy, thế là nó cấp như vậy. Thì đó mình nghĩ tưởng tới Phật, nói Phật, trên đầu có Phật, trong lòng có Phật, hai vai có Phật, đằng sau lưng có Phật, trước mặt mình là Phật, Phật, Phật. Nói chung là ngày nào mình cũng gặp các vị Phật, thì quả báo trở về mình là gì? Thì còn quả báo xấu không? Nó gọi là không còn nghiệp xấu nữa. Mình là ai chứ Phật đã biết rồi. Luật đó là thế mà, hay cái gì dục ra nó quay trở lại với chính bản thân mình. Cho nên mình phải biết rằng là mình là chủ nhân của thiện và ác, của tốt và xấu. Hả, mình làm mình phải chịu trách nhiệm. Cho nên về đừng có rên khóc mắc công lắm. Thách nó về luôn một lần đi, chơi luôn một lần cho xong. Có nhiều đặt hết. Đặt một dáng một đi rồi về kia tính sao. Thấy chưa, mình là chủ nhân của tốt và xấu, thiện và ác. Bây giờ mình biết mình đã tạo tác từ gì. Bây giờ muốn không bị những cái gì mình đã tạo tác trong quá khứ, ngay từ lúc này ngồi xuống tụng một thời kinh thiệt là an lành hạnh phúc đi. Tự nhiên việc làm của mình ngày hôm qua nó trở về nó nhẹ nhàng hơn một chút. Cho nên không ai có thể ngăn chặn được nghiệp lực mình đã từng tạo tác của ngày hôm qua. Nhưng chúng ta có thể làm thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống cho chân thật trong hiện tại nè. Sống thiệt là chân thật đi, thì tự nghiệp lực ngày mai nó sẽ hoàn toàn thay đổi, không giống ngày hôm qua nữa. Rõ không? Rõ chưa? Sống chân thật trong hiện tại thì tương lai sẽ hoàn hảo. Sống hết lòng đi thì tương lai sẽ trở về mình sẽ hoàn tất. Rõ chưa? Thay vì mình nghĩ tầm 7 tầm 3, nói tầm 7 tầm 3 là tầm 7 tầm 3, thì quả báo trở về là tầm 7 tầm 3 cộng tầm 7 tầm 3 cộng tầm 7 tầm 3, nó ra một chung tầm 7 tầm 3. Nó gọi là đổ nợ. Chưa? Rõ chưa? Bây giờ rõ phải không? Ngồi xuống tu đi, đừng có xin hoài. Ngồi xuống thấy tục kinh ấn tụng mà cứ thắp cái nhang không chịu cắm lên, mà nói cho nó đã gần tàn nhang mới cắm cái nhang lên là biết một triệu chuyện sinh rồi. Đừng có xin nữa, làm. Ngồi xuống làm chứ đừng có xin xỏ nữa. Nếu mà xin rồi học rồi tập rồi sửa rồi hành á thì nó mới hết nghiệp được. Chứ mình là người tu chuyển nghiệp cho chính bản thân mình, chứ không ai giải nghiệp giùm được. Rõ không? Mình muốn đẹp không? Ai cũng muốn đẹp mà, phải không? Ai cũng muốn đẹp hết á, ai cũng khỏe, ai muốn trẻ, muốn được như vậy, phải không? Phải ngồi xuống công phu đi, vì có công mới có của được. Ha, mình có công phu mình mới có của quý, báo tâm linh của mình trở về với mình chứ. Đúng không? Mình ngồi xuống mình công phu miên mật đi, tự nhiên phước báo đến với mình, đó là của mình đó. Chứ phải của ông thầy trung đạo. Chúng ta tự làm, tự nhận, chúng ta tự làm, tự hưởng, là tự lực cánh sinh đó. Mở tấm lòng ra, khi chúng ta mở tấm lòng, mở trí tuệ con tim thật rộng lớn như huynh đệ ba tánh chúng sanh, thì chúng ta sẽ nhận rất nhiều món quà trong vũ trụ từ chư Phật ban cho mình. Đó là luật. Các ngài nói, hãy mở tấm lòng và tâm trí con rộng lớn hơn đi, con sẽ nhận rất nhiều món quà trong vũ trụ. Hãy yêu thương anh em huynh đệ ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình đi, rồi con sẽ được thấy những gì trong cuộc đời con người ta mong ước cũng không được nữa đó. Yêu thương mọi người như chính bản thân mình rồi sẽ được quyền lợi từ đâu sẽ đến cho mình. Cái cụ báo tâm linh này không bao giờ ngừng nghỉ trở về cho chính mình. Giúp đỡ huynh đệ yêu thương ba tánh chúng sanh bằng tình yêu thương chân thật và lòng khiêm nhường tuyệt đối, thì huynh đệ sẽ nhận rất rất nhiều món quà vũ trụ các ngài đem đến cho mình đó. Mà thế gian nó gọi là tri kiến Phật. Cụ báo tâm linh mình đầy rẫy, các ngài ban cho mình trong âm thầm là do cái công phu tu tập, lòng yêu thương dành cho ba tánh chúng sanh, tính khiêm nhường mình biểu lộ trước mặt mọi người. Lúc đó mình mới được chư thiên chư Phật chư Bồ Tát dạy dỗ cho mình rất là kỹ lưỡng, không cần phải xin. Trung đạo chưa có hề xin gì cho bản thân mình hết. Xin gì có đủ hết rồi, xin chi? Đẹp trai là đủ à. Nghe muốn nói chỉ cần khỏe, trẻ, vui vẻ, hạnh phúc là tất cả. Niết bàn cực lạc chính là ở tại cái cuộc sống hiện tại bây giờ, trong chỗ này, là trong cái nhà này luôn, là niết bàn đó. Bởi đây thầy rất là vui, thầy không có gì phải lo, thầy không có gì phải phiền, thầy không có gì phải la hét giận hờn, không có gì. Trong ngay cái chỗ này là cực lạc nè. Ai mà vô đây rồi là chỉ có vui thôi, chứ không bao giờ biết buồn là gì. Đệ tử thầy mới nói, con gặp sư phụ này con chỉ có cười thôi, chứ nói gì được, nhìn ổng thấy gớm, lấy gì nói. Gặp là vui rồi. Gặp một người cảm thấy gì, mọi sự nó vui vẻ là đủ rồi. Rõ không?
Vì đời sống cần sự vui vẻ hạnh phúc mà. Còn gì khác, tiền bạc không bao giờ mua được sức khỏe và hạnh phúc đâu. Sức khỏe lúc chỉ ngồi xuống công phu mới có thôi. Còn mình sống lăn lộn, lăn xả trong cuộc sống hàng ngày của thế gian, mình rước không biết nhiêu rác rưởi cái thế gian về, rồi để trong bụng người nè, nghĩ buồn, nghĩ tức, nghĩ giận, đâm ra bệnh. Tâm tư không an lành thì thân sẽ bệnh. Rõ chưa, nhỏ bán gạo? Nếu khỏe rồi đó. Mấy bữa nó gặp thầy nó mét, nó mét, nó mét, đến khi mà nó rời khỏi cái cửa, dẫn quý đầu vô mét tiếp vài câu mới chịu đi về nhà. Nó mét thì năn nỉ, thôi đủ rồi, đừng mét nữa, tôi sợ ghê quá. Nay hết mét rồi đó, cảm ơn con. Lỗ tay được nghỉ thời gian, đỡ. Bà khỏe chưa? Bà khỏe. Cũng vậy đó hả? Trời đất ơi. Nổi lên hả? Thiệt chứ. Mới gặp thầy về, hôm sau lọt xong cũng bụng bự lên, khỏi ăn cơm mấy bữa cũng đỡ. Xong để nằm xuống lấy cái cây tre cán lên cho bà ói ra. Chụp hình gì uống nước rồi cho nước ói ra thôi chứ chụp hình gì nữa. Lấy cây tre lăn vậy nè. Ói ra. Nó dễ thế bà. Có gì đâu phải đi nhà thương đâu, để nằm đó mà nhảy cái bụng bà. Mấy lần là hết à. Đi lên nhà thương uống nước nhiều. Bây giờ bà tỉnh chưa? Dạ chúc mừng bà. Nhờ trẻ xuống nó uống nước xong nó dơ mới tỉnh đó. Cái nước bị ô nhiễm á, uống vô nó rửa cái đầu luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Bà sống sót cũng hay. Ma không mà, ma. Bây giờ huynh đệ muốn đi coi ma không? Chỉ ra đi nè. Thôi hả? Đi không? Bệnh viện là một, hen, chùa là hai, chủ nhậu nhẹt là ba, cờ bạc là bốn. Ma đã lắm. Đủ loại. Đủ loại ma. Mà chết trong bệnh viện là không có về nhà được nha, nó giữ trong đó luôn. Không, nhờ cái phao á, thành cái phao rồi. Cũng phước. Thì bình tĩnh á. Ôi, bà còn tỉnh nha, mà uống cho mà còn tỉnh. Nhờ nước dơ mới tỉnh á. Hỏi nó lòi ra thấy không? Nếu không hỏi nó đâu nói má nó bị uống nước chết đâu. Bà thấy tội lắm mà. Nhưng nhờ bà tỉnh hơn nè, bà tỉnh táo hơn trước nhiều phải không? Nhờ đi bác sĩ mà nó đổ sạch đồ dơ trong ruột ra đó. Ừ. Cũng mừng cho bà. Nha. Tội. Xin lỗi như thầy chọc bà thôi. Bà còn sống là cũng mừng. Bà tỉnh táo hơn nhiều phải không? Vậy lần sau chờ bà bị gì đó, con kêu bà đứng ngay bờ sông xô khoảng cái, chờ cái bụng bự lên ha, cái khiên lên cái lan cái bà tỉnh thêm lần nữa. Làm cho bà tỉnh táo hơn. Bà không tỉnh. Đừng có làm thiệt nha. Cảm ơn con đã kể chuyện vui. Không sao, bà còn sống là vui rồi. Chỉ có cách duyên chúng ta thôi. Với bà dễ thương lắm. Không biết đâu. Bà như thế nào bà quên nhiều lắm. Nhưng mà những cái cũ bà không quên. Nhớ. Thật ra huynh đệ lớn tuổi lắng nghe nè. Ai trên năm mấy tuổi giơ tay lên coi. Đây là cái lời quan trọng nhất. Quan trọng nhất huynh đệ phải nhớ nè. Giơ cao cao lên bác. Rồi. Đây. Nhất là đàn bà. Luôn luôn là hồi đó. Lớn tuổi bắt đầu chuyện hồi đó không à. Hồi đó phải không? Hồi đó đã đời cái 10 năm sau cái hồi xưa. Hồi xưa cái bắt đầu lớn tuổi nó bắt đầu
hồi chuông đi. Có ba cái hồi nó là xong rồi. Hồi đó, hồi xưa xong hồi chuông. Cẩn thận đó, nếu mà không chịu sửa đổi ngay từ đó đi à. Khi nói chuyện hồi đó rồi ha, là nghiệp lực nó tràn lan không bao giờ mất được. Nó nằm trong cái a lại gia thức, lặp lại chuyện hồi đó không thôi là nó nằm trong đây nè. Khi chết rồi sẽ đi vào cái cảnh giới đó đó, cho mà biết mặt luôn á. Thì mình cứ lặp đi lặp lại một chữ mà, phải không? Tôi như vậy, tôi như cái câu chuyện là nguyên bản. Khi mình chết, cái ảnh nó vô trong cái thức của mình á, cái mình cầm cái thức đó, cầm cái ảnh trong cái thức đó, đi ra, mình sẽ trở về cái cảnh giới mà mình mong muốn. Cho nên cái quan trọng nhất cái lúc mà cận tử nghiệp, cái thức cuối cùng sẽ cho mình về cảnh giới nào mà mình suy nghĩ. Thành ra vấn đề phải nhớ là trong đầu mình chỉ có một chữ duy nhất thôi, Phật. Hoàn cảnh nào cũng vậy, Phật. Mình chỉ biết mình là Phật là đủ rồi. Thì khi mà mình rời khỏi cái xác thì cái thức của mình nó đi về cái cảnh giới mà mình muốn đó. Lẹ lắm, đâu cần phải niệm. Như anh của thầy là Công giáo, là niệm Nam Mô A Di Đà Chúa, đâu có sao đâu. Anh thầy Công giáo mà Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Vậy mà ông đi cái đầu cũng đóng hổi đó. Không ai tin thầy làm nữa, thầy làm. Thầy không có hộ niệm cho anh của thầy. Thầy chỉ nói trong lỗ tai ông thôi. Thầy biết rằng là gia đình thầy là Công giáo. Nếu thầy kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ chống đối. Nhưng mày nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nghe không? Nghe chưa? Gật đầu, ổng gật đầu. Đọc đi, đọc đi. Nam Mô A Di Đà Chúa. Cái đầu ổng lặp lại Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Năm ngày sau ổng kêu vợ ổng lại. Lúc thầy đang cúng Vĩnh Long á, năm ngày nữa tao chết. Thì đúng năm ngày sau ổng chết đó. Chứ Nam Mô A Di Đà Chúa 5 ngày thôi. Đúng là hơn 10 ngày là Nam Mô A Di Đà Chúa ông ơi, là nhắm mắt lại là cái đầu nóng hổi đi theo Chúa rồi. Cái câu niệm á, mình muốn đổi chữ nào mình đổi. Chẳng hạn như người Trung Quốc, họ thành lập một tôn giáo gọi là Phật giáo Bắc Thừa, tức là của Trung Quốc, gọi là Bắc Tông á. Bắc Tông là của Trung Quốc. Nó bỏ Khổng giáo, Lão giáo vô, rồi nó lấy Phật giáo của Tây Tạng ráp đầu ráp đích thành Phật giáo Bắc Tông, là Phật giáo của Trung Quốc. Mình bắt chước theo người Trung Quốc, sau 1000 năm nô lệ giặc Tàu, mình có Phật giáo, mình học của Trung Quốc. Rồi tất cả những gì mình đang có hiện tại, mình mê cái này, mình cúng cái nọ, cái là của người Trung Quốc để lại chúng ta. Đốt tiền vàng mã, cúng ông địa, rồi cúng ông táo, rồi cúng ông thần tài, nói chung tùm lum tà la, đều là của người Trung Quốc để lại cho dân tộc của mình. Một cái hố sâu mê tín dị đoan. Cho nên chúng ta bị theo truyền thống, theo phong tục tập quán mà mình vẫn lặp lại những cái mà mình coi là chuyện phải có. Thực sự trước quốc trật lất, chẳng hạn như cái chuyện này nè, đệ tử của thầy là cứ tụng A Di Đà mỗi chiều tối với ba chén cháo sau 49 ngày, thì củ hiền thất tổ về sẽ báo với huynh đệ biết là đi hay không đi. 100 ngày sau thì đi cũng phải đi. Nó tụng chung là mình tụng cái chiều nào A Di Đà riết là củ hiền thất tổ phải siêu. Đã siêu rồi đâu còn ở đây, có phải không? Đã siêu tức là không còn trong nhà, nhưng mà nhà mình vẫn để hình ảnh, vẫn để thờ phượng cúng. Mỗi năm cứ làm đám dỗ, đập đầu con này con nọn kia, làm đám dỗ cúng ông bà. 30 Tết làm con gà, mời ông bà vô nhà ăn. Mùng 3 Tết đá ra cho lẹ thiệt lẹ, mời đi đừng ở. Tức là mình mời ông bà vô ở 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3, tống khứ ra khỏi nhà liền tức thì. Vậy mình có hiếu hay bất hiếu? Quá ư là bất hiếu. Một năm mời về có mấy ngày thôi. Mùng 3 làm cá trê, nướng cá lóc, cá trê gì đó không biết. Rồi làm thêm con gà nữa. Đi ra nhà lẹ lẹ lên đi, của huyền thất tổ đi ra, xếp hàng đi ra lẹ lên. Ăn vậy đủ rồi. Vậy là có hiếu hay bất hiếu? Quá ư là bất hiếu luôn. Nhưng mà vẫn làm nha. Vẫn làm chưa kể nữa, còn trở thành những kẻ thủ phạm, nhốt vong linh, hương linh, âm linh của huyền thất tổ hết năm này sang năm nọ không cho siêu. Bởi vì năm nào cũng kêu về ăn cúng dỗ. Chúng ta tránh những người tù, nhốt ông bà mình lại không cho đi. Để hình ảnh nó kêu hoài, làm sao người ta siêu? Rõ không? Mình kêu tối ngày sao tôi siêu được? Hãy thắp tiên nhang lên, bà má về ăn cơm. Trong khi ông đang đứng chờ sẵn, không có ăn được đâu. Nhốt trong nhà năm này sang năm nọ, tới chừng mà đầy nhà quá rồi không biết làm gì hết trơn, bắt đầu ông quậy cho bệnh tật, con cái không ngóc đầu nổi, làm cái gì cũng xui, làm gì cũng thất bại. Lúc đó mới lật đật đi kiếm thầy cúng. Về nhà cúng mấy ông cúng nhà xong xuôi rồi, con cái không chịu làm cho nên làm gì cúng mà đi. Ông thầy tới nhà cúng chắc gì của huyền thất tổ siêu đâu, người con trong nhà làm mới siêu được chứ. Cho nên ngồi xuống tụng thời kinh buổi chiều đi, không những cho mình, cho ông bà quá giảng được siêu sanh tịnh độ, đó là đại phước. Tạo âm được trong cuộc sống, chuyển nghiệp, chuyển hoàn cảnh sống của mình.
Chúng ta đau khổ bệnh tật, xui xẻo, đủ thứ chuyện xui trong nhà, con cái không ngóc đầu được là bởi vì của hiện thất tổ trong nhà của mình chưa có siêu. Đó là nguyên nhân lớn nhất mà chúng ta bị, mà chúng ta không có ý thức được. Cho nên đối với thầy, các đệ tử của thầy đều phải tụng cái bài kinh đó buổi chiều là tụng A Di Đà Đại Bi để giúp cho của hiện thất tổ được siêu sanh tịnh độ, sau đó thì con cái mới hưng thịnh được. Đó là chìa khóa của người cư sĩ tại gia, phải tu đầu tiên giúp cho của hiện thất tổ siêu sanh. Là mình tu chuyển nghiệp không những cho mình, cho ông bà đã quá vãng, rồi giúp đỡ ông bà cùng hiện thiền được mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an. Chính mình là một, là cái cột trụ chính trong gia đình. Nếu biết tu, một người trong gia đình biết tu mà nhất nhân chứng đắc củ hiền thăng, một người trong nhà biết tu thì củ hiền có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Cho nên mình ngồi xuống mình tu cái thiệt an lành đi, thì mình giúp đỡ củ hiền thất tổ mình rất là vi diệu. Các ngài sẽ được siêu thì các ngài sẽ giúp đỡ con cái tới nơi tới chốn. Cho nên gọi là âm siêu dương mới thế, là vậy đó. Vì hiểu tại sao mình phải ngồi xuống tụng kinh chưa? Không những cho mình là kẻ linh, anh em trong nhà là sinh, còn giúp đỡ quyền thất tổ ông bà ngoại hai bên chưa siêu gọi là linh, độ sinh rồi độ linh luôn là vậy đó. Độ âm lẫn dương, cho nên âm siêu dương mới thế, âm không siêu dương không thảnh thơi. Cho nên người tu mà tu chân chính sẽ chuyển nghiệp, chuyển hoàn cảnh sống, thay đổi cái nghiệp lực, giải trừ quan gia trái chủ, giải trừ bệnh tật, giải trừ tất cả những điều không tốt lành đến trong căn nhà của mình. Cho nên mình là chủ nhân, có người sáng tạo ra nghiệp xấu hay tốt, thiện hay ác. Cho nên huynh đệ phải hiểu rằng là tất cả những cái xấu, những cái tốt, những cái thiện ác đều đến từ nơi mình. Họ có quyền trở lại cái người mà tạo tác ra nó. Nó gọi là quả báo nhãn tiền. Nam Mô Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Dễ hiểu chưa? Bây giờ gặp thầy có nhăn nhó than thở nữa không? Còn sao hết được? Thì có chỗ vui nhất để được đổ mà. Ông lúc nào cũng rộng lượng hết á. Bây giờ có thể hiểu thế nào tu chuyển nghiệp chưa? Tu đi giải trừ bệnh tật, tu đi giải trừ oan gia trái chủ, những câu chuyện xui xẻo của mình, những điều mà gọi là bất như ý đến với mình, những điều không tốt lành đến với mình, rồi làm cho mình đủ chuyện xui xảy ra, nó gọi là oan gia trái chủ. Những điều làm cho mình khó chịu, lúc nào cũng bực mình, lúc nào cũng cằn nhằn cử nhử, nó chính là oan gia trái chủ của mình. Cho nên mình tụng kinh để giải trừ oan gia trái chủ, mình sẽ không còn bị phiền não, bệnh tật. Mình càng tụng nhiều chừng nào, đời mình nó càng an lạc hạnh phúc nhiều chừng đó, thì mình chính là chủ nhân. Mình phải tự giải nghiệp cho chính mình, mình phải tự giúp đỡ mình sống trong an lạc hạnh phúc mỗi ngày. Cho nên mình phải biết, mình làm, mình hưởng, mình tu cho chính mình. Chứ ông trung đạo không có hề hưởng gì trong đó huynh đệ đâu. Đừng có làm biến, rồi tu còn chưa kể còn đếm nữa. Niệm Phật phải đếm cho đủ 108, 109 sợ mất linh, kẹo tới bậc quốc nội, sinh thì sinh hoài cũng hết. Chẳng mình niệm Phật thấy không? Niệm 108 là ngưng nha, còn niệm 109 mất linh. Thế làm có 109 thì đâu có được làm 108 mà. Cho nên bị cái bệnh đó, hả, niệm cho đúng 108 thôi, 107 cũng không được, 109 thì dư quá cũng không linh được. Còn sinh thì sinh tràn gian đại hải, sinh hoài cũng giờ hết. Nhưng mà ổng ngồi trên ống chờ coi, cho hột nữa đi, không là không nha. Hột nữa đi, không, hết linh sao? Cho hột nữa đi, không. Vậy chứ mày sinh hoài tao có nói gì đâu. Còn một hộp không cho nha, ông linh sao? Ông kia ông ngồi tụng kinh, ông tụng kinh, ông vừa gõ vô mỏ xong thằng người kia đứng kêu chú ba gõ cửa hoài à. Ông ráng ông nhịn, ông tiếp tục tụng làm lơ đi mà nó gọi hoài chịu hết nổi rồi, giục cái dù xuống chạy ra cửa. Mày làm gì kêu hoài, mày tụng kinh hả? Con mới kêu chú có một lần, ngày nào chú cũng kêu, ông đâu có la đâu, phải không? Mình ta kêu có một lần nổi điên lên, còn mình ngày nào cũng kêu, không có giận đâu. Hồi xưa thầy tụng kinh thầy không có hiểu, thầy tụng ghê lắm. Nhưng mà thầy tụng mà thầy không chịu học, thầy tụng mà không chịu tập, thầy tụng mà không chịu hành, tức là mình tụng như con vẹt vậy đó. Thôi thôi, thật ra cái chuyện mà chuyển nghiệp nó rất là khó, rất là chậm. Thì cái ông thầy mà ông dạy tử vi cho thầy đó, ông nói tao nói thiệt với mày nha, mày tụng như vậy không có kết quả đâu. Mày tưởng tượng đi nha, tao viết cái bài này đúng không? Nhưng mà tao đưa cho mày,
cái sáng ra 3 giờ sáng mày gõ cho mình kêu tôi dậy nghe mà đọc cái bài của tao, mày nghĩ tao ngán không? Ngán thấy bà cô luôn phải không? Sáng ra 3 giờ dậy nghe nè, tao ngủ chút đi, mày đọc như vẽ cái mày không chịu học. Tao kêu mày học mà tao kêu mày đọc đâu. Dậy nè nữa mày nữa hả? Ngày nào cũng phải nghe 3 giờ sáng, không nghe muốn chết luôn. Nhưng mà sửa thì không chịu sửa, đọc thì đọc hoài, còn sướng nữa chứ. Cho nên chúng ta đọc như con vẹt là chúng ta phí thời gian. Rồi mà cái đọc cái bài cái ông viết cho mình, ông để cho mình học, mình sửa, mình trau dồi đức hạnh, mình bỏ những cái hư xấu mình để thành những người tốt. Là này không, đọc như con vẹt cho nó đọc xong rồi phủ đích đứng dậy cái rột đi xong, ra kia chứng nào tật đó. Tới ngày mai mình gọi nữa, ông nói, nó nữa kìa. Không lẽ ông bỏ ông đi, kỳ quá, ông để nó sao đi được phải không? Ngày nào, dậy đi nghe tôi đọc bài của ông nè, để tôi yên chút được không mày? Hiểu ý thầy không? Nếu mà thầy là ổng, thầy nói liền luôn á, làm ơn đi đi, đừng đọc phải nghe ứ. Đâu có ông sửa không vậy à? Chúng ta tu, sửa, tu chỉnh, tu bộ, ngồi xuống tụng thì kinh thiệt, an lành, hạnh phúc. Hôm nay có cái gì không? Coi lại coi hôm nay thằng tôi mình lớn hay ông Phật mình lớn? À, thằng tôi mình nó dậy nhà nó bắt đầu tụng kinh, đập đầu nó đi, đập cho nó chết cho rồi, ông Phật mình có cơ hội sống. Trong này có Phật và tôi mà đúng không? À, sống với cái tâm phàm phu tục tử, bản ngã thấp hèn là sống với cái tôi của thế gian mình. Còn mình sống với cái tâm chân như của chư Phật là mình sống với ông Phật của mình. Cho nên trong này có hai người ở, một thằng thì thế gian, một người thì là thiên liêng. Nên chúng ta chấp nhận thế gian pháp là sống với cái tâm phàm phu tục tử, vô tri vô giác, bản ngã thấp hèn. Bây giờ mình nếu sống chung với thằng này là chấp nhận cửa địa ngục mở chờ mình. Mình sống với cái tâm như của chư Phật là chấp nhận cửa niết bàn của đệ tử chọn nhàn chút may mắn. Niết bàn hay địa ngục là tự mình nha. Sống với tâm phàm phu tục tử, thấp hèn ngã mạn, tự cao tự đại, coi thường bá tánh chúng sanh, dữ dằn với mọi người là biết cửa địa ngục đang chờ mình rồi. Còn mình sống với tâm như chư Phật, vui vẻ, hiền lành, kính trọng, khiêm nhường, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, giúp đỡ, tương trợ, đó là cửa niết bàn chờ huynh đệ đó. Huynh đệ tự chọn đi, tự chọn đi, quyết định chưa? Chưa luôn hả? Chúc mừng. Chưa cũng nhưng mà chấp nhận cũng chấp mừng, chúc mừng. Giờ thời gian còn lại này được hỏi những câu gì lớn như thế mà tu tập nha, tuyệt đối không được kể lể chuyện đời cô lụ à, nói rồi đó nha, nhớ nha, không được kể chuyện đời cô nương. Hai người cầm hai cái này coi. Vậy là vào bên đây hỏi đi, nhưng mà mấy người mà hơi lớn tuổi hỏi nhiều vô. Phật được cô, khi cô tụng kinh mà ông Phật nói không được á, kêu thầy lại nha. Hay lì lắm, yên tâm. Phật cũng hy vọng là cô không thất vọng.
Hỏi đi con, không có được kể nha, hỏi thôi à. Hỏi lên. Con quỳ xuống lại ổng không? Thì bây giờ cho ai, cho nhà cô thờ Phật rồi cầu nguyện cái chuyện với Phật được rồi. Nghe, rồi tự mình quyết định đi. Vậy là Phật cái cục đất đâu có gì đâu. Đa số là cục đá không à. Thì mình để đó để cho mình có cái niềm tin nó mạnh hơn thôi. Còn nếu mà tu không có gì nó kỳ lắm, có cục gì để cho mạnh hơn được. Nó kỳ lắm. Để đại cục nào này. Hiểu không? Thì vậy để đâu để đi. Huynh đệ, thầy khuyên huynh đệ không được lại ông địa thần tài nha. Tuyệt đối không lại nha. Huynh đệ mà, cái nhà này là nhà của Phật. Chúng ta còn có căn nhà, còn nghĩa là ông Phật còn sống. Ông Phật sống nha. Mình sống, ông sống. À, mình ngủ ông đi. Nhưng mà ông vẫn sống, mình thì bỏ nhà rồi. Cái nhà mình bỏ mạng rồi. Ông sẽ rời khỏi căn nhà này, ông lấy căn nhà mới khác. Ông này là đi hết căn nhà tới căn nhà khác. Đến khi nào mà cái nhà này biết ngồi xuống tu luyện á, thì ông mới có cơ hội tiến hóa trở về với Như Lai, với chư Phật tổ. Cho nên chúng ta phải nương vào căn nhà này là một phương tiện lớn nhất cho chính bản thân mình. Điều kiện lớn nhất được tu học là tại đây. Còn nếu căn nhà này mà gãy đổ nửa chừng á, thì tu học mình là hoàn toàn nửa chừng hết, không tiến hóa được. Rõ chưa? Biết chăm sóc căn nhà này cho đàng hoàng vô thì trở thành một phương tiện rộng lớn hơn, nhiều cơ hội học đạo hơn. Cho nên chính vì mình có căn nhà này là nhà của Phật, cho nên khi mà mình quỳ mình lại ông thổ địa là ông nhảy cái tót cái chỗ khác, không bao giờ là đứng gần ở đó. Huynh đệ mà lại thầy trung đạo phải cúi đầu chào lại chứ không đứng thẳng, không dám đứng thẳng. Bởi vì Phật sống lại, Phật sống lại một người không ra cái ôn gì mà đứng thẳng ha, là cái mạng này không có chỗ đi rồi. Rõ chưa? Có để thầy không, thầy lại Phật xong thì cúi đầu huynh đệ không? Thì huynh đệ là Phật sẽ thành mà, phải không? Huynh đệ là Phật sẽ thành, ngài nói như vậy mà, nó phải trung đạo rồi lặp lại thôi. Tôi là Phật đã thành, huynh đệ là Phật sẽ thành. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, thâm danh đoạt lợi lầm than bao đời. Thấy chưa? Bởi vì mình tham danh tham lợi cho nên mình không biết ông Phật đang ở trong nhà này. Muốn thân khẩu ý thảnh tơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, mà lòng chẳng nhốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như phần trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người ta, trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục ở trần gian mà. Phải không? Như Đà Phật. Hỏi đi. Kêu công an bắt chồng chưa? Bắt chưa? Cũng vậy hả? Thả ra rồi hả? Cô làm chuyện họ, họ đổ chuyện của người ta là phải của mình đó, mình lo. Ừ. Thì ông ở nhà ông đâu có đi đâu đâu. Thì con cúng Di Đà lại giúp ông đi chứ. Từ ba của con mà, đâu phải của thầy đâu. Không, còn không dính líu tới ông nhà. Cái nghiệp nào đó phải chịu trách nhiệm.
họ tạo tác, họ phải tự chịu. Còn bản thân cô ngồi xuống tụng cho bản thân cô, cho gia tộc của Cửu Hiền Thất Tổ, những người dính líu tới cô được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Còn anh chị em mình, họ có cái nghiệp riêng tư của họ, họ có Cửu Hiền Thất Tổ riêng tư của họ, không dính tới mình, cho nên đừng có đổ thừa cho nhau, nhớ không? Vì đạo Phật tụng cho giỏi vô, biết rằng việc tụng của mình là lợi lạc cho người ta, thì đừng có ngại ngùng, đừng có kẹo. Tụng mà còn đếm nữa, tụng đại tới đâu tới đi. Ừ. Nhớ không? Bởi chưa, con ăn bát chưa? Chúc mừng. Bác bên Mỹ này, đệ tử này mà đàn bà nè, gọi mà khóc hồ hồ đây. Tên gì? Nói đang ở đâu? Chiều mang tới bác cho rồi. Bác cái thằng nó dẫn đi. Bên Mỹ mà đụng tới đàn bà cái bụp, là nó nhét cho trong xe, nó còng lại, nó đẩy trong xe, nhốt tính sao? Rồi ra tòa sao? Còn bên mình là đánh đàn bà thoải mái. Dạ không cần, con cúng cháo nó má, đừng, ba không có răng đâu, ba nhai cơm, con cúng cháo được rồi, cháo húp lẹ hơn khỏi nhai. Tội nghiệp quá, đúng là thiệt mê muội. Vậy cúng cháo nó má, đừng cúng nữa, để con cúng cháo đi. Quý đệ nhớ không, cúng Phật là phải cúng cơm, mà cúng Cửu Hiền là cúng cháo, như không? Thì Phật còn răng, cúng cháo mang tội. Vậy làm thiệt á. Câu chuyện này không quên. Người bà 70 mấy tuổi, bà rất là siêng năng tụng kinh. Bà tụng được cho Cửu Hiền được 21 ngày rồi. Thì bà rất là vui vẻ, hạnh phúc. Thì có một người huynh đệ Phật tử tới nói: chị ơi, nếu mà chị cúng Phật mà cúng cháo để ra bằng Phật á, là rất là bất kính. Chị Phật phải cúng cơm, còn vong linh, hương linh là phải cúng cháo. Thì nhà không có bàn Cửu Hiền để bàn Phật chứ sao? Chứ thầy cúng đâu có bị gì đâu. Mấy chục năm trước thầy cúng thầy bị gì? Thì cái bác đó nghe xong là về bất ổn. Bà cảm thấy bà có lỗi trong hai mấy ngày là tụng cúng cháo, là mình bất kính với chư Phật rồi. Thì khi mà thầy giảng ở cái chùa đó đó, thì bà mới lên chùa gặp thầy. Thì để mà làm cho bà không còn cảm giác là bị mang cái tội bất kính mà lỗi lầm á. Sau khi giảng xong thì cũng cho hỏi như vậy, thì bà mới hỏi: dạ thưa thầy, con cúng cháo ra được 21 ngày rồi, thì có một người bạn nói với con là cúng Phật, là bà nhà con không có bàn Cửu Hiền, con phải để bàn Phật. Vậy là mà con mang tội bất kính ông thầy. Thì nói: dạ đúng rồi bác. Thì ông Phật có răng mà bác cúng cháo là bác có lỗi. Còn ma quỷ nó không có răng cúng cháo là đúng rồi. Bác cúng cháo là bác bất kính phải rồi. Đồ nhiều chuyện cái bà nào vậy? Nhiều chuyện. Ta cúng không sao, xía vô ta làm ta lo. Không có ăn được đâu mà bất kính không bất kính. Cúng cháo đi. Dạ. Phật chúc may mắn. Cúng sao cũng được, để lên bàn với tấm lòng mình thôi, hiểu không? Rồi mình cúng hết tấm lòng đi. Cúng lúc mà tụng kinh mới là quan trọng nè. Còn cái chén cháo nó không quan trọng bằng cái lúc tụng đó. Tụng cái tấm lòng như thế nào, hết lòng vô tụng thì người ta mới hưởng được cái pháp thí. Bởi pháp thí là thù thắng như tất cả các pháp, đúng không? Mình phải tụng hết lòng cho người ta thì người ta hưởng được cái tình thương của mình, người ta mới có cơ hội siêu chứ. Rõ chưa? Rõ không? Vậy là Phật. Cảm ơn huynh đệ. Cô này ở Gia Lai mới vô á. Vô đúng giờ, cúng luôn. Con tụng Lăng Nghiêm con có nói rồi phải không? Thì chắc đều đọc luôn, tại vì đọc luôn đâu cần phải nói nữa. Dạ. Thì sư phụ đọc lẹ cũng đâu có đọc là thí dụ mình đọc tới chỗ mà ứng thú na mà tỏa đúng không, mình là con trong đạo chí tâm sám hối cho niệm ứng thú na chí tâm sám hối cho nên nghiệp tỏa hết. Thế là mấy biến đầu mình đụng rồi, thí dụ mình tụng năm đệ đi ha, thì bốn đệ đầu đều có mà thì đệ thứ nhất đệ thứ ba đó là một lần mà thôi, đệ thứ hai đệ thứ tư là hai lần mà thì mà ứng thú na mà tỏa. Thì mình thấy gì bốn lần đầu tiên mình tụng Lăng Nghiêm á,
Thì tụng bốn đề đó mình nói là con chỉ tâm sám hối tâm nghiệp, đúng không? Thì sau khi qua cái biến thứ nhất á, thì biến thứ hai mình đọc mà tỏa luôn, tức là mình đọc cũng sám hối, mình đọc là con chỉ tâm sám hối cho tâm nghiệp tỏa, không có đọc hết ra, hiểu chưa? Tâm niệm có đủ rồi, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, thì những gì đã nói đã làm đã nghĩ không được tốt lành trong sạch tiên kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, chỉ tâm sám hối cho tâm nghiệp tỏa, là mình đọc một lần đầu thôi. Cũng như lần sau mình đọc là mà tỏa, mình đọc cái mà đâu, con chỉ tâm sám hối cho tâm nghiệp tỏa. Rồi qua cái thời đề nghị là mình hồi tất nó để sang là vậy đó, mình đọc xong cũng là tỏa hết chưa, hiểu chưa? Như là Phật được, dạ, như là Phật con, dạ, chúc con may mắn nha, dạ. Vấn đề tụng kinh á, tụng đại bi muốn cho hết nghiệp á, là mình tụng bằng cái lòng của mình, chỉ cái chữ đại bi mà. Xuống nhắc lại nha, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn của Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Mình tụng đại bi mà hỏi lại coi mình có biết biểu lộ cái tánh đại bi trong lúc tụng hay không mới là quan trọng. Khi mà mình tụng cái bài đại bi đó với cái tâm đại bi của mình á, thì cái tâm này với cái bài đại bi nó hòa nhập một, gọi là nhập pháp. Nhập pháp nha. Nhưng mà mình sống nhiều năm để mình biểu lộ cái tánh đại bi cho ba tánh chúng sanh, khi mình tụng bài đại bi mà hạnh phúc tột đỉnh luôn á, lúc mà là đắc pháp. Tụng kinh phải nhập pháp và đắc pháp, chứ không phải là tụng, tụng là tụng. Thế là khi mình tụng biểu lộ cái tâm từ bi trong cái tụng, rồi sống trong đại bi biểu lộ tâm từ bi cho ba tánh chúng sanh, thì lúc mình biểu lộ tâm từ bi trong tụng mà mình được an lạc hạnh phúc tuyệt đối trong lúc tụng, nó gọi là nhập pháp. Khi ra đường sống làm việc yêu thương ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình mà không điều kiện, thì tự nhiên mình sống vài năm sau mình sẽ được đắc pháp, đắc cái pháp đại bi mà mình tu đó. Bởi mình sống trong cái lòng đại bi, đúng cái nghĩa đại bi tâm tà ra nè, hiểu không? Mới đắc được pháp chứ. Đắc pháp, chuyện đắc đạo đắc quả từ từ tính, không cần phải tính gì nó, cứ sống hết lòng đi, cái chuyện kia của chư Phật. Rõ chưa? Nên tụng đại bi là phải bằng tấm lòng đại bi chứ. Đại này tụng đại bi mà tiểu bi còn chưa khó rồi đi đâu, phải không? Đúng chưa? Thế nên mình tụng hết lòng. Tụng gì nó mới đã chứ. Tụng liên tụng liên tụng, tụng không ngừng. Vậy á, cái năng lực nó dần 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 nó mạnh lắm. Để mình càng tụng càng khỏe là lý do đó đó. Hen. Đây là Phật. Tụng rồi, có nhiều đứa tụng lẹo lưỡi luôn, tụng ra chữ đó. Nó tụng hồi toàn là âm thanh không chứ không có chữ nào. tụng bản thân mà tụng hồi là tốc độ nó tăng đến độ mà thành một cái chuỗi âm thanh chứ không có chữ nữa. Đang tụng bản thân đi. Đọc vậy đó thì người ta mới đi kịp. Đi hàng đi hết hàng này tới hàng nọ, đi hết hàng tới nọ. Mình mới gọi là tạo âm đức chứ. Vong linh hương đi càng nhiều thì âm đức mình càng cao dày. Âm đức càng cao dày chừng nào thì đạo hạnh càng lớn. Đạo hạnh càng lớn thì phước báo càng dày. Phước báo càng dày trí tuệ càng sáng. Trí tuệ càng sáng nghiệp lực càng mỏng. Quân đệ muốn cái gì nói đi. Nghiệp lực mỏng hay dày? Tụng cho nhiều vô, có vậy thôi. Muốn cái gì? Muốn có công phải có của. Muốn có của phải có công chứ. Ngồi xuống tung cho hết lòng đi, tự động mình sẽ có những gì mình mong cầu. Khi con tụng đại bi, con niệm danh hiệu của cha ta, những gì mong cầu con đều được như ý. Nếu những gì mong cầu của con không được như ý, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đó là nguyện của mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Giờ chúng ta cứ làm hết lòng đi, rồi Ngài sẽ thực hiện lời nguyện của Ngài. Rõ chưa? Đừng có nói tại sao là mình cầu hoài không được, bởi vì mình không làm tròn bổn phận của người tụng kinh làm sao được. Thấy chưa? Mình không chịu làm tròn bổn phận của mình đòi chuyện chưa tới, mình không đủ lực để được. Cho nên làm hết lòng đi, chuyện còn lại là lời nguyện của Ngài sẽ được thực hiện như ý. Nếu những lời ước nguyện con không thành tựu, thì ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nếu Ngài dám nguyện, mình dám tụng. Tụng hết lòng đi, Ngài phải thực hiện thôi. Đúng chưa? Có qua có lại chứ mới thoại lòng nhau được. Đằng này không chịu tụng mà xin không. Gặp cái mặt là xin. Thôi Ngài. Dữ ý chưa? Hỏi tiếp đi. Di Đà Phật thưa cô. Con có thờ mẹ Quan Thế Âm mà thờ thầy, thì là con có thờ lên thay
tùy cô thôi, cho lấy đốt đi. Hình trong kiến luôn hả? Không biết chứ sao giờ đâu cuốn lại được đâu. Vậy được rồi, hai mắt được rồi. Muốn gì nữa? Hai mắt được rồi. Vậy là Phật, tùy ý cô nha. Muốn đổi đổi bình thường mà à, đẹp một chút xíu mình chiêm ngưỡng nhiều hơn, rồi dính vô đó thì khỏi. Nó là phương tiện để tu thôi nha. Phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là giải thoát. Còn phương tiện này giúp cho mình phát triển cái lòng kính trọng, yêu thương, rộng lượng, khiêm nhường. Còn nếu mà mình không lấy cái đó làm phương tiện mà trở thành cứu cánh luôn, là chúng ta phải dính vào pháp, đi học pháp, đi hành đạo, chứ phải học pháp rồi bị pháp hành. Hiểu chưa? Nó có hai đường đi. Một, học pháp để được hành đạo cho bá tánh chúng sanh. Hai, học pháp hành nghề đi cũng năm mà. Hiền, tùy huynh đệ chọn đi. Chúc may mắn nha cô. Ở dưới là Phật, cứ nói đi. Con Loan. Hôm nay đem qua nhiều rồi. Đã, cái nhẹ liền ha. Đổ rác vô đây. Cảm ơn huynh đã đổ vô nhà này. Ai Di Đà Phật, chúc huynh khỏe. Ai Di Đà Phật, cảm ơn huynh đã chia sẻ. À, thực sự khi nhìn thấy biết khi mà phun nước vô mặt huynh là biết rất là nhiều, nhiều vô cùng. Không có ai để ý không ha? Gần bên con thấy mà phải không? Thì sao thấy không? Dạ, rất là đông. Nên sư phụ đẩy chuông vô đầu, vô mặt anh, búng xong sư phụ phun nước vô mặt ông. Thì mà ngộ lắm, vong linh hương linh mà bu mình đông á, mình phun nước vô mặt họ tan không tụ lại được. Họ tan liền, rất là lẹ. Cho nên người nào mà bị ma nhập đi, họ vừa nhập vô, thay đổi phải không? Là mình ngậm nước nè, phun cái phèo vô mặt là bật ngửa liền. Họ bật ngửa liền tức thì luôn, tức là không có vô được nữa. Còn mà giả đó, mình phun nước vô, họ tiếp tục vô là giả, là không có thiệt. Đệ tử thầy có nhiều đứa cũng vậy, như Loan nó cũng xài thử rồi. Cô Yến cũng ngậm vô miệng không dám phun, sợ nó còn nguyên. Thì sư phụ làm rất là nhiều lần, phun là người ta ngã ngửa liền hoặc người ta sụm xuống luôn, tức là nó lẹ vô cùng. Thì đệ tử thầy nó hỏi câu là ủa sao mỗi lần sư phụ phun là người ta té xuống vậy? Rồi tao biết là hôm nay có trì vong cho nên mấy ngày trước tao không có xúc miệng. Chịu sao nổi chứ, mình cũng muốn chết thì cũng gì ma. Đừng xúc miệng 5 ngày phun là ai cũng chết hết trơn, đừng nói mình cũng muốn chết đây nè. Đừng bắt chước nha. Hỏi tiếp, cảm ơn huynh đệ nhiều. Chúc huynh đệ khỏe nha. Ai Di Đà Phật, làm việc lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Ai Di Đà Phật, thưa cô. Đốt đi, lấy kinh mới. Có niệm Phật thôi, đốt. Khóa nó đi thôi, bình thường. Bình thường, đổ vô bụng mình á. Đổ đâu bây giờ? Pha nước uống. Đổ gốc cây, đổ vô bụi cây nè. Trời chứ gì chú đổ. Để mà nhà này. Ờ, chính xác, nhiều gốc cây lắm, đổ tài hoa. Bình thường cũng bố thí thí thực mà, nó pháp thí luôn mà đâu có gì đâu. Tôi nói là dùng tiền bố thí độ sinh kèm theo pháp thí tâm linh sáng ngời. Mình cúng là một cái lễ vật nhỏ thôi, nhưng mà trong đó mình tụng thời kinh á, thì cái lợi lạc nó nhiều hơn là cái vật thí đó. Pháp thí quan trọng lắm, kèm theo cái tâm từ bi của mình trong đó nữa thì lợi lạc vô cùng tận.
thì tất cả chúng ta đau khổ bệnh tật là từ tối. Nếu mình biết ngồi xuống tụng kinh đó là mình đi ra sáng. Khi mà khỏe rồi đừng bao giờ quay trở lại bệnh tật. Mình sẽ từ sáng vào tối, là con đường mình sẽ bị bế tắc. Mà đã bỏ cuộc rồi là khó quay trở lại lắm. Mà đi được rồi nên đi luôn, rõ chưa? Tức là mình đã đi được rồi có trớn đi luôn, tiếp tục hoài không ngừng nghỉ. Còn nếu mình bỏ cuộc nữa chừng mà quay lại nó cực ghê lắm. Cách đây 20 mấy năm, người đệ tử Mỹ thầy nó hỏi thầy: ông tu là sao vậy? Nói tu là ông đạp chiếc xe đạp đi lên dốc thiệt là cao mà không ngừng nghỉ. Nếu ông ngừng đạp sẽ tuột tới tận cùng của cái núi đó ra, rồi ông đạp lên rất là khổ. Thì cứ đỡ đạp là đạp luôn đi, đạp cho tới nơi tới chốn. Thật ra người tu là không ngừng nghỉ, ngựa chạy đường dài, trong cuối đời mới biết người đó tới không tới, rõ chưa? Vậy hôm nay mình thấy vậy đừng mở miệng, đừng có mở miệng phê bình chỉ trích, chưa chắc đâu. Hôm nay nó vậy, mai mốt lên bàn thờ ngồi mình lại thấy bà chưa chắc, phải không? Dạ bữa lên bàn thờ sao mình ngồi mình lại chết luôn á, rõ không? Chứ chúng ta thấy vấn đề đi tu là đường dài, chứ không phải một ngày một bữa rồi mình phê phán được. Tuyệt đối không được phê phán, chỉ trích, phê bình anh em của mình. Bởi khi mình phê phán, phê bình, chỉ trích anh em mình là mình đang phê phán, phê bình, chỉ trích chính bản thân mình. Bởi vì chúng ta đều là con của Như Lai, của cha mẹ của mình. Cho nên tuyệt đối, bây giờ hôm nay nó vậy á, đừng nói lời nào hết á. Ngày mai nó thay đổi rồi. Bây giờ mai nó không đổi, mốt thay đổi. Cả cuộc đời mà đâu phải một ngày một bữa đâu. Cho nên cuối đường mình mới thấy con đường người ta đi tốt hay không tốt, trúng hay không trúng. Lúc đó chư Phật và lực nhân quả sẽ xử họ. Còn chúng ta không được mở miệng, rõ chưa? Để khỏi tạo ác khẩu. Vì cái ác khẩu này nó làm cho mình mất hết cái lòng. Cái miệng này nó làm cho mình mất tất cả các lòng. Ăn bậy nói bậy là lòng mình sẽ dần dần tiêu dần tiêu dần. Mà cái lòng nó mất rồi là cái phước nó mất theo. Cái phước mất theo thì quả đổ vô. Lúc đó mình chỉ có ôm cái bệnh tật đau khổ mà nằm chờ chết mà thôi. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Mình coi như cái chuyện mà ừ của mình là mất mặt, mất sĩ diện. Thật ra không ừ,
Nhiều người đau khổ vô cùng khi mà mình rớt xuống dưới đó ha. Đã lụm mình những cái tội đó, làm nhiều người đau khổ. Quý vị đừng có tưởng rằng là hiện tiền chúng cũng còn trẻ để chúng ta sống ha. Mình làm những người chung quanh đau khổ, mình làm mình hay ha. Coi chừng là không có đâu. Nếu mình sống ích kỷ làm những người chung quanh đau khổ quá thì mình tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp ác cho chính bản thân mình trong cuộc sống hiện tiền này. Và những người chung quanh mình càng đau khổ nhiều chừng nào thì cái tội mình càng lớn chừng đó. Xuống dưới sửa hoài không bao giờ hết đâu đó. Đừng có tưởng bở. Năm ba đứa xuống lại ăn hiếp một đứa đi, mấy đứa đó là có tên dưới địa ngục hết rồi, còn đứa kia chưa có. Đừng có ý đông hiếp yếu, hiểu không? Đừng có tưởng mình cái đầu này khôn người ta rồi hại với người khác, rồi bắt người ta làm theo ý mình muốn thì mình thông minh mà, mình gài độ người ta, coi chừng nó tính vô sổ hết rồi. Sổ nó tính kỹ lắm trong này nè. À, vừa hở chút xíu nó ghi vô, nay nó nghĩ vậy nè. À, cái miệng nó nói vậy đó, cái nó làm vậy đó là nó ghi từng chút một chút một vô á, rồi bắt đầu nó tính sổ với mình khi cuối đời. Cái ông ở trong nhà mình á, ổng kinh lắm đó, ổng vừa là tổ phó an ninh, tổ dân phố cũng ổng luôn. Một chút xíu là ghi vô sổ, một chút xíu là ghi vô sổ, nó gọi là lương tâm á. Nhưng mà cái người nào còn biết mắc cỡ hổ thẹn còn có nghĩa là còn có lương tâm, còn mà không biết mắc cỡ hổ thẹn nữa rồi là lương tâm không còn, tức là Phật tánh đã chết. Vì lương tâm chính là Phật tánh. Người thế gian gọi là lương tâm á, nhưng mà trong sách vở gọi là Phật tánh. Mà Phật tánh chết rồi thì cái mặt nó dày lắm, không biết mắc cỡ. Cái gì cũng biết hết, trừ mắc cỡ hổ thẹn không biết thôi. Tu càng ngày cái mặt càng dày. Xóa đi nha. Mà thiệt là như vậy. Cái người chúng ta còn biết hổ thẹn với việc làm của mình không tốt lành cho ba tánh chúng sanh là mình còn có lương tâm. Một ngày nào đó mà mình trơ trơ việc làm mà mình làm bậy, những người chung quanh đau khổ mình coi như chuyện bình thường là mình đã chết rồi. Cái tâm linh mình hoàn toàn không có lối thoát. Cho nên mình làm cách gì cũng tạo nghiệp, chứ bởi vì mình coi tạo nghiệp là chuyện bình thường. Mình coi tạo nghiệp là chuyện bình thường rồi, chứng tỏ là mình quá vô minh. Vì quá vô minh cho nên cái sự hổ thẹn không còn tồn tại với mình nữa. Hiểu không? Cho nên cuộc đời mình càng lúc càng đen càng đen. Hiện tại giờ có tiền thiệt đó, nhưng mà khi nằm xuống rồi chết chưa chắc có tiền chôn quá. Chưa chắc có cái chiếu để quấn nữa đó. Tùy luật nhân quả rõ ràng lắm. Nó sẽ tính cộng trừ nhân chia trước khi mình ra khỏi cái nhà này ha. Nó cộng trừ nhân chia xong rồi, tiền lời xong thôi, cũng có tiền vốn kìa. Khi mà vừa bước ra khỏi cái xác này ha, là nó chụp đầu, nó đem xuống dưới, nó tính bắt đầu tiền lời, cộng thêm tiền vốn nữa. Đời một ngày là bao nhiêu tiền lời? 1/4. 1/4 ha, mình tạo 1 triệu tội thì nó bao nhiêu? 4 triệu. Cộng thêm tiền vốn là 5 triệu. Mà 1 phút mình nghĩ bậy 1.000 lần, 1 tiếng nghĩ bậy 60.000 lần, 10 tiếng là 600 ngàn lần, quả báo về 4 lần là 2.400.000 lần, mới có 10 tiếng thôi. Thấy ghê chưa? Nếu mình để hiểu giống như trung đạo là đâu có dám vớ vẩn. Thật ra chúng ta muốn giải quyết nghiệp lực là mình phải tự bản thân mình ngồi xuống tụng cho mình một thời kinh thiệt là đã. Tụng hết lòng, làm cái gì cũng hết lòng, trong Phật sự là làm hết lòng. Chuyện còn lại lấy luật nhân quả và chư Phật tính. Đó là công việc của chúng ta, đó là bổn phận của mình. Để mà mình giải trừ nghiệp chướng, bệnh tật, quan gia, trái chủ của mình, những cái phiền não đau khổ trong cuộc sống, chúng ta phải ngồi xuống tự cho mình một thời kinh thiệt là đã đi. Thì quý vị sẽ thấy cuộc đời nó rất là vui vẻ, hạnh phúc sau khi một thời kinh. Quý vị tụng kinh, vừa xong một thời kinh mà thấy người rất là an lành, hạnh phúc, thì biết rằng là ngày hôm nay mình tụng kinh có lợi lạc. Còn nếu mình tụng kinh ngồi thiền xong đứng dậy mà nó tu như kỹ mà vẫn phiền não thì là chứng tỏ là mình tu không có kết quả. Quý vị càng tu mà càng vui thì đúng rồi đó. Mình càng tu mình càng buồn càng bệnh là coi lại đi con đường tu mình như thế nào nha. Nhớ không? Mình tu mà mắt mình càng đỏ vàng khè, môi mình thâm, mặt mình đen, mà cười thì cười không nổi, phải coi lại nha. Coi lại. Đây là không phải là của riêng một ai. Tất cả chúng ta đều bị có hai thái cực tu. Một là vui vẻ hạnh phúc để được tu, có mục đích tu, thì tự nhiên mình thấy an lạc hạnh phúc trong cái tu thì là khác, bởi mình có mục đích để tu. Còn nếu tu bắt chước tu á, thì nó có gì vấn đề khác à. Bắt chước tu là tu mù, tu mò, không biết đường đi, thấy ta tu, tu theo. Thấy ta tiến lên, tiến theo, không biết đi đâu. Thấy không? Thấy ta tiến lên cũng tiến lên, tiến lên ta quyết tiến lên, nhưng mà không biết đi đâu. Đi đâu không biết, cứ tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu, không cần biết
ủng tiếng lên luôn chết bà nè. Thấy chưa, tôi mù tôi mò là như vậy đó, không biết đường đi, đi tầm bảy tầm ba. Liên tục mấy năm sau bệnh tùm lum tà la, ma một nhà trong nhà một đống luôn. Chẳng hạn tụng Địa Tạng tụng đã miệng lắm, nhưng tụng xong rồi không biết đưa tôi đi. Nhà mình là đủ loại cô hồn các đảng ở chung với mình, ăn cơm chung với mình, ngủ chung với mình luôn. Càng lúc mặt mình nó càng đen, chứ phải đẹp nha, chứ đờ luôn nhưng mà đen. Có chi đờ nó đẹp, mình càng tụng mình càng đờ đen á. Tại vì mình không biết cách giải cho người ta đi, mình mời các loại cô hồn các đảng về, nhưng mà Địa Tạng đâu phải dành cho cư sĩ. Người nào thích làm chẩn tế, muốn làm thầy pháp hay là làm một cái đàn lớn thì tụng Địa Tạng cho nhiều 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 vô để mình tạo âm đức cho việc làm của mình. Nhưng phải biết cách cho người ta đi. Mình tụng Địa Tạng là mình mời tất cả các loại cô hồn các đảng về ở chung với mình, ăn chung với mình, ngủ chung với mình, làm việc chung mình. Cho mình tụng một thời kinh vãng sanh thiết là nhiều vô, mình giúp đỡ người ta đi, thế là mình cho người ta một số tiền lộ phí vậy đó. Mình tụng vãng sanh thì mình tặng cho tiền lộ phí, rồi người ta mạnh mẽ người ta đi mất tiêu. Mà mình càng tụng Địa Tạng thì âm đức mình càng cao, dày đạo hạnh mình càng lớn, là bởi vì mình cách biết cách giải cho người ta đi. Còn nếu mà tụng mà càng lúc gia đình mình càng có chuyện, càng có chuyện ai cũng ghét mình á, mà mặt mình càng ngày càng đen, tính mình ngày càng dữ đó, thì nhà mình là đủ loại huynh đệ âm linh, vong linh, hương linh trong đó, mà mình không biết cách giải đó, là mình sẽ đi vào cái thế gọi là sống chung với họ mà không biết đi đâu. Cho nên đừng có nên tụng Địa Tạng, phải hiểu được, phải trường trai, phải giữ giới tụng Địa Tạng, thì tụng Địa Tạng sẽ làm thầy pháp, mình độ cho tất cả các loại cô hồn uổng tử, các loại luôn. Nhưng đối với thầy cái chuyện nó bình thường, bởi vì thầy quen họ, thầy quen họ lắm, nên đối với thầy là bình thường, thì rất là bình thường đó. Chừng nào huynh đệ thấy mình trung đạo chạy vòng vòng mà lao mình biết là tới rồi đó. Vô thấy ông chồng vòng vòng chạy cái cờ, ông chồng ngoài bạn chạy không ngừng là biết ổng rồi, đừng kiếm ổng nữa mất công lắm. Ông bị tôi nó rượt á, mà huynh đệ ông thấy cho thầy thấy, thì nó cầm dao cho nó dí chạy vòng này, không chạy nó đâm chết thì sao. Tôi nói ghê lắm nè, nó đừng có giỡn mặt nữa. Một là mình giúp họ đi, hai họ giúp mình đi, có vậy thôi. Không độ họ, họ đốt mình, vậy thôi. Cái đốt của họ không phải là làm mạnh dạng đâu, lại gần mình nó nhẹ nhàng lắm, nó hút dần cái năng lực của mình á. Mỗi ngày mình mất đi, cái mặt mình càng rút càng sạm. Con mắt mình không có cái hào quang, không có thần lực, dần dần mắt mình đờ đẫn, mặt càng rút càng đen, cái yếu dần, nói năng không kiểm soát được, tánh tình mình cọc ghê lắm. Là biết là họ đang ăn mình đó, giống như em vậy đó, nó ăn rồi, tính tình cọc, bất thường, nói không hiểu. Thì đang muốn để tới chiêu trừ nghiệp trước, bệnh tật, quan gia, trái chủ của mình đi, hoán chuyển cái đời sống, hoàn cảnh hiện tại, đang sống của mình đây. Mình phải ngồi xuống cho mình một thời kinh thiệt là an lành, hạnh phúc, thì mình mới có cơ hội, mới đủ điều kiện, mình giúp cho mình hoán chuyển nghiệp lực của chính mình. Cho nên chúng ta gọi là tu chuyển nghiệp là như vậy đó. Chứ không phải ngồi xuống đập rầm rồi cái đứng sách tích đi, không phải vậy. Ngồi xuống tụng cho thiệt là an lành đi, vui vẻ để được tụng một thời kinh, mà hết tấm lòng ở trong đó đi. Phải biết rằng là việc làm của mình là tụng hết lòng, chuyện còn lại là của mấy ông kia. Lúc nào, khi nào, ở đâu là chuyện của mấy ông, rõ không? Trên việc làm ta là ngồi xuống tu hết mình đi, đừng có tính toán, đừng có kể lễ, đừng có cầu xin. Tụng một thời kinh mà xin hoài, xin miệt, xin không biết mỏi miệng, còn tụng dài bởi biến mệt, phải không? Thì vô cái chùa ngoài Bắc, cái chùa nghèo sơ sát à, dẫn theo 70-80 huynh đệ Phật tử ngoài Bắc, thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái chùa nghèo nào cũng có tượng, phải không? Thì súng lại quỳ xuống xin tùm lum tà la, thì đứng nói xin cái gì, tao nghèo, thấy bà có nội là xin gì, không thấy tao nghèo hả? Cái chùa nghèo sơ à, bà cũng nghèo theo. Mà đệ tử vô thấy Phật lại quỳ xuống lại xin tùm lum tà la. Thầy đứng lên nói, kêu tụi nó đừng có xin nữa, tao nghèo lắm. Hiểu ý thầy nói không? Nếu cái chùa nó giàu rồi đâu có nhờ trung đạo thế làm việc. Phải không? Thì cái người đứng ngoài đường cũng nghèo thế bà mà. Nghèo lắm. Đứng tốt nhảy. Xin gì tao cũng có, ai
hay tại không, không có gì đâu, xin hoài. Bởi vì chứ bị cái bệnh á, hãy vô chùa là xin. Kỳ cục mấy bà này. Mà xin cái gì? Kêu làm thì không làm. Hãy kêu làm chút xíu thì cũng làm, nhưng mà xin nhiều hơn. Rõ như vậy đó. Thắp cái nhang không có nói ờ cho con làm học đạo tinh tấn để làm việc cho bá tánh chúng sanh giúp đỡ người này nó không có, chưa cắm cái nhang lên à. Mắt chứng xin hoài. Không lẽ tao bước xuống tao quýnh vô cái bạc tay. Thì không lẽ đó quýnh bạc tay do tỉnh táo chứ. Tụng kinh đi, đi giải nghiệp chứ. Bệnh tật mà lại sinh hoài không chịu tu. Bệnh tật là do nghiệp chướng dày mỏng. Phước đức mình nó kém quá rồi. Cái phước nó mỏng quá rồi cho nên bệnh tật nó đổ vô. Lúc còn phước thì ăn chơi mạnh khỏe vui vẻ. Khi mà cạn phước rồi nhào xuống một cái là bao nhiêu tiền đổ vô cái bệnh cũng không có chữa được. Lúc đó bắt đầu mới hiểu ra trội sao mình khổ quá. Thì mình đã từng tàn phá cái phước của mình trong lúc sinh tiền. Khi hết phước rồi quạ đổ. Chứ là dậu đổ thì bìm leo. Hãy chứ từ mà ngã xuống rồi cỏ hoang nó mọc đầy hết. Đúng không? Thì mình bao nhiêu bệnh tật nó đổ vô lúc mình đau khổ. Hả càng khổ bệnh càng nhiều càng khổ. Bởi vì nó gọi là đổ nghiệp như con nói á. Thì mình đã từng tạo tác quá nhiều. Nó đổ một đống cho mình đếm luôn. Bây giờ có sinh muốn chết cũng không bao giờ được. Thì nó đổ vô rồi không có sinh được. Tại sao không sinh thêm? Vô đi, vô nữa đi, một lần cho làm một cái một cho đi luôn nè, vô đi. Vô chứ nhiều vô. Bệnh lỡ rồi, cùi rồi, không sợ lỡ nữa, hết tiền mua thuốc rồi. Vô một lần nó chấp hết. Cho một lần luôn đi, ngon không? Họ từng chơi phải từng chịu phải không? Có chơi có chịu, đừng có ngồi đó mà rên mà khóc. Thì chúng ta tạo tác quá nhiều rồi, bây giờ bệnh tật. Rồi ngồi đó rên rỉ khóc lóc mà. Lúc mà mày ăn chơi mày phá hoại thì mày cười ha hả. Bây giờ mày ngồi mày bệnh mày khóc hu hu. Thấy không? Tội của ai? Của chính chúng ta mà thôi. Giờ biết tại sao bệnh chưa? Không chịu buông cho nên mới bệnh. Này, sao con bệnh quá nè? Buông đi, buông đi. Cái bệnh hoài ha. Thấy không? Đâu chịu buông đâu. Bệnh vô. Tu đi buông cái bệnh ra mà tu không chịu buông không? Giờ hiểu tại sao chưa? Gặp mặt trong đạo là con bệnh. Ổng bệnh này thì bệnh nọ mà ngộ lắm. Không bao giờ kể chuyện vui cho ổng nghe. Gặp ổng là đưa cái mặt dùm dầm một đống này. Con bệnh. Đời thầy thiệt con nhận nè. Suối quẩy. Gặp mặt mới gặp nhau mà chưa bao giờ gặp nhau trong đời gặp nhau cái này. Thầy ơi, thôi ta biết rồi đừng nói. Ngưng, đủ rồi. Mới gặp mặt là mắng vốn à. Mắng nợ hả mày? Vừa chào vô là nhào xuống. Nước mắt chảy vòng vòng nói thầy ơi coi vậy nè. Dạ không lẽ ta đuổi mày đi thì kỳ quá. Chúng ta thấy chưa? Lúc lúc tạo nghiệp thì vui lắm. Nhưng mà khi trả nghiệp thì sợ hãi và đau khổ. Đó chỉ là một phần ngàn thôi nha. Một phần ngàn thôi sự sợ hãi đau khổ thôi. Bây giờ không nghe lời thầy hả? Mấy mốt huynh đệ sẽ hiểu thầy nói cái gì. Mốt chạy đi kiếm một trung đạo nhờ cúng chẩn tế dùng đó. Bây giờ không tu đi mấy mốt sẽ biết. Đứng ngoài cửa ta đuổi đi thông cho vô đây luôn cho mày biết. Mà mò tới nè. Kêu đâu có nghe đâu đứng ngoài cửa. Đâu ai nghe tiếng của mình, phải không? Biết nhà trung đạo chứ, cái người chết thông minh lắm. Họ đi cái, họ không lại kiếm trung đạo được, phải nương vào một người quen, học trò của ổng á, đi theo để vô cái nhà này. Rồi chưa kể á, có lần trước á, có một cặp vợ chồng kia, bệnh khiếp lắm. Cái thanh niên người đàn ông thì mặt xanh mét, mà môi tím chằn. Người vợ thì bệnh hay chồng bị cái người trong nhà ếm. Mà cái người đó rất là thông minh vô cùng. Cái người mà êm âm binh nó thông minh lắm. Nó biết vô đây sẽ được giúp, là nó sẽ được siêu. Nó lựa cái người mà được ông nội thương nè, ông ngoại thương nè, cậu thương nè, cả nhà thương nè. Cái cô mà nấu ăn cho huynh đệ ngày hôm nay á, là bà ngoại của đứa bé đó đó. Nó rất là dễ thương. Mà cái người âm binh đó đó, nhào vô đứa bé đó luôn. Thì cả nhà sốt gió lên hết.
lo đủ thứ chuyện. Vì nó biết nhào vô một đứa mà mọi người thương á, thì phải giúp cho nó siêu thôi. Thì lúc mà thầy trị bệnh cho cái anh mà mặt xanh lè đó xong rồi ha, thì đứa nhỏ ngày hôm sau vẫn còn bệnh, nó nhức đầu, nó la, nó hét á. Đem đứa nhỏ lên tụng thầy kinh xong cái là bình thường như cũ, không có gì hết. Họ thông minh vô cùng. Cái lúc bình thường đây là mình còn bị thế gian pháp làm cho mình đần độn, trí tuệ mình không có, có sáng được. Nhưng mà khi bỏ cái nhà này đi á, thì cái tánh thiên của mình là cái linh hồn mình á, nó linh cái lắm. Nó bước ra một cái là nó biết rằng đi nơi nào để được giúp đỡ. Nó lẹ lắm. Cho nên nó thấy cái nhà đó, nó thấy hồi nhà này được cái nhà, nhưng mà vô không được, phải nhờ một người nào quen biết trong nhà ké vô. Nãy vô đây á, không biết mấy trăm đứa luôn, nó ké vô đây nè. Gọi là quan gia trái chủ. Nên khi tụng kinh đó, thầy rảy nước, thầy gõ chung anh để là lý do đó đó. Để thì thầy gõ chung là cũng nhẹ hết rồi đó. Thầy gõ nhẹ tính đúng không? Là nó đó, nó vui một đống luôn. Trên chỗ này là chỗ thùng rác công cộng. Tới đổ xong về nhà khỏe, vui cười. Nhưng mà tiếp tục sống xấu là sẽ bị lại nha. Còn nếu tụng thầy kinh cho giỏi vô thì tự động sẽ nhẹ đi. Mình người người chính là mình tự cột, rồi mình tự mở. Cho nên ngồi xuống tụng kinh là mở những cái mình đã từng cột trong quá khứ, để giải trừ bệnh tật, quan gia trái chủ và những cái xui xẻo, phiền não đau khổ của mình trong quá khứ. Là do mình là chủ nhân của nó, nó quay trở lại, nó cắn mình. Vì mình ngồi xuống mình tụng kinh để mình giúp đỡ nó tiêu trừ. Trên tu là chuyển nghiệp, nếu mình tu không đúng thì mình chồng chất nghiệp. Nhớ tuyệt đối, ngồi xuống tu cần cái gì nói một lần thôi. Chàng con muốn học đạo tinh tấn để sức khỏe dồi dào, bệnh tật tiêu trừ rồi ngồi xuống tu cho đã đi. Còn cái chuyện kia là do các ngài sắp xếp, nhớ không? Như đừng có tụng như thầy là cứ ngồi cầu hôm nay. Đừng có làm vậy, không có nghe đâu. Vì cái nghiệp mình dày quá, mình phải tự gõ để nó tan cái nghiệp đi. Cho nên cái người cư sĩ có cái giới gọi là kỳ khu, còn người tu sĩ mà có giới là kỳ khiêu. Hai cái khác nhau. Tỳ kheo đó, tỳ kheo, tỳ khiêu. Nhưng mà mình là cư sĩ nên cái kỳ khu. Ngồi xuống gõ mỏ, lấy cái bàn chải kỳ cái khu mình cho nó sạch đi, nó bớt nghiệp. Hiểu không? Cái giới đó không cho thọ đâu mà tự có. Cho nên tự mình cầm bằng chải chà, chà cho nó mỏng cái nghiệp đi. Cho nên tụng kinh là mục đích chính là để rửa tự mình, rửa nghiệp mình, tự mình chà cái nghiệp của mình, tự mình cạo cái nghiệp mình bớt đi. Cho nên tu mới chuyển được nghiệp. Còn không tu đừng có hồng, đừng có hồng xin. Xin không thèm nghe đâu, cho biết à. Xin tùm lum tùm la chuyện khi bệnh tật, một đống tánh xấu, một đống không chịu rời bỏ tánh xấu mà xin cái tốt không sao được. Cái nhà mình dơ quá mới đựng đồ tốt, bỏ cái đồ tốt vô nó dơ theo cái nhà của mình rồi. Nó dơ sẵn nè, phải không? Chẳng hạn mình lấy cái đồ mới cho mới nhúng vô xịn, rồi xong, xịn luôn chứ còn gì nữa. Phải không? Bây giờ muốn nhận đồ tốt không? Bây giờ chà cái khu mình cho nó kỹ sạch sẽ đi, thì mình bỏ đồ mới, nhà mới tinh à. Thấy không? Mình dọn phòng khách thì thiệt là sạch nè. Cái chân bàn ghế mới tinh vô là cái phòng khách nó đẹp sáng láng luôn. Có phải vậy không? Trong khi cái nhà mình nó bùn gớm mới bỏ đồ mới vô, nó vẫn bùn như thường. Bây giờ muốn bùn muốn mới tự quyết định đi. Phải không? Muốn nhà sạch hay nhà dơ? Sạch hay dơ? Ngồi xuống kỳ khu đi. Cho nên cái giới luật của cư sĩ là kỹ sư là phải có cái giới đó. Ngồi xuống mình tụng thầy kinh cho đã đời để mình tự giải quyết nghiệp lực, quan gia trái chủ, bệnh tật của mình chứ. Mà ngộ lắm, cái nghiệp nó càng mỏng, trí tuệ càng sáng. Cho nên thầy viết cái bài bài nhạc là thơ đó đó. Nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau xanh. Đúng không? Cái đầu mình nó vớ vẩn quá à, nói gì cũng tầm bậy, mình nghĩ mà mày làm gì cũng tầm bậy, tạo nghiệp. Cho nên cái nghiệp càng nặng thì trí nó lu mờ. Mà trí lu mờ là nghiệp tiếp tục nối nhau mà sanh đẻ. Nó kinh khủng như vậy á. Cho nên là cố gắng làm sao mình càng tụng nhiều, trí tuệ phát triển. Mà nhớ là cái điều lợi lạc chứ, cái người tụng kinh, hả, tụng kinh càng nhiều trí tuệ nó càng sáng, rất là sáng luôn. Tại vì cái công năng của đại bi là phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, tiêu trừ bệnh tật, quan gia trái chủ. Chứ có cách tụng đại bi rồi cộng thêm vãng sanh, nó cộng thêm cái bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn, thì nó giải trừ bệnh tật nghiệp chướng cũ của mình đi, thì người mình nó nhẹ nhàng thảnh thơi, thì cái đầu nó sáng suốt hơn, mình nhìn sự việc mình biết rõ hơn, cho mình bớt tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Rõ chưa? A Di Đà Phật.
Bây giờ trung đạo nói không nghiệp, luôn đệ không có tin. Quý đệ không thể nào tin được trung đạo không có nghiệp. Sao có nghiệp được? Mình biết luật rồi mà. Chẳng hạn bây giờ mình coi luật nè, đứng trước một vách tường đúng không, mình cầm trái banh, luật nhân quả là gì? Chọi banh vách tường, banh nó dội vào mặt mình đúng không? Bây giờ mình không chọi cái banh, nó có gì dội vô không? Tức là bây giờ thay vì mình chọi những tư tưởng không tốt lành ra liên tục, những lời nói không tốt lành ra liên tục, những hành động không tốt lành ra liên tục, thì cái sự trở về nó trở về ngay cái người tạo tác ra nó. Quý đệ tưởng tượng cái luật nhân quả vũ trụ rất là kinh. Trong thế giới này có 7 tỷ người, chưa kể những luồng sóng dao động của tất cả các vệ tinh, điện thoại, đủ thứ luồng sóng chi chích đầy nhóc trong cái cảnh giới, trong không khí này. Nhưng mà đặc biệt, cái luồng tư tưởng của con người ta không bao giờ bị những cái luồng sóng dao động của tất cả cái máy móc trong thế gian này mà làm sao lãng được. Thí dụ, mình nghĩ, nó đi ra tận cùng của vũ trụ, đi với tốc độ kinh khủng, mà người biết luật nó đi lẹ lắm, mà người không biết luật nó đi chậm, tà, rồi quả báo về cũng chậm. Mà cái người biết luật á, biết tu á, nó đi về liền, sáng đi chiều về, là mình nhận quả báo liền tức thì. Cho nên cái đầu của mình á, mình nghĩ xấu nó đi ra liên tục, thì cái xấu về liên tục là 4 lần, lúc nào cũng 4 lần hết. Mà thầy có nhắc đi nhắc lại nhiều dĩa cả hơn 20 khóa, cứ mỗi lần 1 phút trong cái đầu mình, 1 phút thôi, 1 phút thôi nha, mình nghĩ tưởng tới 1000 lần. Nhưng theo Nam Tông á, bên Nguyên Thủy đó, là một sát na là 1/16 sao. Trong 1/16 sao, tư tưởng mình thay đổi 16 lần. Thầy tính tỉ mỉ luôn nha, 1 phút là 1000 lần, tính theo khoa học. Bây giờ 1 tiếng đồng hồ là 60.000 lần, có phải vậy không? Mà trong khi mình tưởng tượng đi nha, trong 1 tiếng đồng hồ mình nghĩ 7 thôi. Mình tìm mọi cách, mình hại con nhỏ này, mình làm đủ trò với nó hết, thì 1 tiếng đồng hồ là 60.000 lần. Quả báo trong 1 tiếng nó về với mình là 240.000 lần. Ghê chưa? Bây giờ mình nghĩ xấu 10 tiếng đồng hồ đi, để tìm cách hại nhiều đứa luôn, tìm âm mưu làm nhé. Thì cái đầu mình nghĩ trong 10 tiếng đồng hồ là 600.000 lần, quả báo trở về là 2.400.000 lần. Chỉ có 10 tiếng đồng hồ thôi, đừng có kể 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 60, 70 năm còn sống luôn rồi, còn nghĩ bậy, còn tính toán bậy, thì quả báo nó chồng chất không thể nào mà tính đếm nổi. Nghiệp của mình nó dày cỡ nào. Bây giờ thấy cái luật chưa? Bây giờ mình gọi là trở về nè, thì bây giờ mình chọi ra 600.000 lần trong 10 tiếng thì nó quay đây là 2.400.000 lần, là những cái xấu không thôi. Bây giờ thay gì mình tập trung tư tưởng, mình bỏ những điều xấu ra khỏi cái đầu của mình, bây giờ mình tập trung những điều tốt lành nhất. Bây giờ mình nghĩ tới Phật không thôi. Cái đầu mình lúc nào cũng Phật, cái miệng lúc nào cũng nói Phật, hành động mình lúc nào cũng vì Phật sự, Phật đạo. Nói chung là tấm lòng con tim trí tuệ đều là nghĩ tưởng tới Phật một chữ duy nhất thôi. Thì trong 10 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ, thế là 20 tiếng đi, 20 tiếng đồng hồ thì nó là 1.200 lần. Nghĩ thì 600.000 lần, thì nó là 1.200.000 lần, đúng không? Thế 1.200.000 lần nó trở về 4 lần, để nhân lên gọi là bao nhiêu? Thế phải là 4.800.000 lần, 40.800.000 lần. Và 4.800.000 lần nó kinh khủng như vậy, tức là nó cấp nhân như vậy. Thế nên mình nghĩ tưởng tới Phật, nói Phật, trên đầu có Phật, trong lòng có Phật, hai vai có Phật, đằng sau lưng có Phật, trước mặt mình là Phật, Phật, Phật. Nói chung là ngày nào mình cũng gặp các vị Phật, thì quả báo trở về mình là gì? Thì còn quả báo xấu không? Nó gọi là không còn nghiệp xấu nữa. Mình là ai chứ Phật đã biết rồi. Luật đó là thế mà. Hãy cái gì dục ra nó quay trở lại với chính bản thân mình. Cho nên mình phải biết rằng là mình là chủ nhân của thiện và ác, của tốt và xấu. Hả, mình làm mình phải chịu trách nhiệm. Cho nên về đừng có rên khóc mắc công lắm. Thách nó về luôn một lần đi, chơi luôn một lần cho xong. Có nhiều đặt hết, đặt một dán một đi rồi về kia tính sao. Thấy chưa? Mình là chủ nhân của tốt và xấu, thiện và ác. Bây giờ mình biết mình đã tạo tác từ gì. Bây giờ muốn không bị những cái gì mình đã tạo tác trong quá khứ, ngay từ lúc này ngồi xuống tụng một thời kinh thiệt là an lành hạnh phúc đi, tự nhiên giết việc làm của mình ngày hôm qua nó trở về nó nhẹ nhàng hơn một chút. Cho nên không ai có thể ngăn chặn được nghiệp lực mình đã từng tạo tác của ngày hôm qua. Nhưng chúng ta có thể làm thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống cho chân thật trong hiện tại nè. Sống thiệt là chân thật đi, thì tự nghiệp lực ngày mai nó sẽ hoàn toàn thay đổi, không giống ngày hôm qua nữa. Rõ không? Rõ chưa? Sống chân thật trong hiện tại thì tương lai sẽ hoàn hảo.
sống hết lòng đi, thì tương lai sẽ trở về mình sẽ hoàn tất. Rõ chưa? Thay vì mình nghĩ tầm 7, tầm 3, nói tầm 7, tầm 3, là tầm 7, tầm 3, thì quả báo trở về là tầm 7, tầm 3, cộng tầm 7, tầm 3, cộng tầm 7, tầm 3, nó ra một chung tầm 7, tầm 3. Nó gọi là đổ nợ. Chưa? Rõ chưa? Bây giờ rõ phải không? Ngồi xuống tu đi, đừng có xin hoài. Ngồi xuống thấy tục cái nướng tụng mà cứ thắp cái nhang không chịu cắm lên, mà nói cho nó đã gần tàn nhang mới cắm cái nhang lên là biết một triệu chuyện sinh rồi. Đừng có xin nữa, làm. Ngồi xuống làm chứ đừng có xin xỏ nữa. Nếu mà xin rồi học, rồi tập, rồi sửa, rồi hành á, thì nó mới hết nghiệp được. Chứ mình là người tu chuyển nghiệp cho chính bản thân mình, chứ không ai giải nghiệp dùm được. Rõ không? Mình muốn đẹp không? Ai cũng muốn đẹp mà, phải không? Ai cũng muốn đẹp hết á, ai cũng khỏe, ai muốn trẻ, muốn được như vậy, phải không? Phải ngồi xuống công phu đi, vì có công mới có của được. Ha, mình có công phu, mình mới có của quý, báo tâm linh của mình trở về với mình chứ. Đúng không? Mình ngồi xuống mình công phu miên mật đi, tự nhiên phước báo đến với mình, đó là của mình đó. Chứ vậy của ông thầy Trung Đạo. Chúng ta tự làm, tự nhận, chúng ta tự làm, tự hưởng, là tự lực cánh sinh đó. Mở tấm lòng ra. Khi chúng ta mở tấm lòng, mở trí tuệ con tim thật rộng lớn như huynh đệ bá tánh chúng sanh, thì chúng ta sẽ nhận rất nhiều món quà trong vũ trụ từ chư Phật ban cho mình. Đó là luật. Các ngài nói, hãy mở tấm lòng và tâm trí con rộng lớn hơn đi, con sẽ nhận rất nhiều món quà trong vũ trụ. Hãy yêu thương anh em huynh đệ bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình đi, rồi con sẽ được thấy những gì trong cuộc đời con người ta mong ước cũng không được nữa đó. Yêu thương mọi người như chính bản thân mình rồi sẽ được quyền lợi từ đâu sẽ đến cho mình. Cái cụ báo tâm linh này không bao giờ ngừng nghỉ trở về cho chính mình. Giúp đỡ huynh đệ yêu thương bá tánh chúng sanh bằng tình yêu thương chân thật và lòng khiêm nhường tuyệt đối, thì huynh đệ sẽ nhận rất rất nhiều món quà vũ trụ các ngài đem đến cho mình đó. Mà thế gian nó gọi là tri kiến Phật. Cụ báo tâm linh mình đầy rẫy, các ngài ban cho mình trong âm thầm là do cái công phu tu tập, lòng yêu thương dành cho bá tánh chúng sanh, tính khiêm nhường mình biểu lộ trước mặt mọi người. Lúc đó mình mới được chư thiên chư Phật chư Bồ Tát dạy dỗ cho mình rất là kỹ lưỡng, không cần phải xin. Trung đạo chưa có hề xin gì cho bản thân mình hết. Xin gì có đủ hết rồi, xin chi? Đẹp trai là đủ à, nghe muốn nói. Chỉ cần khỏe, trẻ, vui vẻ, hạnh phúc là tất cả. Niết bàn cực lạc chính là ở tại cái cuộc sống hiện tại bây giờ, trong chỗ này, là trong cái nhà này luôn, là niết bàn đó. Bởi đây thầy rất là vui, thầy không có gì phải lo, thầy không có gì phải phiền, thầy không có gì phải la hét giận hờn, không có gì. Trong ngay cái chỗ này là cực lạc nè. Ai mà vô đây rồi là chỉ có vui thôi, chứ không bao giờ biết buồn là gì. Đệ tử thầy mới nói, con gặp sư phụ này con chỉ có cười thôi, chứ nói gì được, nhìn ổng thấy gớm, lấy gì nói. Gặp là vui rồi. Gặp một người cảm thấy chị mọi sự nó vui vẻ là đủ rồi. Rõ không? Chị đời sống cần sự vui vẻ, hạnh phúc mà, còn gì khác. Tiền bạc không bao giờ mua được sức khỏe và hạnh phúc đâu. Sức khỏe và hạnh phúc chỉ ngồi xuống công phu mới có thôi. Còn mình sống lăn lộn, lăn xả trong cuộc sống hàng ngày của thế gian, mình rước không biết nhiêu rác rưởi cái thế gian về, rồi để trong bụng người nè, nghĩ buồn, nghĩ tức, nghĩ giận, đâm ra bệnh. Tâm tư không an lành thì thân sẽ bệnh. Rõ chưa, nhỏ bán gạo? Nếu khỏe rồi đó. Mấy bữa nó gặp thầy, nó mét, đến khi mà nó rời khỏi cái cửa, vẫn mấy đầu vô mét tiếp vài câu mới chịu đi về nhà. Nó mét thì năng nỉ, thôi đủ rồi, đừng mét nữa, tôi sợ cái quá. Nay hết mét rồi đó, cảm ơn con. Lỗ tay được nghỉ thời gian đỡ. Bà khỏe chưa? Bà khỏe. Cũng vậy đó hả? Trời đất ơi. Nổi lên hả? Thiệt chứ. Mới gặp thầy về, hôm sau lọt xong cũng bụng bự lên, khỏi ăn cơm mấy bữa cũng đỡ. Xong để nằm xuống lấy cái cây tre cán lên cho bà ói ra.
rồi cho nó ói ra thôi chứ chụp hình mà. Lấy cái tre lăn vậy nè, ói ra nó dễ đấy bà. Có gì đâu phải đi nhà thương đâu, để nằm đó mà nhảy nhảy cái bụng bà mấy lần là hết à. Đi đến nhà thương uống nước nhiều. Bây giờ bà tỉnh chưa? Dạ chúc mừng bà. Nhờ té xuống nó uống nước xong nó dơ mới tỉnh đó. Cái nước bị ô nhiễm á, uống vô nó rửa cái đầu luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Bà sống sót cũng hay. Ma không mà, ma. Bây giờ huynh đệ muốn đi coi ma không? Chỉ ra đi nè. Thôi hả? Đi không? Bệnh viện là một, chùa là hai, chỗ nhậu nhẹt là ba, cờ bạc là bốn. Ma đã lắm, đủ loại. Đủ loại ma. Mà chết trong bệnh viện là không có về nhà được nha, nó giữ trong đó luôn. Không nhờ cái phao á, thành cái phao rồi. Cũng phước. Tôi còn tỉnh á. Ôi bà còn tỉnh nha, mà uống cho mà còn tỉnh. Nhờ nước dơ mới tỉnh á. Hỏi nó lòi ra thấy không? Nếu không hỏi nó đâu nói má nó bị uống nước chết đâu. Bà thấy tội lắm mà. Nhưng nhờ bà tỉnh hơn nè hen, bà mà tỉnh táo hơn trước nhiều phải không? Nhờ đi bác sĩ mà nó đổ sạch đồ dơ trong ruột ra đó. Ừ. Cũng mừng cho bà. Dạ. Tội. Xin lỗi với thầy chọc bà thôi, bà còn sống là cũng mừng. Bà tỉnh táo hơn nhiều phải không? Vậy lần sau chờ bà bị vậy đó, con kêu bà đứng ngay bờ sông xô quảng cái, chờ cái bụng bự lên cái khiên lên cái lan ra cái bà tỉnh thêm lần nữa. Làm cho bà tỉnh táo hơn. Bà không tỉnh. Đừng có làm thiệt nha. Cảm ơn con đã kể chuyện vui. Không sao, bà còn sống là vui rồi. Chỉ có cách duyên với chúng ta thôi. Với bà dễ thương lắm. Không biết đâu, bà như thế nào bà quên nhiều lắm. Nhưng mà những cái cũ bà không quên. Nhớ. Thật ra huynh đệ lớn tuổi lắng nghe nè. Ai trên năm mấy tuổi giơ tay lên coi. Đây là cái lời quan trọng nhất. Quan trọng nhất huynh đệ phải nhớ nè. Giơ cao cao lên bác. Rồi. Đây. Nhất là đàn bà. Luôn luôn là hồi đó. Lớn tuổi bắt đầu chuyện hồi đó không mà. Hồi đó phải không? Hồi đó đã đời cái 10 năm sau cái hồi xưa. Hồi xưa. Hồi xưa cái bắt đầu lớn tuổi nó bắt đầu hồi chuông. Ngon đi. Có ba cái hồi nó là xong rồi. Hồi đó, hồi xưa xong hồi chuông. Cẩn thận đó, nếu mà không chịu sửa đổi ngay từ đó đi à. Khi nói chuyện hồi đó rồi ha, là nghiệp lực nó tràn lan không bao giờ mất được. Nó nằm trong cái a lại gia thức. Lặp lại chuyện hồi đó không thôi là nó nằm trong đây nè. Khi chết rồi sẽ đi vào cái cảnh giới đó đó. Cho mà biết mặt luôn á. Thì mình cứ lặp đi lặp lại một chữ mà phải không? Tôi như vậy, tôi như cái câu chuyện là nguyên bản. Khi mình chết, cái ảnh nó vô trong cái thức của mình á. Khi mình cầm cái thức đó, cầm cái ảnh trong cái thức đó, đi ra, mình sẽ trở về cái cảnh giới mà mình mong muốn. Cho nên cái quan trọng nhất cái lúc mà cận tử nghiệp, cái thức cuối cùng sẽ cho mình về cảnh giới nào mà mình suy nghĩ. Thành ra huynh đệ phải nhớ là trong đầu mình chỉ có một chữ duy nhất thôi, Phật. Hoàn cảnh nào cũng vậy, Phật. Mình chỉ biết mình là Phật là đủ rồi. Thì khi mà mình rời khỏi cái xác thì cái thức của mình nó đi về cái cảnh giới mà mình muốn đó. Lẹ lắm. Đâu cần phải niệm như anh của thầy là Công giáo là niệm Nam Mô A Di Đà Chúa đâu có sao đâu. Anh thầy Công giáo mà Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Vậy mà ông đi cái đầu nóng hổi đó. Không ai tin thầy làm nữa, thầy làm. Thầy không có hộ niệm cho anh của thầy. Thầy chỉ nói trong lỗ tai không thôi. Thầy biết rằng là gia đình thầy là Công giáo. Nếu thầy kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ chống đối. Nhưng mày nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nghe không? Nghe chưa? Gật đầu, ổng gật đầu. Đọc đi, đọc đi. Nam Mô A Di Đà Chúa. Cái đầu ổng lặp lại Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa.
Năm ngày sau ông kêu vợ ông lại, lúc ta đang cúng Vĩnh Long á, nói, năm ngày nữa tao chết. Thì đúng năm ngày sau ông chết đó. Chữ 50 thì Chúa 5 ngày thôi. Đúng là hơn 10 ngày là 50 là Chúa ông ơi đó, là nhắm mắt lại là cái đầu nóng hổi đi theo Chúa rồi. Cái câu niệm á, mình muốn đổi chữ nào mình đổi. Chẳng hạn như người Trung Quốc, họ thành lập một tôn giáo gọi là Phật giáo Bắc Thừa, tức là của Trung Quốc, gọi là Bắc Tông á. Bắc Tông là của Trung Quốc. Nó bỏ Khổng giáo, Lão giáo vô, rồi nó lấy Phật giáo của Tây Tạng ráp đầu ráp đít thành Phật giáo Bắc Tông, là Phật giáo của Trung Quốc. Mình bắt chước theo người Trung Quốc, sau 1000 năm nô lệ giặc Tàu, mình có Phật giáo, mình học của Trung Quốc. Rồi tất cả những gì mình đang có hiện tại, mình mê cái này, mình cúng cái nọ, cái là của người Trung Quốc để lại chúng ta. Đốt tiền vàng mã, cúng ông Địa, rồi cúng ông Táo, rồi cúng ông Thần Tài, nói chung tùm lum tà la, đều là của người Trung Quốc để lại cho dân tộc của mình. Một cái hố sâu mê tín dị đoan. Cho nên chúng ta theo truyền thống, theo phong tục tập quán mà mình vẫn lặp lại những cái mà mình coi là chuyện phải có. Thực sự trước quốc trật lất. Chẳng hạn như cái chuyện vậy nè, đệ tử của thầy là cứ tụng A Di Đà mỗi chiều tối với 3 chén cháo sau 49 ngày, thì Cụ Hiền Thất Tổ về sẽ báo huynh đệ biết là đi hay không đi. 100 ngày sau thì đi cũng phải đi. Nó tụng chung là mình tụng cái chiều nào A Di Đà riết là Cụ Hiền Thất Tổ phải siêu, đã siêu rồi đâu còn ở đây, có phải không? Đã siêu tức là không còn trong nhà, nhưng mà nhà mình vẫn để hình ảnh, vẫn để thờ phượng cúng. Mỗi năm cứ làm đám dỗ, đập đầu con này con nọ kia, làm đám dỗ cúng ông bà. 30 Tết làm con gà, mời ông bà vô nhà ăn. Mùng 3 Tết đá ra cho lẹ thiệt lẹ, mời đi đừng ở. Tức là mình mời ông bà vô ở 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3, tống khứ ra khỏi nhà liền tức thì. Vậy mình có hiếu hay bất hiếu? Quá ư là bất hiếu. Một năm mời về có mấy ngày thôi. Mùng 3 làm cá trê, nướng cá lóc, cá trê gì đó không biết. Rồi làm thêm con gà nữa. Đi ra nhà lẹ lẹ lên đi, Cụ Hiền Thất Tổ đi ra, xếp hàng đi ra lẹ lên. Ăn vậy đủ rồi. Vậy là có hiếu hay bất hiếu? Quá ư là bất hiếu luôn. Nhưng mà vẫn làm nha. Vẫn làm chưa kể nữa, còn trở thành những kẻ thủ phạm, nhốt vong linh, hương linh, âm linh của Hiền Thất Tổ hết năm này sang năm nọ không cho siêu, bởi vì năm nào cũng kêu về ăn cúng dỗ. Chúng ta tránh những người tù, nhốt ông bà mình lại không cho đi, để hình ảnh nó kêu hoài, làm sao người ta siêu? Rõ không? Mình kêu tối ngày sao tôi siêu được? Hãy thắp tiên nhang lên, bà má về ăn cơm, trong khi ông đang đứng chờ sẵn, không có ăn được đâu. Nhốt trong nhà năm này sang năm nọ, tới chừng mà đầy nhà quá rồi không biết làm gì hết trơn, bắt đầu ông quậy cho bệnh tật, con cái không ngóc đầu nổi, làm cái gì cũng xui, làm gì cũng thất bại. Lúc đó mới lật đật đi kiếm thầy cúng. Về nhà cúng mấy ông cúng nhà xong xuôi rồi, con cái không chịu làm cho nên làm gì cúng mà đi. Ông thầy tới nhà cúng chắc gì của Hiền Thất Tổ siêu đâu, người con trong nhà làm mới siêu được chứ. Cho nên ngồi xuống tụng thời kinh buổi chiều đi, không những cho mình, cho ông bà quá giảng được siêu sanh tịnh độ, đó là đại phước, tạo âm đức trong cuộc sống, chuyển nghiệp, chuyển hoàn cảnh sống của mình. Chúng ta đau khổ, bệnh tật, xui xẻo, đủ thứ chuyện xui trong nhà, con cái không ngóc đầu được, là bởi vì Cụ Hiền Thất Tổ trong nhà của mình chưa có siêu. Đó là nguyên nhân lớn nhất mà chúng ta bị, mà chúng ta không có ý thức được. Cho nên đối với thầy, các đệ tử của thầy đều phải tụng cái bài kinh ở buổi chiều là tụng A Di Đà Đại Bi, để giúp cho Cụ Hiền Thất Tổ được siêu sanh tịnh độ, sau đó thì con cái mới hưng thịnh được. Đó là chìa khóa của người cư sĩ tại gia, phải tu đầu tiên giúp cho Cụ Hiền Thất Tổ siêu sanh, là mình tu chuyển nghiệp không những cho mình, cho ông bà đã quá vãng, rồi giúp đỡ ông bà cùng hiện thiền được mạnh khỏe, thân khỏe tâm an. Chính mình là một, là cái cột trụ chính trong gia đình. Nếu biết tu, một người trong gia đình biết tu mà nhất nhân chứng đắc Cụ Hiền Thăng, một người trong nhà biết tu thì Cụ Hiền có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Cho nên mình ngồi xuống mình tu cái thiệt an lành đi, thì mình giúp đỡ Cụ Hiền Thất Tổ mình rất là vi diệu. Các ngài sẽ được siêu thì các ngài sẽ giúp đỡ con cái tới nơi tới chốn. Cho nên gọi là âm siêu dương mới thế, là vậy đó. Vì hiểu tại sao mình phải ngồi xuống tụng kinh chưa? Không những cho mình là kẻ linh, anh em trong nhà là sinh, còn giúp đỡ Cụ Hiền Thất Tổ ông bà nội ngoại hai bên chưa siêu gọi là linh, độ sinh rồi độ linh luôn là vậy đó. Độ âm lẫn dương, cho nên âm siêu dương mới thế, âm không siêu dương không thảnh thơi. Cho nên người tu mà tu chân chính sẽ chuyển nghiệp, chuyển hoàn cảnh sống, thay đổi cái nghiệp lực, giải trừ quan gia trái chủ, giải trừ bệnh tật,
giải trừ tất cả những điều không tốt lành đến trong căn nhà của mình. Cho nên mình là chủ nhân, có người sáng tạo ra nghiệp xấu hay tốt, thiện hay ác. Cho nên huynh đệ phải hiểu rằng là tất cả những cái xấu, những cái tốt, những cái thiện ác đều đến từ nơi mình. Họ có quyền trở lại cái người mà tạo tác ra nó. Nó gọi là quả báo nhãn tiền. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Dễ hiểu chưa? Bây giờ gặp thầy có nhăn nhó than thở nữa không? Còn sao hết được? Thì có chỗ vui nhất để được đổ mà. Ông lúc nào cũng rộng lượng hết á. Bây giờ quý đệ hiểu thế nào tu chuyển nghiệp chưa? Tu đi giải trừ bệnh tật, tu đi giải trừ oan gia trái chủ, những câu chuyện xui xẻo của mình, những điều mà gọi là bất như ý đến với mình, những điều không tốt lành đến với mình, rồi làm cho mình đủ chuyện xui xảy ra, nó gọi là oan gia trái chủ. Những điều làm cho mình khó chịu, lúc nào cũng bực mình, lúc nào cũng cằn nhằn cử nhử, nó chính là oan gia trái chủ của mình. Cho nên mình tụng kinh để giải trừ oan gia trái chủ á, mình sẽ không còn bị phiền não, bệnh tật. Mình càng tụng nhiều chừng nào, đời mình nó càng an lạc hạnh phúc nhiều chừng đó, thì mình chính là chủ nhân. Mình phải tự giải nghiệp cho chính mình, mình phải tự giúp đỡ mình sống trong an lạc hạnh phúc mỗi ngày. Cho nên mình phải biết, mình làm, mình hưởng, mình tu cho chính mình. Chứ ông trung đạo không có hề hưởng gì trong đó huynh đệ đâu. Đừng có làm biến, rồi tu còn chưa kể còn đếm nữa. Niệm Phật phải đếm cho đủ 108, 109 sợ mất linh, kẹo tới bậc quốc nội, sinh thì sinh hoài cũng hết. Chẳng mình niệm Phật thấy không? Niệm 108 là ngưng nha. Còn niệm 109 mất linh. Thế làm có 109 thì đâu có được làm 108 mà. Cho nên bị cái bệnh đó, hả, niệm cho đúng 108 thôi, 107 cũng không được, 109 thì dư quá cũng không linh được. Còn sinh thì sinh tràn gian đại hải, sinh hoài cũng giờ hết. Nhưng mà ổng ngồi trên ống chờ coi, cho hột nữa đi, không là không nha. Hột nữa đi. Không, hết linh sao? Cho hột nữa đi, không. Vậy chứ mày sinh hoài tao có nói gì đâu. Phải không? Còn một hột không cho nha, không linh sao? Ông kia ổng ngồi tụng kinh. Ông tụng kinh, ông vừa gõ vô mỏ xong, thằng người kia đứng kêu, chú ba gõ cửa hoài à. Ông ráng ông nhịn, ông tiếp tục tụng làm lơ đi mà. Nó gọi hoài chịu hết nổi rồi, giục cái dù xuống chạy ra cửa. Mày làm gì kêu hoài, mày tụng kinh hả? Con mới kêu chú có một lần, ngày nào chú cũng kêu, ông đâu có la đâu. Phải không? Mình, ta kêu có một lần nổi điên lên, mà mình ngày nào cũng kêu, không có giận đâu. Hồi xưa thầy tụng kinh thầy không có hiểu, thầy tụng ghê lắm. Nhưng mà thầy tụng mà thầy không chịu học, thầy tụng mà không chịu tập, thầy tụng mà không chịu hành. Tức là mình tụng như con vẹt vậy đó. Thôi thôi. Thật ra cái chuyện mà chuyển nghiệp nó rất là khó, rất là chậm. Thì cái ông thầy mà ông dạy tử vi cho thầy đó, ông nói, tao nói thiệt với mày nha, mày tụng như vậy không có kết quả đâu. Mày tưởng tượng đi nha, tao viết cái bài này đúng không? Nhưng mà tao đưa cho mày, cái sáng ra 3 giờ sáng mày gõ cho mày kêu tôi dậy nghe mà đọc cái bài của tao, mày nghĩ tao ngán không? Ngán thấy bà cô luôn phải không? Sáng ra 3 giờ dậy nghe nè, tao ngủ chút đi, mày đọc như vẽ cái mày không chịu học. Tao kêu mày học mà tao kêu mày đọc đâu. Dậy nè nữa mày nữa hả? Ngày nào cũng phải nghe 3 giờ sáng, không nghe muốn chết luôn. Nhưng mà sửa thì không chịu sửa, đọc thì đọc hoài còn xinh nữa chứ. Cho nên chúng ta đọc như con vẹt là chúng ta phí thời gian. Rồi mà cái đọc cái bài cái ông viết cho mình, ông để cho mình học, mình sửa, mình trau dồi đức hạnh, mình bỏ những cái hư xấu mình để thành những người tốt. Là này không, đọc như con vẹt, cái đó đọc xong rồi phủ đích đứng dậy cái rột đi xong, ra kia chứng nào tật đó. Tới ngày mai mình gọi nữa, ông nói, nó nữa kìa. Không lẽ ông bỏ ông đi, kỳ quá, ông để nó sao đi được phải không? Ngày nào dậy đi nghe tôi đọc bài của ông nè, để tao yên chút được không mày? Hiểu ý thầy không? Nếu mà thầy là ổng, thầy nói liền luôn á, làm ơn đi đi, đừng đọc tôi nghe ứ. Đâu có ông sửa ông vậy à. Chúng ta tu sửa, tu chỉnh, tu bộ, ngồi xuống tụng thì kinh thiệt an lành hạnh phúc. Hôm nay có cái gì không, coi lại coi hôm nay thằng tôi mình lớn hay ông Phật mình lớn. À, thằng tôi mình nó dậy nhà nó bắt đầu tụng kinh, đập đầu nó đi, đập cho nó chết cho rồi ông Phật mình có cơ hội sống. Trong này có Phật và tôi mà đúng không? À, sống với cái tâm phàm phu tục tử,
bản ngã thấp hèn là sống với cái tôi của thế gian mình. Còn mình sống với cái tâm chân như của chư Phật là mình sống với ông Phật của mình. Cho nên trong này có hai người ở, một thằng thì thế gian, một người thì là thiên liêng. Nên chúng ta chấp nhận thế gian pháp là sống với cái tâm phàm phu tục tử, vô tri vô giác, bản ngã thấp hèn. Bây giờ mình nếu sống chung với thằng này là chấp nhận cửa địa ngục mở chờ mình. Mình sống với cái tâm như của chư Phật là chấp nhận cửa niết bàn của đệ tử chọn ngàn chút may mắn. Niết bàn hay địa ngục là tự mình nha. Sống với tâm phàm phu tục tử, thấp hèn ngã mạn, tự cao tự đại, coi thường bá tánh chúng sanh, dữ dằn với mọi người là biết cửa địa ngục đang chờ mình rồi. Còn mình sống với tâm như chư Phật vui vẻ hiền lành, kính trọng khiêm nhường, từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng, tha thứ giúp đỡ tương trợ, đó là cửa niết bàn chờ huynh đệ đó. Huynh đệ tự chọn đi, tự chọn đi, quyết định chưa? Chưa luôn hả? Chúc mừng. Chưa cũng, nhưng mà chấp nhận cũng chấp mừng, chúc mừng. Giờ thời gian còn lại để được hỏi những câu gì lứng như thế mà tu tập nha, tuyệt đối không được kể lể chuyện đời cô lũ à, nói rồi đó nha, nhớ nha, không được kể chuyện đời cô niệm. Hai người cầm hai cái để coi. Vậy là vào bên đây hỏi đi, nhưng mà mấy người mà hơi lớn tuổi hỏi nhiều vô. Phật được cô, khi cô tụng kinh mà ông Phật nói không được á, kêu thầy lại nha. Hay lì lắm, yên tâm. Giọng chưa? Chúc cô học đạo tinh tấn, có lời lạc cho bá tánh, rồi vui vẻ nhiều vô ở Di Đà Phật. Dạ Di Đà Phật, cảm ơn cô đã nghe. Cảm ơn cô đã chia sẻ, chúc cô may mắn nha, học đạo tinh tấn nha. Vậy là Phật cũng hy vọng là cô không thất vọng. Hỏi đi con, không có được kể nha, hỏi thôi à. Ngồi lên. Căn nhà khác, đến khi nào mà cái nhà này biết ngồi xuống tu luyện á
thì ông mới có cơ hội tiến hóa trở về với Như Lai của chư Phật tổ. Cho nên chúng ta phải nương vào căn nhà này làm một phương tiện lớn nhất cho chính bản thân mình. Điều kiện lớn nhất được tu học là tại đây. Còn nếu căn nhà này mà gãy đổ nửa chừng hết thì tu học mình là hoàn toàn nửa chừng hết, không tiến hóa được. Rõ chưa? Biết chăm sóc căn nhà này cho đàng hoàng vô thì trở thành một phương tiện rộng lớn hơn, nhiều cơ hội học đạo hơn. Cho nên chính vì mình có căn nhà này là nhà của Phật, cho nên khi mà mình quỳ mình lạy ông thổ địa là ông nhảy cái tót cái chỗ khác, không bao giờ là đứng gần ở đó. Huynh đệ mà lạy thầy trung đạo phải cúi đầu chào lại chứ không đứng thẳng, không dám đứng thẳng. Bởi vì Phật sống lạy, Phật sống lạy một người không ra cái ôn gì mà đứng thẳng ha, là cái mạng này không có chỗ đi rồi. Rõ chưa? Có để thầy không, thầy lạy Phật xong thầy cúi đầu huynh đệ không? Thì huynh đệ là Phật sẽ thành mà, phải không? Huynh đệ là Phật sẽ thành, ngài nói như vậy mà, nó phải trung đạo rồi lặp lại thôi. Tôi là Phật đã thành, huynh đệ là Phật sẽ thành. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, thâm danh đoạt lợi lầm than bao đời. Thấy chưa? Bởi vì mình tham danh tham lợi cho nên mình không biết ông Phật đang ở trong nhà này. Muốn thân khẩu ý thảnh tơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, mà lòng chẳng nhốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như phần trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người ta, trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng địa ngục ở trần gian mà, phải không? Như Di Đà Phật. Hỏi đi. Công an bắt chồng chưa? Bắt chưa? Cũng vậy hả? Thả ra rồi hả? Cô làm chuyện họ đổ chuyện của người ta là phải của mình đó, mình lo. Ừ. Thì ông ở nhà ông đâu có đi đâu đâu. Thì con cúng Di Đà lại giúp ông đi chứ. Từ ba của con mà đâu phải của thầy đâu. Không, còn không dính líu tới ông nhà. Cái nghiệp nào đó phải chịu trách nhiệm. Họ tạo tác họ phải tự chịu. Còn bản thân cô ngồi xuống tụng cho bản thân cô, cho gia tộc của Cửu Huyền Thất Tổ, những người dính líu tới cô được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Còn anh chị em mình, họ có cái nghiệp riêng tư của họ, họ có Cửu Huyền Thất Tổ riêng tư của họ, không dính tới mình. Cho nên đừng có đổ thừa cho nhau. Nhớ không? Ở Di Đà Phật, tụng cho giỏi vô. Biết rằng việc tụng của mình là lợi lạc cho người ta, thì đừng có ngại ngùng, đừng có kẹo. Tụng mà còn đến nữa, tụng đại tới đâu tới đi. Bởi kêu công an bắt chưa? Chúc mừng. Bác bên Mỹ này, đệ tử này mà đàn bà nè, gọi mà khóc hồ hồ đây. Tên gì? Nói ra ở đâu? Kêu công an tới bắt cho rồi. Bắt cái thằng nó dẫn đi. Bên Mỹ mà đụng tới đàn bà cái bụp là nó nhét cho đồng xe, nó còng lại, nó đẩy cho xe nhốt tính sao, rồi ra tòa sao. Còn bên mình là đánh đàn bà thoải mái. Dạ không cần, con cúng cháo nó má, đừng, ba không có răng đâu, ba nhai cơm, con cúng cháo được rồi, cháo húp lẹ hơn khỏi nhai. Tội nghiệp quá, đúng là thiệt mê muội. Vậy cúng cháo nó má, đừng cúng nữa, để con cúng cháo đi. Huynh đệ nhớ không, cúng Phật là phải cúng cơm, cúng Cửu Huyền là cúng cháo như không? Thì Phật còn răng cúng cháo mang tội. Hay là Phật. Vậy làm thiệt á. Câu chuyện này không quên. Người bà
bà 70 mấy tuổi, bà rất là siêng năng tụng kinh, bà tụng được cho quý vị được 21 ngày rồi. Thì bà rất là vui vẻ, hạnh phúc. Thì có một người huynh đệ Phật tử tới nói, chị ơi, nếu mà chị cúng Phật mà cúng cháo để ra bằng Phật là rất là bất kính. Chị Phật phải cúng cơm, còn vong linh, hương linh là phải cúng cháo. Thì nhà không có bằng của quyền để bằng Phật chứ sao? Chứ thầy cúng đâu có bị gì đâu. Mấy chục năm trước thầy cúng thầy bị gì? Thì cái bác đó nghe xong là về bất ổn. Bà cảm thấy bà có lỗi trong hai mấy ngày là tụng cúng cháo, là mình bất kính với chư Phật rồi. Thì khi mà thầy giảng ở cái chùa đó, thì bà mới lên chùa gặp thầy. Thì để mà làm cho bà không còn cảm giác là bị mang cái tội bất kính mà lỗi lầm á. Sau khi giảng xong thì cũng cho hỏi như vậy, thì bà mới hỏi, dạ thưa thầy, con cúng cháo ha được 21 ngày rồi, thì có người bạn nói với con là cúng Phật, là bà nhà con không có bằng của quyền, con phải để bằng Phật, vậy là mà con mang tội bất kính ông thầy. Thì nói, dạ đúng rồi bác, thì ông Phật có răng mà bác cúng cháo là bác có lỗi, còn ma quỷ nó không có răng cúng cháo là đúng rồi, bác cúng cháo là bác bất kính phải rồi. Đồ nhiều chuyện cái bà nào vậy, nhiều chuyện ta cúng không sao, xía vô ta làm ta lo, không có ăn được đâu mà bất kính không bất kính. Cúng cháo đi. Dạ Phật chúc may mắn. Cúng sao cũng được, để lên bàn với tấm lòng mình thôi, hiểu không? Rồi mình cúng hết tấm lòng đi. Cúng lúc mà tụng kinh mới là quan trọng nè. Còn cái chén cháo nó không quan trọng bằng cái lúc tụng đó. Tụng cái tấm lòng như thế nào, hết lòng vô tụng thì người ta mới hưởng được cái pháp thí. Bởi pháp thí là thù thắng như tất cả các pháp, đúng không? Mình phải tụng hết lòng cho người ta thì người ta hưởng được cái tình thương của mình, người ta mới có cơ hội siêu chứ, rõ chưa? Đó không? Ở Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ. Cô này ở Gia Lai mới vô á, vô luôn giờ cúng luôn. Sống trong đại bi, biểu lộ tâm từ bi cho bá tánh chúng sanh, thì lúc mình biểu lộ tâm từ bi
trong tụng mà mình được an lạc hạnh phúc tuyệt đối trong lúc tụng, đó gọi là nhập pháp. Khi ra đường sống làm việc, yêu thương ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình mà không điều kiện, thì tự nhiên mình sống vài năm sau mình sẽ được đắc pháp, đắc cái pháp đại bi mà mình tu đó. Bởi mình sống trong cái lòng đại bi, đúng cái nghĩa đại bi tâm tà ra nè, hiểu không? Mới đắc được pháp chứ. Đắc pháp chuyện đắc đạo đắc quả từ từ tính, không cần phải tính gì nó, cứ sống hết lòng đi, cái chuyện kia của chư Phật. Rõ chưa? Nên tụng đại bi là phải bằng tấm lòng đại bi chứ. Đại này tụng đại bi mà tiểu bi còn chưa khó rồi đi đâu, phải không? Đúng chưa? Thế nên mình tụng hết lòng. Tụng vậy nó mới đã chứ. Tụng liên tục không ngừng á. Vậy á, cái năng lực nó dạng vậy nó mạnh lắm. Tại mình càng tụng càng khỏe là lý do đó đó. Hen. Bây giờ là Phật. Tụng rồi, có nhiều đứa tụng lẹo lưỡi luôn, tụng ra chữ á. Tụng hồi toàn là âm thanh không chứ không có chữ nào. tụng bản thân mà tụng hồi là tốc độ nó tăng đến độ mà thành một cái chuỗi âm thanh chứ không có chữ nữa. Chẳng tụng bản thân đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đọc vậy đó thì người ta mới đi kịp. Đi hàng đi hết hàng ngày tới hàng nào đi hết hàng thế rồi. Mình mới gọi là tạo âm đức chứ. Vong linh hương linh đi càng nhiều thì âm đức mình càng cao dày. Âm đức càng cao dày chừng nào thì đạo hạnh càng lớn. Đạo hạnh càng lớn thì phước báo càng dày. Phước báo càng dày trí tuệ càng sáng. Trí tuệ càng sáng nghiệp lực càng mỏng. Huynh đệ muốn cái gì nói đi. Nghiệp lực mỏng hay dày? Tụng cho nhiều vô, có vậy thôi. Muốn cái gì? Muốn có công phải có của. Muốn có của phải có công chứ. Ngồi xuống tu cho hết lòng đi, tự động mình sẽ có những gì mình mong cầu. Khi con tụng đại bi, con niệm danh hiệu của cha ta, những gì mong cầu con đều được như ý. Nếu những gì mong cầu của con không được như ý, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đó là nguyện của mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Giờ chúng ta cứ làm hết lòng đi, rồi Ngài sẽ thực hiện lời nguyện của Ngài. Rõ chưa? Đừng có nói tại sao là mình cầu hoài không được, bởi vì mình không làm tròn bổn phận của người tụng kinh làm sao được. Thấy chưa? Mình không chịu làm tròn bổn phận mình đòi ý chuyện chưa tới, mình không đủ lực để được. Cho nên làm hết lòng đi, chuyện còn lại là lời nguyện của Ngài sẽ được thực hiện như ý. Nếu những lời ước nguyện con không thành tựu thì ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nếu Ngài dám nguyện, mình dám tụng. Tụng hết lòng đi, Ngài phải thực hiện thôi. Đúng chưa? Có qua có lại chứ mới thoại lòng nhau được. Đằng này không chịu tụng mà xin không, gặp cái mặt là xin. Dữ ý chưa? Hỏi tiếp đi. Như là Phật thưa cô. Tùy cô thôi, cho lấy. Đốt đi. Hình đồng kiến luôn hả? Không biết. Thế sao giờ? Đâu cuốn lại được đâu. Vậy được rồi, hai mắt được rồi. Muốn gì nữa? Hai mắt được rồi. Vậy là Phật. Tùy ý cô. Nha. Muốn đổi bình thường mà. À, đẹp một chút xíu mình chiêm ngưỡng nhiều hơn. Rồi dính vô đó này khỏi. Nó là phương tiện để tu thôi nha. Phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là giải thoát. Còn phương tiện này giúp cho mình phát triển cái lòng kính trọng, yêu thương, rộng lượng, khiêm nhường. Còn nếu mà mình không lấy cái đó làm phương tiện mà trở thành cứu cánh luôn, là chúng ta phải dính vào pháp. Đi học pháp để hành đạo, chứ phải học pháp rồi bị pháp hành. Hiểu chưa? Nó có hai đường đi. Một, học pháp để được hành đạo cho bá tánh chúng sanh. Hai, học pháp hành nghề đi cúng năm mà. Hiểu? Tùy vấn đề, chọn đi. Chúc may mắn nha cô. Ấy là Phật, cứ nói đi. Con Loan. Con
cảm ơn huynh đã độ vô nhà này. A Di Đà Phật, chúc huynh khỏe. A Di Đà Phật, cảm ơn huynh đã chia sẻ. Thực sự khi nhìn thấy, biết khi gương mà phun nước vô mặt huynh là biết rất là nhiều, nhiều vô cùng. Không có ai để ý không ha? Gần bên con thấy mà phải không? Thì sao thấy không? Dạ, rất là đông. Nên sư phụ đẩy chuông vô đầu, vô mặt anh á, búng xong sư phụ phun nước vô mặt ông. Thì mà ngộ lắm, vong linh hương linh mà bu mình đông á, mình phun nước vô mặt họ tan không tụ lại được. Họ tan liền, rất là lẹ. Cho nên người nào mà bị ma nhập đi, họ vừa nhập vô, thay đổi phải không? Là mình ngậm nước nè, phun cái phèo vô mặt là bật ngửa liền. Họ bật ngửa liền tức thì luôn, tức là không có vô được nữa. Còn mà giả đó, mình phun nước vô họ tiếp tục vô là giả, mà không có thiệt. Đệ tử thầy có nhiều đứa cũng vậy, như Loan nó cũng xài thử rồi, cô Yến cũng ngậm vô miệng không dám phun, sợ nó còn nguyên. Thì sư phụ làm rất là nhiều lần, phun là người ta ngã ngửa liền hoặc người ta sụm xuống luôn, tức là nó lẹ vô cùng. Thì đệ tử thầy nó hỏi câu là ủa sao mỗi lần sư phụ phun là người ta té xuống vậy? Rồi tao biết là hôm nay có trị vong cho nên mấy ngày trước tao không có xúc miệng. Chịu sao nổi chứ, mình cũng muốn chết thì cũng chi ma. Đừng xúc miệng 5 ngày phun là ai cũng chết hết trơn, đừng nói mình cũng muốn chết đây nè. Đừng bắt chước nha. Hỏi tiếp, cảm ơn huynh đệ nhiều. Chúc huynh đệ khỏe nha. Hay như là Phật làm việc lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Hay như là Phật thưa cô. Đốt đi, lấy kinh mới. Có niệm được Phật thôi, đốt. Khóa nó đi thôi, bình thường. Bình thường, đổ vô bụng mình á. Đổ đâu bây giờ? Pha nước uống. Đổ gốc cây, đổ vô bụi cây nè. Trời chứ gì chú đổ. Để mà nhà này. Chính xác, nhiều gốc cây lắm, đổ tài thoại. Bình thường cũng bố thí, thí thực mà, nó pháp thí luôn mà đâu có gì đâu. Tôi nói là dùng tiền bố thí độ sinh kèm theo pháp thí tâm linh sáng ngời. Mình cúng là một cái lễ vật nhỏ thôi, nhưng mà trong đó mình tụng thời kinh á, thì cái lợi lạc nó nhiều hơn là cái vật thí đó. Pháp thí quan trọng lắm, kèm theo cái tâm từ bi của mình trong đó nữa thì lợi lạc vô cùng tận. Thì tất cả chúng ta đau khổ bệnh tật là từ tối, nếu mình biết ngồi xuống tụng kinh đó là mình đi ra sáng. Khi mà khỏe rồi đừng bao giờ quay trở lại bệnh tật, mình sẽ từ sáng vào tối, là con đường mình sẽ bị bế tắc. Mà đã bỏ cuộc rồi là khó quay trở lại lắm. Mà đi được rồi nên đi luôn, rõ chưa? Tức là mình đã đi được rồi có trớn đi luôn, tiếp tục hoài không ngừng nghỉ. Còn nếu mình bỏ cuộc nữa nhưng mà quay lại nó cực ghê lắm. Cách đây 20 mấy năm người đệ tử Mỹ thầy nó hỏi thầy, ông tu là sao vậy? Nói tu là ông đạp chiếc xe đạp á, đi lên dốc thiệt là cao mà không ngừng nghỉ. Nếu ông ngừng đạp sẽ tuột tới tận cùng của cái núi đó ra, rồi ông đạp lên rất là khổ. Thì cứ đỡ đạp là đạp luôn đi, đạp cho tới nơi tới chốn. Thế nên người tu là không ngừng nghỉ, ngựa chạy đường dài, trong cuối đời mới biết người đó tới hay không tới, rõ chưa? Phải hôm nay mình thấy vậy, đừng mở miệng, đừng có mở miệng phê bình chỉ trích, chưa chắc đâu. Hôm nay nó vậy, mai mốt lên bàn thờ ngồi mình lại thấy bà chưa chắc, phải không? Dạ mấy bữa lên bàn thờ sao? Mình ngồi mình lại chết luôn á. Rõ không? Chứ chúng ta thấy vấn đề, đi tu là đường dài chứ không phải một ngày một bữa rồi mình phê phán được. Tuyệt đối không được phê phán, chỉ trích, phê bình anh em của mình. Bởi khi mình phê phán, phê bình, chỉ trích anh em mình là mình đang phê phán, phê bình, chỉ trích chính bản thân mình. Bởi vì chúng ta đều là con của Như Lai, của cha mẹ của mình. Cho nên tuyệt đối, bây giờ hôm nay nó vậy á, đừng nói lời nào hết á. Ngày mai nó thay đổi rồi. Bây giờ mai nó không đổi, mốt thay đổi. Cả cuộc đời mà đâu phải một ngày một bữa đâu. Cho nên cuối đường mình mới thấy con đường người ta đi tốt hay không tốt, trúng hay không trúng. Lúc đó chư Phật và lực nhân quả sẽ xử họ. Còn chúng ta không được mở miệng, rõ chưa? Để khỏi tạo ác khẩu. Vì cái ác khẩu này nó làm cho mình mất hết cái lòng. Cái miệng này nó làm cho mình mất tất cả các lòng. Ăn bảy
nói bậy là lọc mình sẽ dần dần tiêu dần tiêu dần. Mà cái lọc nó mất rồi là cái phước nó mất theo. Cái phước mất theo thì quả đổ vô. Lúc đó mình chỉ có ôm cái bệnh tật đau khổ mà nằm chờ chết mà thôi. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Sanh là mình còn có lương tâm. Một ngày nào đó mà mình
mình trơ trơ việc làm mà mình làm bậy, những người xung quanh đau khổ, mình coi như chuyện bình thường, là mình đã chết rồi. Cái tâm linh mình hoàn toàn không có lối thoát. Cho nên mình làm cách gì cũng tạo nghiệp, chứ bởi vì mình coi tạo nghiệp là chuyện bình thường. Mình coi tạo nghiệp chuyện bình thường rồi, chứng tỏ là mình quá vô minh. Vì quá vô minh cho nên cái sự hổ thẹn không còn tồn tại với mình nữa. Hiểu không? Cho nên cuộc đời mình càng lúc càng đen càng đen. Hiện tại giờ có tiền thiệt đó, nhưng mà khi nằm xuống rồi chết chưa chắc có tiền chôn quá. Chưa chắc có cái chiếu để quấn nữa đó. Tại vì luật nhân quả rõ ràng lắm, nó sẽ tính cộng trừ nhân chia trước khi mình ra khỏi cái nhà này ha. Nó cộng trừ nhân chia xong, tiền lời xong thôi, cũng có tiền vốn kìa. Khi mà vừa bước ra khỏi cái xác này là nó chụp đầu, nó đem xuống dưới, nó tính bắt đầu tiền lời, cộng thêm tiền vốn lên đời. Một ngày là bao nhiêu tiền lời? 1 × 4 Hả, mình tạo 1 triệu tội thì nó bao nhiêu? 4 triệu. Cộng thêm tiền vốn là 5 triệu. Mà 1 phút mình nghĩ bậy 1000 lần, 1 tiếng nghĩ bậy 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần, quả báo về 4 lần là 2.400.000 lần, mới có 10 tiếng thôi. Thấy ghê chưa? Nếu mình để hiểu giống như trung đạo là đâu có dám vớ vẩn. Thành ra chúng ta muốn giải quyết nghiệp lực là mình phải tự bản thân mình ngồi xuống tụng cho mình một thời kinh thiệt là đã. Tụng hết lòng, làm cái gì cũng hết lòng, trong Phật sự là làm hết lòng. Chuyện còn lại lấy luật nhân quả và chư Phật tính. Đó là công việc của chúng ta, đó là bổn phận của mình. Để mà mình giải trừ nghiệp chướng, bệnh tật, quan gia, trái chủ của mình, những cái phiền não đau khổ trong cuộc sống, chúng ta phải ngồi xuống tự cho mình một thời kinh thiệt là đã đi. Thì huynh đệ sẽ thấy cuộc đời nó rất là vui vẻ, hạnh phúc sau khi một thời kinh. Huynh đệ tụng kinh vừa xong một thời kinh mà thấy người rất là an lành, hạnh phúc, thì biết rằng là ngày hôm nay mình tụng kinh có lợi lạc. Còn lúc mình tụng kinh ngồi thiền xong đứng dậy mà nó tu như kỹ mà vẫn phiền não, thì là chứng tỏ là mình tu không có kết quả. Huynh đệ càng tu mà càng vui thì đúng rồi đó. Mình càng tu mình càng buồn càng bệnh, là coi lại đi con đường tu mình như thế nào nha. Nhớ không? Mình tu mà mắt mình càng đỏ vàng khè, môi mình thâm, mặt mình đen, mà cười thì cười không nổi, phải coi lại nha. Coi lại. Đây là không phải là của riêng một ai. Tất cả chúng ta đều bị có 2 thái cực tu. Một là vui vẻ hạnh phúc để được tu, có mục đích tu, thì tự nhiên mình thấy an lạc hạnh phúc trong cái tu thì là khác, bởi vì mình có mục đích để tu. Còn nếu tu bắt chước tu thì nó có gì vấn đề khác à. Bắt chước tu là tu mù, tu mò, không biết đường đi, thấy ta tu theo, thấy ta tiến lên tiến theo, không biết đi đâu. Thấy không? Thấy ta tiến lên cũng tiến lên, tiến lên ta quyết tiến lên, nhưng mà không biết đi đâu. Đi đâu không biết, cứ tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu, không cần biết cũng tiến lên luôn, chết bà nè. Thấy chưa? Tôi mù tôi mò là như vậy đó. Không biết đường đi, đi tầm bậy tầm bạ. Liên tục mấy năm sau bệnh tùm lum tà la, ma một nhà trong nhà một đống luôn. Chẳng hạn tụng Địa Tạng tụng đã miệng lắm, nhưng tụng xong rồi không biết đưa tôi đi. Nhà mình là đủ loại cô hồn các đảng ở chung với mình, ăn cơm chung với mình, ngủ chung với mình luôn. Càng lúc mặt mình nó càng đen, chứ phải đẹp nha, chứ đờ luôn nhưng mà đen. Còn chứ đờ nó đẹp. Mình càng tụng mình càng đờ đen. Tại vì mình không biết cách giải cho người ta đi. Mình mời các loại cô hồn các đảng về, nhưng mà Địa Tạng nó phải dành cho cư sĩ. Người nào thích làm chẩn tế, muốn làm thầy pháp hay là làm một cái đàn lớn, thì tụng Địa Tạng cho nhiều 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 vô, để mình tạo âm đức cho việc làm của mình. Nhưng phải biết cách cho người ta đi. Mình tụng Địa Tạng là mình mời tất cả các loại cô hồn các đảng về ở chung với mình, ăn chung với mình, ngủ chung với mình, làm việc chung mình. Cho mình tụng một thời kinh vãng sanh thiết là nhiều vô, mình giúp đỡ người ta đi. Thế là mình cho người ta một số tiền lộ phí vậy đó. Mình tụng vãng sanh là mình tặng cho tiền lộ phí rồi, người ta mạnh mẽ người ta đi mất tiêu. Mà mình càng tụng Địa Tạng thì âm đức mình càng cao, dày đạo hạnh mình càng lớn, là bởi vì mình cách biết cách giải cho người ta đi. Còn nếu mà tụng mà càng lúc gia đình mình càng có chuyện, càng có chuyện ai cũng ghét mình á, mà mặt mình càng ngày càng đen, tính mình ngày càng dữ đó, thì nhà mình là đủ loại huynh đệ âm linh, vong linh, hương linh trong đó, mà mình không biết cách giải đó, là mình sẽ đi vào cái thế gọi là sống chung với họ mà không biết đi đâu. Cho nên đừng có nên tụng Địa Tạng, phải hiểu được, phải trường trai, phải giữ giới tụng Địa Tạng, thì tụng Địa Tạng sẽ làm thầy pháp, mình độ cho tất cả các loại cô hồn uổng tử, các loại luôn. Nhưng đối với thầy cái chuyện nó bình thường, bởi vì thầy quen họ, thầy quen họ lắm, nên đối với thầy là bình thường, thì rất là bình thường đó là.
Chừng nào huynh đệ thấy mình trung đạo chạy vòng mà lao mình biết là tới rồi đó. Vô thấy ông chậm vòng chạy cái cờ ông cầm ngoài bạn chạy không ngừng là biết ổng rồi, đừng kiếm ổng nữa mất công lắm. Ăn bị tôi nó rượt á. Mà huynh đệ ông thấy với thầy thấy. Thì nó cầm dao cho nó dí chạy vòng nè, không chạy nó đâm chết thì sao? Tôi nói ghê lắm nè. Nó đừng có giỡn mặt nữa. Một là mình giúp họ đi, hai họ giúp mình đi, có vậy thôi. Không độ họ, họ đốt mình, vậy thôi. Cái đốt của họ không phải là làm mạnh dạng đâu, lại gần mình nó nhẹ nhàng lắm, nó hút dần cái năng lực của mình á. Mỗi ngày mình mất đi, cái mặt mình càng rút càng sạm. Con mắt mình không có cái hào quang, không có thần lực, dần dần mắt mình đờ đẫn, mặt càng rút càng đen, cái yếu dần, nói năng không kiểm soát được, tánh tình cọc ghê lắm. Là biết là họ đang ăn mình đó, giống như em vậy đó, nó ăn tính tình cọc, bất thường nói không hiểu. Thì ta muốn để tới chiêu trường nghiệp trước bệnh tật quan gia trái chủ của mình đi, hoán chuyển cái đời sống hoàn cảnh hiện tại đang sống của mình đây. Mình phải ngồi xuống cho mình một thời kinh thiệt là an lành hạnh phúc, thì mình mới có cơ hội, mới đủ điều kiện mình giúp cho mình hoán chuyển nghiệp lực của chính mình. Cho nên chúng ta gọi là tu chuyển nghiệp là như vậy đó. Chứ không phải ngồi xuống đập rầm rồi cái đứng sách tích đi, không phải vậy. Ngồi xuống tụng cho thiệt là an lành đi, vui vẻ để được tụng một thời kinh, hết tấm lòng ở trong đó đi. Phải biết rằng là việc làm của mình là tụng hết lòng, chuyện còn lại là của mấy ông kia. Lúc nào, khi nào, ở đâu là chuyện của mấy ông. Rõ không? Trên việc làm ta là ngồi xuống tu hết mình đi, đừng có tính toán, đừng có kể lễ, đừng có cầu xin. Tụng thời kinh mà xin hoài, xin miệt, xin không biết mỏi miệng, còn tụng và bảo biến mệt, phải không? Thì vô cái chùa ngoài Bắc, cái chùa nghèo sơ sát à, dẫn theo 70-80 huynh đệ Phật tử ngoài Bắc, thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái chùa nghèo nào cũng có tượng, phải không? Thì xuống lại quỳ xuống xin tùm lum tà la, thì đứng đấy xin cái gì, tao nghèo, thấy bà có nội là xin gì, không thấy tao nghèo hả? Cái chùa nghèo sơ à, bà cũng nghèo theo. Mà đệ tử vô thấy Phật lại quỳ xuống lại xin tùm lum tà la. Thầy đứng đó nói, kêu tụi nó đừng có xin nữa, tao nghèo lắm. Hiểu ý thầy nói không? Nếu mà cái chùa nó giàu đâu có nhờ trung đạo thế làm việc. Phải không? Thì cái người đứng ngoài đường cũng nghèo thế bà mà. Nghèo lắm. Đứng tối ngày. Xin gì? Tao mà không có. Ai tại không có gì đâu, xin hoài. Bởi vì chứ bị cái bệnh á, hãy vô chùa là xin. Kỳ cục mấy bà này. Mà xin cái gì? Kêu làm thì không làm. Hãy kêu làm chút xíu thì cũng làm, nhưng mà xin nhiều hơn. Rõ như vậy đó. Tháp Kinh Giang không có nói cho con làm học đạo tinh tấn để làm gì cho bá tánh chúng sanh giúp đỡ người này nó không có, chưa cấm cái nhang lên à. Mắt chứng xin hoài. Không lẽ tao bước xuống tao quýnh như một cái bạc tay. Thì không lẽ đó quýnh bạc tay do tỉnh tao chứ. Mắt chứng xin hoài. Tụng kinh đi, đi giải nghiệp chứ. Bệnh tật còn lại xin hoài không chịu tu. Bệnh tật là do nghiệp chướng dày mỏng. Ở phước đức mình nó kém quá rồi, cái phước nó mỏng quá rồi, cho nên bệnh tật nó đổ vô. Lúc còn phước thì ăn chơi mạnh khỏe vui vẻ, khi mà cạn phước rồi nhào xuống một cái là bao nhiêu tiền đổ vô cái bệnh cũng không có chữa được. Lúc đó bắt đầu mới hiểu ra, trời ơi sao mình khổ quá, thì mình đã từng tàn phá cái phước của mình trong lúc sinh tiền. Khi hết phước rồi quạ đổ, chứ là dậu đổ thì bìm leo, hãy chứ từ mình ngã xuống rồi cỏ hoang nó mọc đầy hết, đúng không? Thì mình bao nhiêu bệnh tật nó đổ vô lúc mình đau khổ, há càng khổ bệnh càng nhiều càng khổ. Bởi vì nó gọi là đổ nghiệp như con nói á, thì mình đã từng tạo tác quá nhiều, nó đổ một đống vô mình đếm luôn. Bây giờ có xin muốn chết cũng không bao giờ được, thì nó đổ vô rồi không có xin được. Tại sao không xin thêm? Vô đi, vô nữa đi, một lần cho làm một cái một cho đi luôn nè, vô đi. Vô cho nhiều vô. Bệnh lỡ rồi, cùi rồi, không sợ lỡ nữa, hết tiền mua thuốc rồi, vô một lần nó chấp hết. Cho một lần luôn đi, ngon không?
từng chịu phải không? Có chơi có chịu, đừng có ngồi đâu mà rên mà khóc. Thì chúng ta tạo tác quá nhiều rồi, bây giờ bệnh tật rồi ngồi đó rên rỉ khóc lóc mà. Lúc mà mày ăn chơi mày phá hoại thì mày cười ha hả, bây giờ mày ngồi mày bệnh mày khóc hu hu, phải không? Tội của ai? Của chính chúng ta mà thôi. Giờ biết tại sao bệnh chưa? Không chịu buông cho nên mới bệnh. Này, sao con bệnh quá nè, buông đi, buông đi. Cái bệnh hoài ha, thấy không, đâu chịu buông đâu. Bệnh vô. Tu đi buông cái bệnh ra mà tu không chịu buông đâu. Giờ hiểu tại sao chưa? Gặp mặt trong đạo là con bệnh. Ổng bệnh này thì bệnh nọ mà ngộ lắm. Không bao giờ kể chuyện vui cho ổng nghe. Gặp ổng là đưa cái mặt dùm dùm một đống này. Con bệnh. Đời thầy thiệt không nhận nè. Suối quẩy. Gặp mặt mới gặp nhau mà chưa bao giờ gặp nhau trong đời. Gặp nhau cái này, thầy ơi, thôi ta biết rồi đừng nói. Ngưng, đủ rồi. Mới gặp mặt là mắng vốn mà, mắng nợ hả mày. Vừa chào vô là nhào xuống, nước mắt chảy vòng vòng nói thầy ơi coi vậy nè. Dạ không lẽ ta đuổi mày đi thì kỳ quá. Chúng ta thấy chưa, lúc tạo nghiệp thì vui lắm, nhưng mà khi trả nghiệp thì sợ hãi và đau khổ. Đó chỉ là một phần ngàn thôi nha, một phần ngàn thôi, sự sợ hãi đau khổ thôi. Bây giờ không nghe lời thầy hả, mai mốt huynh đệ sẽ hiểu thầy nói cái gì. Mốt chạy đi kiếm một trung đạo nhờ cúng chẩn tế dùng đó. Bây giờ không tu đi mai mốt sẽ biết. Đứng ngoài cửa ta đuổi đi thông cho vô đây luôn cho mày biết. Mà mò tới nè, kêu đâu có nghe đâu, đứng ngoài cửa đâu ai nghe tiếng của mình, phải không? Biết nhà trung đạo chứ, cái người chết thông minh lắm. Họ đi cái họ không lại kiếm trung đạo được, phải nương vào một người quen học trò của ổng á, đi theo để vô cái nhà này. Rồi chưa kể á, có lần trước á, có một cặp vợ chồng kia bệnh khiếp lắm. Thanh niên người đàn ông thì mặt xanh mét mà môi tím chằn, người vợ thì bệnh hay chồng bị, cái người trong nhà ếm. Mà cái người đó rất là thông minh, thông minh vô cùng. Cái người mà ếm âm binh nó thông minh lắm, nó biết vô đây sẽ được giúp và nó sẽ được siêu. Nó lựa cái người mà được ông nội thương nè, ông ngoại thương nè, cậu thương nè, cả nhà thương nè. Cái cô mà nấu ăn cho huynh đệ ngày hôm nay á, là bà ngoại của đứa bé đó đó. Nó rất là dễ thương. Mà cái người âm binh đó đó nhào vô đứa bé đó luôn, thì cả nhà sốt gió lên hết, lo đủ thứ chuyện. Vì nó biết nhào vô một đứa mà mọi người thương á, thì phải giúp cho nó siêu thôi. Thì lúc mà thầy trị bệnh cho cái anh mà mặt xanh lè đó xong rồi ha, thì đứa nhỏ ngày hôm sau vẫn còn bệnh, nó nhức đầu nó la nó hét á. Đem đứa nhỏ lên tụng thời kinh xong cái là bình thường như cũ, không có gì hết. Họ thông minh vô cùng. Cái lúc bình thường đây là mình còn bị thế gian pháp làm cho mình đần độn, trí tuệ mình không có có sáng được. Nhưng mà khi bỏ cái nhà này đi á, thì cái tánh thiên của mình là cái linh hồn mình á, nó linh cái lắm. Nó bước ra một cái là nó biết rằng đi nơi nào để được giúp đỡ. Nó lẹ lắm. Cho nên nó thấy cái nhà đó, nó thấy hồi nhà này được cái nhà, nhưng mà vô không được, phải nhờ một người nào quen biết trong nhà ké vô. Nãy vô đây á, không biết mấy trăm đứa luôn, nó ké vô đây nè. Gọi là quan gia trái chủ. Nhưng khi tụng kinh á, thầy rảy nước thầy gõ chung huynh đệ là lý do đó đó. Để đi thầy gõ chuông là cũng nhẹ hết rồi đó. Thầy gõ nhẹ tính đúng không? Là nó đó, nó vui một đống luôn. Trên chỗ này là chỗ thùng rác công cộng. Tới đổ xong về nhà khỏe, vui cười. Nhưng mà tiếp tục sống xấu là sẽ bị lại nha. Còn nếu tụng thầy kinh cho giỏi vô thì tự động sẽ nhẹ đi. Mình người chính là mình tự cột, rồi mình tự mở. Cho nên ngồi xuống tụng kinh là mở những cái mình đã từng cột trong quá khứ, để giải trừ bệnh tật quan gia trái chủ và những cái xui xẻo phiền não đau khổ của mình trong quá khứ, là do mình là chủ nhân của nó. Nó quay trở lại, nó cắn mình. Vì mình ngồi xuống mình tụng kinh để mình giúp đỡ nó tiêu trừ. Trên tu là chuyển nghiệp. Nếu mình tu không đúng thì mình chồng chất nghiệp. Nhớ tuyệt đối, ngồi xuống tu cần cái gì nói một lần thôi. Chàng con muốn học đạo tinh tấn để sức khỏe dồi dào, bệnh tật tiêu trừ rồi ngồi xuống tu cho đã đi. Còn cái chuyện kia là do các ngài sắp xếp, nhớ không? Như đừng có tụng như thầy là cái ngồi cầu hôm nay. Đừng có làm vậy, không có nghe đâu. Thì cái nghiệp mình dày quá, mình phải tự gõ để nó tan cái nghiệp đi.
Cho nên cái người cư sĩ có cái giới gọi là kỳ khu, còn người tu sĩ mà có giới là kỳ khiêu, hai cái khác nhau. Tỳ kheo đó, tỳ kheo, tỳ khiêu, nhưng mà mình là cư sĩ nên ghế kỳ khu. Ngồi xuống gõ mỏ lấy cái bàn chải kỳ cái khu mình cho nó sạch đi, nó bớt nghiệp. Hiểu không? Cái giới đó không cho thọ đâu mà tự có. Cho nên tự mình cầm bàn chải chà, chà cho nó mỏng cái nghiệp đi. Cho nên tụng kinh là mục đích chính là để rửa tự mình, rửa nghiệp mình, tự mình chà cái nghiệp của mình, tự mình cạo cái nghiệp mình bớt đi. Cho nên tu mới chuyển được nghiệp, còn không tu đừng có hồng, đừng có hồng xin. Xin không thèm nghe đâu, cho biết à. Xin tùm lum tùm la chuyện khi bệnh tật, một đống tánh xấu, một đống không chịu rời bỏ tánh xấu mà xin cái tốt không sao được. Cái nhà mình dơ quá mới đựng đồ tốt, bỏ cái đồ tốt vô nó dơ theo cái nhà của mình rồi. Nó dơ sẵn nè, phải không? Chẳng hạn mình lấy cái đồ mới cho mới nhúng vô xịn rồi xong, xịn luôn chứ còn gì nữa, phải không? Bây giờ muốn nhận đồ tốt không? Bây giờ chà cái khu mình cho nó kỹ sạch sẽ đi, thì mình bỏ đồ mới, nhà mới tinh à, thấy không? Mình dọn phòng khách thì thiệt là sạch nè, cái chân bàn ghế mới tinh vô là cái phòng khách nó đẹp sáng láng luôn, có phải không? Trong khi cái nhà mình nó bùng gớm, bỏ đồ mới vô nó vẫn bùng như thường. Bây giờ muốn bùng muốn mới tự quyết định đi, phải không? Muốn nhà sạch hay nhà dơ? Sạch hay dơ? Ngồi xuống kỳ khu đi. Cho nên cái giới luật của cư sĩ là kỹ sư là phải có cái giới đó. Ngồi xuống mình tụng thời kinh cho đã đời để mình tự giải quyết nghiệp lực quan gia tới dù bệnh tật của mình chứ. Mà ngộ lắm, cái nghiệp nó càng mỏng trí tuệ càng sáng. Cho nên thầy viết cái bài bài nhạc là thơ đó đó: nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau xanh. Đúng không? Cái đầu mình nó vớ vẩn quá à, nói gì cũng tầm bậy, mình nghĩ gì tầm bậy, làm gì cũng tầm bậy, tạo nghiệp. Cho nên cái nghiệp càng nặng thì trí nó lu mờ, mà trí lu mờ là nghiệp tiếp tục nối nhau mà sanh đẻ. Nó kinh khủng như vậy á. Cho nên là cố gắng làm sao mình càng tụng nhiều trí tuệ phát triển, mà nhớ là cái điều lợi lạc chứ, cái người tụng kinh hả, tụng kinh càng nhiều trí tuệ nó càng sáng, rất là sáng luôn. Tại vì cái công năng của đại bi là phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, tiêu trừ bệnh tật, quan gia trái chủ. Chứ có cách tụng đại bi rồi cộng thêm vãng sanh, nó cộng thêm cái bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn, thì nó giải trừ cái bệnh tật nghiệp chướng cũ của mình đi, thì người mình nó nhẹ nhàng thảnh thơi, thì cái đầu nó sáng suốt hơn, mình nhìn sự việc mình biết rõ hơn, cho mình bớt tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Rõ chưa? A Di Đà Phật. Bây giờ Trung Đạo nói không nghiệp, Luân Đệ không có tin. Luân Đệ không thể nào tin được Trung Đạo không có nghiệp. Sao có nghiệp được? Mình biết luật rồi mà. Chẳng hạn bây giờ mình có luật nè, đứng trước một vách tường, đúng không? Mình cầm cái banh, luật nhân quả là gì? Chọi banh vách tường, banh nó dội vào mặt mình, đúng không? Bây giờ mình không chọi cái banh, nó có gì dội vô không? Tức là bây giờ thay vì mình chọi những tư tưởng không tốt lành ra liên tục, những lời nói không tốt lành ra liên tục, những hành động không tốt lành ra liên tục, thì cái sự trở về, nó trở về ngay cái người tạo tác ra nó. Huynh đệ tưởng tượng cái luật nhân quả vũ trụ rất là kinh. Trong thế giới này có 7 tỷ người, chưa kể những luồng sóng dao động của tất cả các vệ tinh, điện thoại, đủ thứ luồng sóng chi chít đầy nhóc trong cái cảnh giới, trong không khí này. Nhưng mà đặc biệt, cái luồng tư tưởng của con người ta không bao giờ bị những cái luồng sóng dao động của tất cả các máy móc trong thế gian này mà làm sao lãng được. Thí dụ, mình nghĩ nó đi ra tận cùng của vũ trụ, đi với tốc độ kinh khủng, mà người biết luật nó đi lẹ lắm, mà người không biết luật nó đi chậm, nó tà 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 tà, rồi quả báo về cũng chậm. Mà cái người biết luật á, biết tu á, nó đi về liền, sáng đi chiều về, là mình nhận quả báo liền tức thì. Cho nên cái đầu của mình á, hả, mình nghĩ xấu nó đi ra liên tục, thì cái xấu về liên tục là 4 lần, lúc nào cũng 4 lần á. Mà thầy có nhắc đi nhắc lại nhiều dĩa cả hơn 20 khóa, cứ mỗi lần 1 phút, trong cái đầu mình 1 phút thôi, 1 phút thôi nha, mình nghĩ tưởng tới 1000 lần. Nhưng theo Nam Tông á, bên Nguyên Thủy đó, là một sát na là 1/16 sao. Trong 1/16 sao tư tưởng mình thay đổi 16 lần. Thầy tính tỉ mỉ luôn nha, 1 phút là 1000 lần, tính theo khoa học. Bây giờ 1 tiếng đồng hồ là 60.000 lần, có phải vậy không? Mà trong khi mình tưởng tượng đi nha, trong 1 tiếng đồng hồ
mình nghĩ bậy thôi. Mình tìm mọi cách mình hại con nhỏ này, mình làm đủ trò với nó hết. Thì một tiếng đồng hồ là 60.000 lần, quả báo trong một tiếng nó về với mình là 240.000 lần. Ghê chưa? Bây giờ mình nghĩ 60 tiếng đồng hồ đi để tìm cách hại nhiều đứa luôn, tìm âm mưu làm nhé. Thì cái đầu mình nghĩ trong 10 tiếng đồng hồ là 600.000 lần, quả báo trở về là 2.400.000 lần. Chỉ có 10 tiếng đồng hồ thôi, đừng có kể 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 60, 70 năm còn sống trong đời, còn nghĩ bậy, còn tính toán bậy, thì quả báo nó chồng chất không thể nào mà tính đếm nổi. Nghiệp của mình nó dày cỡ nào. Bây giờ thấy cái luật chưa? Bây giờ mình gọi là trở về nè. Thì bây giờ mình chọi ra 600.000 lần trong 10 tiếng thì nó quay đây là 2.400.000 lần, là những cái xấu không thôi. Bây giờ thay gì mình tập trung cái tưởng mình bỏ những điều xấu ra khỏi cái đầu của mình, bây giờ mình tập trung những điều tốt lành nhất. Bây giờ mình nghĩ tới Phật không thôi. Cái đầu mình lúc nào cũng Phật, cái miệng lúc nào cũng nói Phật, hành động mình lúc nào cũng vì Phật sự, Phật đạo. Nói chung là tấm lòng con tim trí tuệ đều là nghĩ tưởng tới Phật một chữ duy nhất thôi. Thì trong 10 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ, thì 20 tiếng đi, 20 tiếng đồng hồ thì nó là 1.200 lần. Nghĩ thì 600.000 lần thì nó là 1.200.000 lần, đúng không? Thế 1.200.000 lần nó trở về 4 lần để nhân lên gọi là bao nhiêu? Thế phải là 4.800.000 lần, 40.800.000 lần. Ở 4.800.000 lần, kinh khủng như vậy. Tức là nó cấp như vậy. Thế nên mình nghĩ tưởng tới Phật, nói Phật, trên đầu có Phật, trong lòng có Phật, hai vai có Phật, đằng sau lưng có Phật, trước mặt mình là Phật, Phật, Phật. Nói chung là ngày nào mình cũng gặp các vị Phật, thì quả báo trở về mình là gì? Thì còn quả báo xấu không? Nó gọi là không còn nghiệp xấu nữa. Mình là ai chứ Phật đã biết rồi. Luật nó là thế mà. Hãy cái gì dục ra nó quay trở lại với chính bản thân mình. Cho nên mình phải biết rằng là mình là chủ nhân của thiện và ác, của tốt và xấu. Hả? Mình làm mình phải chịu trách nhiệm. Cho nên về đừng có rên khóc mắc công lắm. Thách nó về luôn một lần đi, chơi luôn một lần cho xong. Có nhiều đặt hết. Đặt một dáng một đi rồi về kia tính sao. Thấy chưa? Mình là chủ nhân của tốt và xấu, thiện và ác. Bây giờ mình biết mình đã tạo tác từ gì. Bây giờ muốn không bị những cái gì mình đã tạo tác trong quá khứ, ngay từ lúc này ngồi xuống tụng một thời kinh thiệt là an lành hạnh phúc đi. Tự nhiên việc làm của mình ngày hôm qua nó trở về nó nhẹ nhàng hơn một chút. Cho nên không ai có thể ngăn chặn được nghiệp lực mình đã từng tạo tác của ngày hôm qua. Nhưng chúng ta có thể làm thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống cho chân thật trong hiện tại nè. Sống thiệt là chân thật đi, thì tự nghiệp lực ngày mai nó sẽ hoàn toàn thay đổi, không giống ngày hôm qua nữa. Rõ không? Rõ chưa? Sống chân thật trong hiện tại thì tương lai sẽ hoàn hảo. Sống hết lòng đi thì tương lai sẽ trở về mình sẽ hoàn tất. Rõ chưa? Thay vì mình nghĩ tầm 7 tầm 3, nói tầm 7 tầm 3 là tầm 7 tầm 3, thì quả báo trở về là tầm 7 tầm 3 cộng tầm 7 tầm 3 rồi cộng tầm 7 tầm 3, nó ra một chung tầm 7 tầm 3. Nó gọi là đổ nợ. Rõ chưa? Bây giờ rõ phải không? Ngồi xuống tu đi, đừng có xin hoài. Ngồi xuống thấy tục kinh ấn tụng mà cứ thắp cái nhang không chịu cắm lên, mà nói cho nó đã gần đàn nhang mới cắm cái nhang lên, đã biết một triệu chuyện xin rồi. Đừng có xin nữa, làm. Ngồi xuống làm chứ đừng có xin xỏ nữa. Nếu mà xin rồi học, rồi tập, rồi sửa, rồi hành á, thì nó mới hết nghiệp được. Chứ mình là người tu chuyển nghiệp cho chính bản thân mình, chứ không ai giải nghiệp dùm được. Rõ không? Mình muốn đẹp không? Ai cũng muốn đẹp mà, phải không? Ai cũng muốn đẹp hết á, ai cũng muốn khỏe, ai muốn trẻ, muốn được như vậy phải không? Phải ngồi xuống công phu đi, vì có công mới có của được. Ha, mình có công phu mình mới có của quý, báo tâm linh của mình trở về với mình chứ. Đúng không? Mình ngồi xuống mình công phu miên mật đi, tự nhiên phước báo đến với mình, đó là của mình đó. Chứ vậy của ông thầy trung đạo. Chúng ta tự làm, tự nhận, chúng ta tự làm, tự hưởng, là tự lực cánh sinh đó. Mở tấm lòng ra. Khi chúng ta mở tấm lòng, mở trí tuệ con tim thật rộng lớn như vấn đề ba tánh chúng sanh, thì chúng ta sẽ nhận rất nhiều món quà trong vũ trụ từ chư Phật ban cho mình. Đó là luật. Các ngài nói, hãy mở tấm lòng và tâm trí con rộng lớn hơn đi, con sẽ nhận rất nhiều món quà trong vũ trụ. Hãy yêu thương anh em huynh đệ ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình đi, rồi con sẽ được thấy những gì trong cuộc đời con người ta mong ước cũng không được nữa đó. Yêu thương mọi người như chính bản thân mình rồi sẽ được quyền lợi từ đâu sẽ đến cho mình. Cái cụ báo tâm
tâm linh này không bao giờ ngừng nghỉ trở về cho chính mình, giúp đỡ huynh đệ yêu thương bát tánh chúng sanh bằng tình yêu thương chân thật và lòng khiêm nhường tuyệt đối, thì huynh đệ sẽ nhận rất rất nhiều món quà vũ trụ các ngài đem đến cho mình đó, mà thế gian nó gọi là tri kiến Phật. Của báu tâm linh mình đầy rẫy, các ngài ban cho mình trong âm thầm là do cái công phu tu tập, lòng yêu thương dành cho bát tánh chúng sanh, tính khiêm nhường mình biểu lộ trước mặt mọi người. Lúc đó mình mới được chư thiên chư Phật chư Bồ Tát dạy dỗ cho mình rất là kỹ lưỡng, không cần phải xin. Trong đạo chưa có hề xin gì cho bản thân mình hết, xin gì có đủ hết rồi, xin chi, đẹp trai là đủ. Nghe muốn nói chỉ cần khỏe, trẻ, vui vẻ, hạnh phúc là tất cả. Niết bàn cực lạc chính là ở tại cái cuộc sống hiện tại bây giờ, trong chỗ này, là trong cái nhà này luôn là niết bàn đó. Bởi đây thầy rất là vui, thầy không có gì phải lo, thầy không có gì phải phiền, thầy không có gì phải la hét giận hờn, không có gì. Trong ngay cái chỗ này là cực lạc nè. Ai mà vô đây rồi là chỉ có vui thôi, chứ không bao giờ biết buồn là gì. Đệ tử thầy mới nói, con gặp sư phụ này con chỉ có cười thôi, chứ nói gì được, nhìn ổng thì gớm, lấy gì nói. Gặp là vui rồi, gặp một người cảm thấy gì mọi sự nó vui vẻ là đủ rồi, rõ không? Vì đời sống cần sự vui vẻ hạnh phúc mà, còn gì khác. Tiền bạc không bao giờ mua được sức khỏe và hạnh phúc đâu. Sức khỏe lúc chỉ ngồi xuống công phu mới có thôi. Còn mình sống lăn lộn lăn xả trong cuộc sống hàng ngày của thế gian, mình rước không biết nhiêu rác rưởi của thế gian về, rồi để trong bụng người nè, nghĩ buồn, nghĩ tức, nghĩ giận, đâm ra bệnh. Tâm tư không an lành thì thân sẽ bệnh, rõ chưa? Nhỏ bán gạo nếu khỏe rồi đó. Mấy bữa nó gặp thầy nó mét đến khi mà nó rời khỏi cái cửa, vẫn quý đầu vô quyết tiếp vài câu mới chịu đi về nhà. Nó mét thì năn nỉ, thôi đủ rồi, đừng mét nữa, tao sợ cái quá. Nay hết mét rồi đó, cảm ơn con. Lỗ tay được nghỉ thời gian đỡ. Bà khỏe chưa? Bà khỏe. Cũng vậy đó hả? Trời đất ơi. Nổi lên hả? Thiệt chứ. Mới gặp thầy về, hôm sau lọt xong uống bụng bự lên, khỏi ăn cơm mấy bữa cũng đỡ. Xong để nằm xuống lấy cái cây tre cán lên cho bà ói ra. Chụp hình gì, uống nước rồi cho nước ói ra thôi, chứ chụp hình gì nữa. Lấy cây tre lăn vậy nè, ói ra. Nó dễ thế bà. Có gì đâu phải đi nhà thương đâu, để nằm đó mà nhảy cái bụng bạc mấy lần là hết à. Đi đến nhà thương uống nước nhiều, bây giờ bà tỉnh chưa? Dạ chúc mừng bà. Nhờ trẻ xuống nó uống nước xong nó dơ mới tỉnh đó, cái nước bị ô nhiễm á, uống vô nó rửa cái đầu luôn. Chúc mừng, bà sống sót cũng hay. Ma không à, ma. Bây giờ huynh đệ muốn đi coi ma không? Sư phụ chỉ cho đi nè. Thôi hả? Đi không? Bệnh viện là một, hang chùa là hai, chỗ nhậu nhẹt là ba, cờ bạc là bốn. Ma đã lắm, đủ loại. Đủ loại ma. Mà chết trong bệnh viện là không có về nhà được nha, nó giữ trong đó luôn. Không nhờ cái phao á, thành cái phao rồi. Cũng phước. Tôi còn tỉnh á. Ôi, bà còn tỉnh nha, ngủ nhưng mà còn tỉnh. Nhờ nước dơ mới tỉnh á. Hỏi nó lòi ra thấy không? Nếu không hỏi nó đâu nói, má nó bị uống nước chết đâu. Bà thấy tội lắm mà.
Nhưng nhờ bà tỉnh hơn thì hen, bà tỉnh táo hơn trước nhiều phải không? Nhờ đi bác sĩ mà nó đổ sạch đồ dơ trong ruột ra đó. Ừ. Cũng mừng cho bà. Nha. Tội em. Xin lỗi với thầy chọc bà thôi, bà còn sống là cũng mừng. Bà tỉnh táo hơn nhiều phải không? Vậy lần sau chờ bà bị gì đó, con kia bà đứng ngay bờ sông xô khoảng cái, chờ cái bụng bự lên cái khiên lên cái lan cái bà tỉnh thêm lần nữa. Làm cho bà tỉnh táo hơn. Bà không tỉnh. Đừng có làm thiệt nha. Cảm ơn con đã kể chuyện vui. Không sao, bà còn sống là vui rồi. Chỉ có cách duyên với chúng ta thôi. Với bà dễ thương lắm. Không biết lắm. Bà như thế nào bà quên nhiều lắm. Nhưng mà những cái cũ đó bà không quên. Nhớ. Thật ra huynh đệ lớn tuổi lắng nghe nè. Ai trên năm mấy tuổi giơ tay lên coi. Đây là cái lời quan trọng nhất. Quan trọng nhất huynh đệ phải nhớ nè. Giơ cao cao lên bác. Rồi. Đây. Nhất là đàn bà. Luôn luôn là hồi đó. Lớn tuổi bắt đầu chuyện hồi đó không à. Hồi đó phải không? Hồi đó đã đời cái 10 năm sau cái hồi xưa cái bắt đầu lớn tuổi nó bắt đầu hồi chuông ngon đi, có ba cái hồi nữa là xong rồi. Hồi đó, hồi xưa, xong hồi chuông. Cẩn thận đó, nếu mà không chịu sửa đổi ngay từ đó đi à. Khi nói chuyện hồi đó rồi ha, là nghiệp lực nó tràn lan không bao giờ mất được. Nó nằm trong cái a lại gia thức, lặp lại chuyện hồi đó không thôi là nó nằm trong đây nè. Khi chết rồi sẽ đi vào cái cảnh giới đó đó, cho mà biết mặt luôn á. Thì mình cứ lặp đi lặp lại một chữ mà, phải không? Ờ, tôi như vậy, tôi như cái câu chuyện là mình bại. Khi mình chết, cái ảnh nó vô trong cái thức của mình á. Khi mình cầm cái thức đó, cái cầm cái ảnh trong cái thức đó, đi ra, mình sẽ trở về cái cảnh giới mà mình mong muốn. Cho nên cái quan trọng nhất cái lúc mà cận tử nghiệp, cái thức cuối cùng sẽ cho mình về cảnh giới nào mà mình suy nghĩ. Thành ra huynh đệ phải nhớ là trong đầu mình chỉ có một chữ duy nhất thôi, Phật. Hoàn cảnh nào cũng vậy, Phật. Mình chỉ biết mình là Phật là đủ rồi. Thì khi mà mình rời khỏi cái xác thì cái thức của mình nó đi về cái cảnh giới mà mình muốn đó, lẹ lắm. Đâu cần phải niệm như anh của thầy là Công giáo là niệm Nam Mô A Di Đà Chúa, đâu có sao đâu. Anh thầy Công giáo mà Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Vậy mà ông đi cái đầu cũng đúng hỏi đó. Không ai tin thầy làm nữa, thầy làm. Thầy không có hộ niệm cho anh của thầy. Thầy chỉ nói trong lỗ tai ông thôi. Thầy biết rằng là gia đình thầy là Công giáo. Nếu thầy kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ chống đối. Nhưng mày nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nghe không? Nghe chưa? Gật đầu, ổng gật đầu. Đọc đi, Nam Mô A Di Đà Chúa. Cái đầu ổng lặp lại Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Năm ngày sau ổng kêu vợ ổng lại. Lúc thầy đang cúng Vĩnh Long á, nói, 5 ngày nữa tao chết. Thì đúng 5 ngày sau ổng chết đó. Chứ Nam Mô A Di Đà Chúa 5 ngày thôi. Đúng là hơn 10 ngày là Nam Mô A Di Đà Chúa ổng thôi á, là nhắm mắt lại là cái đầu nóng hổi đi theo Chúa rồi. Cái câu niệm á, mình muốn đổi chữ nào mình đổi. Chẳng hạn như người Trung Quốc, họ thành lập một tôn giáo gọi là Phật giáo Bắc Thừa, tức là của Trung Quốc, gọi là Bắc Tông á. Bắc Tông là của Trung Quốc. Nó bỏ Khổng giáo, Lão giáo vô, rồi nó lấy Phật giáo của Tây Tạng ráp đầu ráp đít thành Phật giáo Bắc Tông, là Phật giáo của Trung Quốc. Mình bắt chước theo người Trung Quốc, sau 1000 năm nô lệ giặc Tàu, mình có Phật giáo, mình học của Trung Quốc. Rồi tất cả những gì mình đang có hiện tại, mình mê cái này, mình cúng cái nọ, cũng là của người Trung Quốc để lại chúng ta. Đốt tiền vàng mã, cúng ông địa, rồi cúng ông táo, rồi cúng ông thần tài, nói chung tùm lum tà la, đều là của người Trung Quốc để lại cho dân tộc của mình. Một cái hố sâu mê tín dị đoan. Cho nên chúng ta bị theo truyền thống, theo phong tục tập quán mà mình vẫn lặp lại những cái mà mình coi là chuyện phải có. Thực sự trước quốc trật lất. Chẳng hạn như cái chuyện vậy nè, đệ tử của thầy là cứ tụng A Di Đà mỗi chiều tối với 3 chén cháo sau 49 ngày, thì Cửu Hiền Thất Tổ về sẽ báo huynh đệ biết là đi hay không đi. 100 ngày sau thì đi cũng phải đi. Nó tụng chung là mình tụng cái chiều nào A Di Đà riêng là Cửu Hiền Thất Tổ phải siêu. Đã siêu rồi đâu còn ở đây, có phải không? Đã siêu tức là không còn trong nhà, nhưng mà nhà mình vẫn để hình ảnh, vẫn để thờ phượng cúng. Mỗi năm cứ làm đám dỗ, đập đầu con này con nọ con kia, làm đám dỗ cúng ông bà. 30 Tết làm con gà mời ông bà vô nhà ăn, mùng 3 Tết đá ra cho lẹ thiệt lẹ mời đi đừng có ở. Tức là mình mời ông bà vô ở 30
đàn bà tống khứ ra khỏi nhà liền tức thì. Vậy mình có hiếu hay bất hiếu? Quá ư là bất hiếu. Một năm mời về có mấy ngày thôi, mùng ba làm cá trê, nướng cá lóc, cá trê gì đó không biết, rồi làm thêm con gà nữa, đi ra nhà lẹ lẹ lên đi, của Nguyên Tất Tổ đi ra, xếp hàng đi ra lẹ lên, ăn vậy đủ rồi. Vậy là có hiếu hay bất hiếu? Quá ư là bất hiếu luôn. Nhưng mà vẫn làm nha, vẫn làm chưa kể nữa, còn trở thành những kẻ thủ phạm, nhốt vong linh, hương linh, âm linh của Nguyên Tất Tổ hết năm này sang năm nọ không cho siêu, bởi vì năm nào cũng kêu về ăn cúng dỗ. Chúng ta trở thành những người tù, nhốt ông bà mình lại không cho đi, để hình ảnh nó kêu hoài, làm sao người ta siêu? Rõ không? Mình kêu tối ngày sao tôi siêu được? Hãy thắp tin nhang lên, bà má về ăn cơm. Trong khi ông đang đứng chờ sẵn, không ăn được đâu. Nhốt trong nhà năm này sang năm nọ, tới chừng mà đầy nhà quá rồi không biết làm gì hết trơn, bắt đầu ông quậy cho bệnh tật, con cái không ngóc đầu nổi, làm cái gì cũng xuôi, làm gì cũng thất bại. Lúc đó mới lật đật đi kiếm thầy cúng. Về nhà cúng, ông cúng nhà xong xuôi rồi, con cái không chịu làm cho nên làm gì cúng mà đi. Ông thầy tới nhà cũng chắc gì của Nguyên Tất Tổ siêu đâu, người con trong nhà làm mới siêu được chứ. Cho nên ngồi xuống tụng thời kinh buổi chiều đi, không những cho mình, cho ông bà quá giảng được siêu sanh tịnh độ, đó là đại phước, tạo âm đức trong cuộc sống, chuyển nghiệp, chuyển hoàn cảnh sống của mình. Chúng ta đau khổ bệnh tật, xui xẻo, đủ thứ chuyện xui trong nhà, con cái không ngóc đầu được, là bởi vì của Nguyên Tất Tổ trong nhà của mình chưa có siêu. Đó là nguyên nhân lớn nhất mà chúng ta bị, mà chúng ta không có ý thức được. Cho nên đối với thầy, các đệ tử của thầy đều phải tụng cái bài kinh ở buổi chiều là tụng A Di Đà Đại Bi, để giúp cho của Nguyên Tất Tổ được siêu sanh tịnh độ, sau đó thì con cái mới hưng thịnh được. Đó là chìa khóa của người cư sĩ tại gia, phải tu đầu tiên giúp cho Nguyên Tất Tổ siêu sanh, là mình tu chuyển nghiệp không những cho mình, cho ông bà đã quá vãng, rồi giúp đỡ ông bà cũng hiện thiền được mạnh khỏe, thân khỏe tâm an. Trên mình là một, là cái cột trụ chính trong gia đình. Nếu biết tu, một người trong gia đình biết tu mà nhất nhân chứng đắc củ hiền thăng, một người trong nhà biết tu thì củ hiền có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Cho nên mình ngồi xuống mình tu cái thiệt an lành đi, thì mình giúp đỡ của Nguyên Tất Tổ mình rất là vi diệu. Các ngài sẽ được siêu thì các ngài sẽ giúp đỡ con cái tới nơi tới chốn, cho nên gọi là âm siêu dương mới thế, là vậy đó. Vì hiểu tại sao mình phải ngồi xuống tụng kinh chưa? Không những cho mình là kẻ linh, anh em trong nhà là sinh, còn giúp đỡ của Nguyên Tất Tổ ông bà nội ngoại hai bên chưa siêu gọi là linh, độ sinh rồi độ linh luôn là vậy đó. Độ âm lẫn dương, cho nên âm siêu dương mới thế, âm không siêu dương không thảnh thơi. Cho nên người tu mà tu chân chính sẽ chuyển nghiệp, chuyển hoàn cảnh sống, thay đổi cái nghiệp lực, giải trừ quan gia trái chủ, giải trừ bệnh tật, giải trừ tất cả những điều không tốt lành đến trong căn nhà của mình. Cho nên mình là chủ nhân của người sáng tạo ra nghiệp xấu hay tốt, thiện hay ác. Cho nên huynh đệ phải hiểu rằng là tất cả những cái xấu, những cái tốt, những cái thiện ác đều đến từ nơi mình, họ có quyền trở lại cái người mà tạo tác ra nó. Nó gọi là quả báo nhãn tiền. Nam Mô Di Đà Phật. Vậy hiểu không? Hiểu chưa? Bây giờ gặp thầy có nhăn nhó than thở nữa không? Còn sao hết được? Thì có chỗ vui nhất để được đổ mà, ông lúc nào cũng rộng lượng hết đó. Bây giờ quý đệ hiểu thế nào tu chuyển nghiệp chưa? Tu đi giải trừ bệnh tật, tôi đi giải trừ oan gia trái chủ, những câu chuyện xui xẻo của mình, những điều mà gọi là bất như ý đến với mình, những điều không tốt lành đến với mình, rồi làm cho mình đủ chuyện xui xảy ra, nó gọi là oan gia trái chủ. Những điều làm cho mình khó chịu, lúc nào cũng bực mình, lúc nào cũng cằn nhằn cử nhử, nó chính là oan gia trái chủ của mình. Cho nên mình tụng kinh để giải trừ oan gia trái chủ, mình sẽ không còn bị phiền não, bệnh tật. Mình càng tụng nhiều chừng nào, đời mình nó càng an lạc hạnh phúc nhiều chừng đó, thì mình chính là chủ nhân. Mình phải tự giải nghiệp cho chính mình, mình phải tự giúp đỡ mình sống trong an lạc hạnh phúc mỗi ngày. Cho nên mình phải biết, mình làm, mình hưởng, mình tu cho chính mình. Chứ ông trung đạo không có hề hưởng gì trong đó huynh đệ đâu. Đừng có làm biến, rồi tu còn chưa kể còn đếm nữa. Niệm Phật phải đếm cho đủ 108, 109 sợ mất linh, kẹo tới bậc của nội, sinh thì sinh hoài cũng hết. Chẳng mình niệm Phật thấy không? Niệm 108 là ngưng nha. Còn niệm 109 mất linh. Thế làm có 109 thì đâu có được làm 108 mà. Cho nên bị cái bệnh đó,
hả, niệm cho đúng 108 thôi, 107 cũng không được, 109 thì dư quá cũng không linh được. Còn sinh thì sinh tràn gian đại hải, sinh hoài cũng giờ hết. Nhưng mà ổng ngồi trên ống chờ coi, cho hột nữa đi, không là không nha. Hột nữa đi, không, hết linh sao? Cho hột nữa đi, không. Vậy chứ mày sinh hoài tao có nói gì đâu, phải không? Còn một hột không cho nha, không có linh sao? Ông kia ông ngồi tụng kinh, ông tụng kinh, ông vừa gõ vô mỏ xong, thằng người kia đứng kêu chú ba, chú ba, chú ba gõ cửa hoài à. Ông ráng ông nhịn, ông tiếp tục tụng làm lơ đi mà nó gọi hoài chịu hết nổi rồi, giục cái dù xuống chạy ra cửa. Mày làm gì kêu hoài, mày sẽ tụng kinh hả? Con mới kêu chú có một lần, ngày nào chú cũng kêu, ông đâu có la đâu, phải không? Mình ta kêu có một lần nổi điên lên, còn mình ngày nào cũng kêu, không có giận đâu. Hồi xưa thầy tụng kinh thầy không có hiểu, thầy tụng ghê lắm, nhưng mà thầy tụng mà thầy không chịu học, thầy tụng mà không chịu tập, thầy tụng mà không chịu hành, tức là mình tụng như con vẹt vậy đó. Thôi thôi, thật ra cái chuyện mà chuyển nghiệp nó rất là khó, rất là chậm. Thì cái ông thầy mà ông dạy tử vi cho thầy đó, ông nói tao nói thiệt với mày nha, mày tụng như vậy không có kết quả đâu. Mày tưởng tượng đi nha, tao viết cái bài này đúng không, nhưng mà tao đưa cho mày cái sáng ra 3 giờ sáng mày gõ cho mình kêu tao dậy nghe mà đọc cái bài của tao, mày nghĩ tao ngán không? Ngán thấy bà cô luôn, phải không? Sáng ra 3 giờ dậy nghe nè, tao tao ngủ chút đi, mày đọc như vẽ cái mày không chịu học. Tao kêu mày học mà tao kêu mày đọc đâu. Vậy nè, nữa mày nữa hả? Ngày nào cũng phải nghe 3 giờ sáng, cũng nghe muốn chết luôn. Nhưng mà sửa thì không vừa sửa, đọc thì đọc hoài, còn xin nữa chứ. Cho nên chúng ta đọc như con vẹt là chúng ta phí thời gian. Rồi mà cái đọc cái bài cái ông viết cho mình, ông để cho mình học, mình sửa, mình trau dồi đức hạnh, mình bỏ những cái hư xấu mình để thành những người tốt. Là này không, đọc như con vẹt, cái đó đọc xong rồi phủ đích đứng dậy cái rột đi xong, ra kia chứng nào tật đó. Tới ngày mai mình gọi nữa, ông nói, nó nữa kìa. Không lẽ ông bỏ ông đi, kỳ quá, ông để nó sao đi được, phải không? Ngày nào, dậy đi nghe tôi đọc bài của ông nè, để tao yên chút được không mày? Hiểu ý thầy không? Nếu mà thầy là ông, thầy nói liền luôn á, làm ơn đi đi, đừng đọc tôi nghe ớn. Đâu có ông sửa ông vậy à. Chúng ta tu, sửa, tu chỉnh, tu bộ. Ngồi xuống tụng thì kinh thiệt an lành hạnh phúc. Hôm nay có cái gì không, coi lại coi hôm nay thằng tôi mình lớn hay ông Phật mình lớn. À, thằng tôi mình nó dậy nhà nó bắt đầu tụng kinh, đập đầu nó đi, đập cho nó chết cho rồi ông Phật mình có cơ hội sống. Trong này có Phật và tôi mà, đúng không? À, sống với cái tâm phàm phu tục tử, bản ngã thấp hèn là sống với cái tôi của thế gian mình. Còn mình sống với cái tâm chân như của chư Phật là mình sống với ông Phật của mình. Cho nên trong này có hai người ở, một thằng thì thế gian, một người thì là thiên liêng. Nên chúng ta chấp nhận thế gian pháp là sống với cái tâm phàm phu tục tử, vô tri vô giác, bản nhẹ thấp hèn. Bây giờ mình nếu sống chung với thằng này là chấp nhận cửa địa ngục mở chờ mình. Mình sống với cái tâm như của chư Phật là chấp nhận cửa niết bàn, quý đệ tự chọn nha, chút may mắn. Niết bàn hay địa ngục là tự mình nha. Sống với tâm phàm phu tục tử, thấp hèn ngã mạn, tự cao tự đại, coi thường bá tánh chúng sanh, dữ dằn với mọi người là biết cửa địa ngục đang chờ mình rồi. Còn mình sống với tâm như chư Phật, vui vẻ hiền lành, kính trọng khiêm nhường, từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng, tha thứ giúp đỡ tương trợ, đó là cửa niết bàn chờ huynh đệ đó. Huynh đệ tự chọn đi, tự chọn đi, quyết định chưa? Chưa luôn hả? Chúc mừng. Chưa cũng nhưng mà chấp nhận cũng chấp mừng, chúc mừng. Giờ thời gian còn lại này được hỏi những câu gì lứng như thế mà tu tập nha. Tuyệt đối không được kể lể chuyện đời cô lụ à, nói rồi đó. Nha, nhớ nha. Không được kể chuyện đời cô nương. Hai người cầm hai cái để coi. Vậy là vào bên đây hỏi đi. Nhưng mà mấy người mà hơi lớn tuổi hỏi nhiều vô.
Là Phật được cô. Khi con tụng kinh mà ông Phật nói không được á, kêu thầy lại nha. Hay lì lắm, có yên tâm. Giọng chưa? Chúc cô học đạo tinh tấn, có lời lạc cho bá tánh, rồi vui vẻ nhiều vô ở Di Đà Phật. Dạ Di Đà Phật, cảm ơn cô đã nghe. Cảm ơn cô đã chia sẻ, chúc cô may mắn nha, học đạo tinh tấn nha. Như là Phật cũng hy vọng là cô không thất vọng. Hỏi đi con, không có được kể nha, hỏi thôi à. Ngồi lên. Cầu nguyện nói chuyện với Phật được rồi nha, rồi tự mình quyết định đi. Chứ là Phật, cái cục đất đó đâu có gì đâu, đa số là cục đất cục đá không à, thì mình để đó để cho mình có cái niềm tin nó mạnh hơn thôi. Còn nếu mà tu không có gì nó kỳ lắm, có cục cục gì để cho mạnh hơn được. Nó kỳ lắm, để đại hiểu không? Thì về để đâu để đi. Huynh đệ, thầy khuyên huynh đệ không được lại ông địa thần tài nha. Tuyệt đối không lại nha. Huynh đệ mà, cái nhà này là nhà của Phật. Chúng ta còn có căn nhà, còn nghĩa là ông Phật còn sống. Ông Phật sống nha. Mình sống, ông sống. À, mình ngủm ông đi. Nhưng mà ông vẫn sống. Mình thì bỏ nhà rồi. Cái nhà mình bỏ mạng rồi. Ông sẽ rời khỏi căn nhà này, ông lấy căn nhà mới khác. Ông này là đi hết căn nhà tới căn nhà khác. Đến khi nào mà cái nhà này biết ngồi xuống tu luyện á, thì ông mới có cơ hội tiến hóa trở về với Như Lai, với chư Phật Tổ. Cho nên chúng ta phải nương vào căn nhà này là một phương tiện lớn nhất cho chính bản thân mình. Điều kiện lớn nhất được tu học là tại đây. Còn nếu căn nhà này mà gãy đổ nửa chừng á, thì tu học mình là hoàn toàn nửa chừng hết, không tiến hóa được. Rõ chưa? Biết chăm sóc căn nhà này cho đàng hoàng vô, thì trở thành một phương tiện rộng lớn hơn, nhiều cơ hội học đạo hơn. Cho nên chính vì mình có căn nhà này là nhà của Phật, cho nên khi mà mình quỳ mình lại ông thổ địa là ông nhảy cái tót cái chỗ khác, không bao giờ là đứng gần ở đó. Huynh đệ mà lại thầy trung đạo phải cúi đầu chào lại chứ không đứng thẳng, không dám đứng thẳng, bởi vì Phật sống lại. Phật sống lại một người không ra cái ôn gì mà đứng thẳng ha, là cái mạng này không có chỗ đi rồi. Rõ chưa? Có để thầy không, thầy lại Phật xong thầy cúi đầu huynh đệ không? Thì huynh đệ là Phật sẽ thành mà, phải không? Huynh đệ là Phật sẽ thành, ngài nói như vậy mà, nó phải trung đạo rồi lặp lại thôi. Tôi là Phật đã thành, huynh đệ là Phật sẽ thành. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, thâm danh đoạt lợi lầm than bao đời. Thấy chưa? Bởi vì mình tham danh tham lợi cho nên mình không biết ông Phật đang ở trong nhà này. Muốn thân khẩu ý thảnh tơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ mà lòng chẳng nhốm nhiễm dơ bụi trần, dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vần trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người ta, trời là một dạo chơi niết bàn.
Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy thiên đàng địa ngục ở trần gian mà, phải không? Y Đà Phật. Hỏi đi. Công an bắt chồng chưa? Bắt chưa? Cũng vậy hả? Thả ra rồi hả? Cô này ở Gia Lai mới vô á. Vô
đúng giờ cúng luôn. Con tụng Lăng Nghiêm con có nói rồi phải không? Thì giác đều đọc luôn, đại bi đọc luôn, đâu cần phải nói nữa. Dạ. Thì sư phụ đọc lẹ cũng đâu có đọc là thí dụ mình đọc tới chỗ mà ứng thú na mà tỏa đúng không, mình là con trong đạo chí tâm sám hối cho niệm ứng thú na chí tâm sám hối cho nên nghiệp tỏa hết, thế là mấy biến đầu mình đụng rồi. Thí dụ mình tụng năm đệ đi ha, thì bốn đệ đầu đều có mà thì đệ thứ nhất đệ thứ ba đó là một lần mà thôi, đệ thứ hai đệ thứ tư là hai lần mà thì mà ứng thú na mà tỏa thì mình thấy gì bốn lần đầu tiên mình tụng Lăng Nghiêm á, thì tụng bốn đề đó mình nói là con chỉ tâm sám hối tâm nghiệp đúng không, thì sau khi qua cái biến thứ nhất á thì biến thứ hai mình đọc mà tỏa luôn, tức là mình đọc cũng sám hối, mình đọc là con chỉ tâm sám hối cho tâm nghiệp tỏa, không có đọc hết ra, hiểu chưa? Tâm nghiệp có đủ rồi, ý nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp, thì những gì đã nói đã làm đã nghĩ không được tốt lành trong sạch tiên kiếp trong quá khứ trong hiện tại trong tiền kiếp trong hiện kiếp, chỉ tâm sám hối cho tâm nghiệp tỏa là mình đọc một lần đầu thôi, cũng như lần sau mình đọc là mà tỏa, mình đọc cái mà đâu con chỉ tâm sám hối cho tâm nghiệp tỏa. Rồi qua cái thời đệ nhị là mình hồi mình thấy nó là vậy đó, mình đọc xong cũng là tỏa hết chưa, hiểu chưa? Như là Phật được, dạ như là Phật con, dạ chúc con may mắn nha, dạ. Để tụng kinh á, tụng đại bi muốn cho hết nghiệp á là mình tụng bằng cái lòng của mình, chỉ cái chữ đại bi mà dù nhắc lại nha, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn của Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mình tụng đại bi mà hỏi lại coi mình có biết biểu lộ cái tánh đại bi trong lúc tụng hay không mới là quan trọng. Khi mà mình tụng cái bài đại bi đó với cái tâm đại bi của mình á, thì cái tâm này với cái bài đại bi nó hòa nhập một, vừa gọi là nhập pháp, nhập pháp nha. Nhưng mà mình sống nhiều năm để mình biểu lộ cái tánh đại bi cho ba tánh chúng sanh, khi mình tụng bài đại bi mà hạnh phúc tột đỉnh luôn á, lúc mà là đắc pháp. Tụng kinh phải nhập pháp và đắc pháp chứ không phải là tụng tụng là tụng. Thế là khi mình tụng biểu lộ cái tâm từ bi trong cái tụng, rồi sống trong đại bi biểu lộ tâm từ bi cho ba tánh chúng sanh, thì lúc mình biểu lộ tâm từ bi trong tụng mà mình được an lạc hạnh phúc tuyệt đối trong lúc tụng, đó gọi là nhập pháp. Khi ra đường sống làm việc yêu thương ba tánh chúng sanh như chính bản thân mình mà không điều kiện, thì tự nhiên mình sống vài năm sau mình sẽ được đắc pháp, đắc cái pháp đại bi mà mình tu đó, bởi mình sống trong cái lòng đại bi đúng cái nghĩa đại bi tâm tà ra nè, hiểu không? Mới đắc được pháp chứ, đắc pháp chuyện đắc đạo đắc quả từ từ tính, không cần phải tính gì nó, cái sống hết lòng đi cái chuyện kia của chư Phật, rõ chưa? Nên tụng đại bi là phải bằng cái tấm lòng đại bi chứ, đại này tụng đại bi mà tiểu bi còn chưa có rồi đi đâu, phải không? Đúng chưa? Thế nên mình tụng hết lòng. Tụng vậy nó mới đã chứ, tụng liên tục liên tục liên tục không ngừng á, vậy á cái năng lực nó dạng vậy nó mạnh lắm, tại mình càng tụng càng khỏe là lý do đó đó. Hen bây giờ Phật tụng rồi, có nhiều đứa tụng lẹo lưỡi luôn, tụng ra chữ đó. Nó tụng hồi toàn là âm thanh không chứ không có chữ nào. tụng bản thân mà tụng hồi là tốc độ nó tăng đến độ mà thành một cái chuỗi âm thanh chứ không có chữ nữa. Chẳng tụng bản thân đi. Đọc vậy đó thì người ta mới đi kịp, đi hàng đi hết hàng ngày tới hàng nào đi hết hàng tới nào, mình mới gọi là tạo âm đức chứ. Vong linh hương linh đi càng nhiều thì âm đức mình càng cao dày, âm đức càng cao dày chừng nào thì đạo hạnh càng lớn, đạo hạnh càng lớn thì phước báo càng dày, phú báo càng dày trí tuệ càng sáng, trí tuệ càng sáng nghiệp lực càng mỏng. Huynh đệ muốn cái gì nói đi,
nghiệp lực mỏng hay dày, tụng cho nhiều vô, có vậy thôi. Muốn cái gì, muốn có công phải có của, muốn có của phải có công chứ. Ngồi xuống tu cho hết lòng đi, tự động mình sẽ có những gì mình mong cầu. Khi con tụng đại bi, con niệm danh hiệu của cha ta, những gì mong cầu con đều được như ý. Nếu những gì mong cầu của con không được như ý, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đó là nguyện của mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Nên chúng ta cứ làm hết lòng đi, rồi Ngài sẽ thực hiện lời nguyện của Ngài. Rõ chưa? Đừng có nói tại sao là mình cầu hoài không được, bởi vì mình không làm tròn bổn phận của người tụng kinh làm sao được. Thấy chưa? Mình không chịu làm tròn bổn phận mình đòi ý chuyện chưa tới, mình không đủ lực để được. Cho nên làm hết lòng đi, chuyện còn lại là lời nguyện của Ngài sẽ được thực hiện như ý. Nếu những lời ước nguyện con không thành tựu, thì ta không thành chánh đẳng chánh giác. Nếu Ngài dám nguyện, mình dám tụng. Tụng hết lòng đi, Ngài phải thực hiện thôi. Đúng chưa? Có qua có lại chứ, mới thoại lòng nhau được. Đằng này không chịu tụng mà xin không. Gặp cái mặt là xin. Thôi Ngài. Dự ý chưa? Hỏi tiếp đi. Di Đà Phật thưa cô. Tùy cô thôi, cho lấy. Đốt đi. Kinh Đông Kiến luôn hả? Không biết. Thế sao bây giờ? Đâu cuốn lại được đâu. Vậy được rồi, hai mắt được rồi. Muốn gì nữa? Hai mắt được rồi. Vậy là Phật. Tùy ý cô. Nha. Muốn đổi đổi bình thường mà. À, đẹp một chút xíu mình chiêm ngưỡng nhiều hơn rồi dính vô đó thì khỏi. Nó là phương tiện để tu thôi nha, phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là giải thoát, còn phương tiện này giúp cho mình phát triển cái lòng kính trọng, yêu thương, rộng lượng, khiêm nhường. Còn nếu mà mình không lấy cái đó làm phương tiện mà trở thành cứu cánh luôn, là chúng ta phải dính vào pháp, đi học pháp để hành đạo, chứ phải học pháp rồi bị pháp hành. Hiểu chưa? Nó có hai đường đi: một, học pháp để được hành đạo cho bá tánh chúng sanh; hai, học pháp hành nghề đi cúng năm mà. Hen, tùy vấn đề chọn đi. Chúc may mắn nha cô. Ấy là Phật, cứ nói đi con. Loan hôm nay đem qua nhiều rồi. Đã ha, cái nhẹ liền ha, đổ rác vô đây. Cảm ơn mình đã đổ vô nhà này. Cảm ơn Huynh đã chia sẻ. Thực sự khi nhìn thấy, khi gương mà phun nước vô mặt Huynh là biết rất là nhiều, nhiều vô cùng. Không có ai để ý không ha? Gần bên con thấy mà phải không? Thì sao thấy không? Dạ, rất là đông. Cho nên sư phụ để chuông vô đầu, vô mặt anh á, búng xong sư phụ phun nước vô mặt ông. Thì mà ngộ lắm, vong linh hương linh mà bu mình đông á, mình phun nước vô mặt họ tan không tụ lại được. Họ tan liền, rất là lẹ. Cho nên người nào mà bị ma nhập đi, họ vừa nhập vô, thay đổi phải không? Là mình ngậm nước nè, phun cái phèo vô mặt là bật ngửa liền. Họ bật ngửa liền tức thì luôn, tức là không có vô được nữa. Còn mà giả đó, mình phun nước vô, họ tiếp tục vô là giả, mà không có thiệt. Đệ tử thầy có nhiều đứa cũng vậy, như Loa nó cũng xài thử rồi. Cô Yến cũng ngậm vô miệng, không dám phun, sợ nó còn nguyên. Thì sư phụ làm rất là nhiều lần, phun là người ta ngã ngửa liền hoặc người ta sụm xuống luôn, tức là nó lẹ vô cùng. Thì đệ tử thầy nó hỏi câu là: ủa sao mỗi lần sư phụ phun là người ta té xuống vậy? Rồi tao biết là hôm nay có trị vong, cho nên mấy ngày trước tao không có xúc miệng. Chịu sao nổi chứ, mình cũng muốn chết để làm chi ma.
đừng xuất viện 5 ngày phun là ai cũng chết hết. Trình được nói mình cũng muốn chết đây nè, đừng bắt chước nha. Hỏi tiếp. Cảm ơn huynh đệ nhiều, chúc huynh đệ khỏe nha. Hay như là Phật làm việc lợi lạc cho ba tánh chúng sanh. Hay như là Phật thưa cô. Đốt đi, lấy kinh mới. Có niệm Phật thôi, đốt hóa nó đi thôi, bình thường. Bình thường, đổ vô bụng mình á. Đổ đâu bây giờ? Pha nước uống. Đổ gốc cây, đổ vô bụi cây nè. Trời, chứ gì chú đổ. Nếu mà nhà này chính xác, nhiều gốc cây lắm, đổ tài thoại. Bình thường cũng bố thí, thí thực mà, nó pháp thí luôn mà đâu có gì đâu. Tôi nói là dùng tiền bố thí độ sinh kèm theo pháp thí tâm linh sáng ngời. Mình cúng là một cái lễ vật nhỏ thôi, nhưng mà trong đó mình tụng thời kinh á, thì cái lợi lạc nó nhiều hơn là cái vật thí đó. Pháp thí quan trọng lắm, kèm theo cái tâm từ bi của mình trong đó nữa thì lợi lạc vô cùng tận. Thì tất cả chúng ta đau khổ bệnh tật là từ tối, nếu mình biết ngồi xuống tụng kinh đó mình đi ra sáng. Khi mà khỏe rồi đừng bao giờ quay trở lại bệnh tật, mình sẽ từ sáng vào tối là con đường mình sẽ bị bế tắc. Mà đã bỏ cuộc rồi là khó quay trở lại lắm. Mà đi được rồi nên đi luôn, rõ chưa? Tức là mình đã đi được rồi có trớn đi luôn, tiếp tục hoài không ngừng nghỉ. Còn nếu mình bỏ cuộc nữa chừng mà quay lại nó cực ghê lắm. Cách đây 20 mấy năm người đệ tử Mỹ thầy nó hỏi thầy, ông tu là sao vậy? Nói tu là ông đạp chiếc xe đạp á, đi lên dốc thiệt là cao mà không ngừng nghỉ. Nếu ông ngừng đạp sẽ tụ tới tận cùng của cái núi đó ra, rồi ông đạp lên rất là khổ. Thì cứ đỡ đạp và đạp luôn đi, đạp cho tới nơi tới chốn. Thật ra người tu là không ngừng nghỉ, ngựa chạy đường dài, trong cuối đời mới biết người đó tới không tới, rõ chưa? Vậy hôm nay mình thấy vậy đừng mở miệng, đừng có mở miệng phê bình chỉ trích, chưa chắc đâu. Hôm nay nó vậy, mai mốt lên bàn thờ ngồi mình lại thấy bà chưa chắc, phải không? Dạ bữa bữa lên bàn thờ sao? Mình ngồi mình lại chết luôn á. Rõ không? Chứ chúng ta thấy vấn đề đi tu là đường dài, chứ không phải một ngày một bữa rồi mình phê phán được. Tuyệt đối không được phê phán, chỉ trích, phê bình anh em của mình. Bởi khi mình phê phán, phê bình, chỉ trích anh em mình là mình đang phê phán, phê bình, chỉ trích chính bản thân mình. Bởi vì chúng ta đều là con của Như Lai, của cha mẹ của mình. Cho nên tuyệt đối, bây giờ hôm nay nó vậy á, đừng nói lời nào hết á. Ngày mai nó thay đổi rồi. Bây giờ mai nó không đổi, mốt thay đổi. Cả cuộc đời mà đâu phải một ngày một bữa đâu. Cho nên cuối đường mình mới thấy con đường người ta đi tốt hay không tốt, trúng hay không trúng. Lúc đó chư Phật và lực nhân quả sẽ xử họ. Còn chúng ta không được mở miệng, rõ chưa? Để khỏi tạo ác khẩu. Vì cái ác khẩu này nó làm cho mình mất hết cái lòng. Cái miệng này nó làm cho mình mất tất cả các lòng. Ăn bậy nói bậy là lọc mình sẽ dần dần tiêu dần. Mà cái lọc nó mất rồi là cái phước nó mất theo. Cái phước mất theo thì quả đổ vô. Lúc đó mình chỉ có ôm cái bệnh tật đau khổ mà nằm chờ chết mà thôi. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật.
trên mình tập mình tụng Bát Nhã, mình tụng Yết Đế chân nhiều vô để mình giải trừ cái tâm cố chấp bướng bỉnh ngoan cố cứng đầu cứng cổ của mình, để giải trừ những cái mê lầm, mê chấp, mê muội, mê tín, mê si của mình. Trên vấn đề tụng Bát Nhã là tập cái tánh buông bỏ, tấm cái tánh không. Trong Bát Nhã để rõ ràng không, sắc bất dị không, sắc không khác gì không, không bất dị sắc không khác gì là có, sắc tức thì không, có tức là không, không tức thì sắc, không tức là có. Tức là cho mình cái tánh là cái gì cũng được, cái gì cũng ok, đúng không? Còn nếu mà mình chấp quá một bên á, thì mình mang cái bệnh cố chấp, tật đố, sanh bệnh tật. Mà cái người mà cố chấp quá độ á, xuống dưới á, 20 năm sau cũng chưa cho được cho ăn cái gì luôn, nhịn đói, không cho ăn. Ở bên Mỹ đó, ba nó chết 20 năm rồi, về kêu hoài không được ăn, nhờ con đi kêu người ta làm phước giùm. Không chăng cái tội cố chấp, bướng bỉnh ngoan cố. Ngoan cố là tạo tội, bướng bỉnh là tạo tội, cố chấp là tạo tội. Thí dụ mình cố chấp bướng bỉnh quá độ á, thí dụ cái chuyện này mình chỉ cần ừ một cái thôi thì cả gia tộc đều phải vui vẻ rồi, mọi người hạnh phúc rồi, phải không? Đằng này vì mình là chủ chốt của gia tộc mà, mình coi như cái chuyện mà ừ của mình là mất mặt, mất sĩ diện. Thì nó không ừ, nhiều người đau khổ vô cùng khi mà mình rớt xuống dưới đó ăn, đã lụm mình những cái tội đó, làm nhiều người đau khổ. Quýnh đệ mình đừng có tưởng rằng là hiện tiền chúng cũng còn trẻ để chúng ta sống nha, mình làm những người xung quanh đau khổ mình làm mình hay á, coi chừng không có đâu. Nếu mình sống ích kỷ làm những người xung quanh đau khổ quá thì mình tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp ác cho chính bản thân mình trong cuộc sống hiện tiền này. Và những người xung quanh mình càng đau khổ nhiều chừng nào á, thì cái tội mình càng lớn chừng đó, xuống dưới sửa hoài không bao giờ hết đâu đó. Đừng có tưởng bở. Năm ba đứa xuống lại ăn hiếp một đứa đi, mấy đứa đó là có tên dưới địa ngục hết rồi, còn đứa kia chưa có. Đừng có ý đông hiếp yếu, hiểu không? Đừng có tưởng mình cái đầu này khôn người ta rồi hại với người khác, rồi bắt người ta làm theo ý mình muốn, thì mình thông minh mà, mình gài đổ người ta, coi chừng nó tính vô sổ hết rồi. Sổ nó tính kỹ lắm, trong này nè, vừa hở chút xíu nó ghi vô, hôm nay nó nghĩ vậy nè, cái miệng nó nói vậy đó, cái nó làm vậy đó là, nó ghi từng chút một chút một vô á, rồi bắt đầu nó tính sổ với mình khi cuối đời. Cái ông ở trong nhà mình á, ổng kinh lắm đó, ổng vừa là tổ phó an ninh, tổ dân phố cũng ổng luôn. Một chút xíu là ghi vô sổ, một chút xíu là ghi vô sổ, nó gọi là lương tâm á. Nhưng mà cái người nào còn biết mắc cỡ hổ thẹn còn có nghĩa là còn có lương tâm, còn mà không biết mắc cỡ hổ thẹn nữa rồi là lương tâm không còn, tức là Phật tánh đã chết. Vì lương tâm chính là Phật tánh. Người thế gian gọi là lương tâm á, nhưng mà trong sách vở gọi là Phật tánh. Mà Phật tánh chết rồi thì cái mặt nó dày lắm, không biết mắc cỡ. Cái gì cũng biết, cái trừ mắc cỡ hổ thẹn không biết thôi. Tu càng ngày cái mặt càng dày. Xóa đi nha. Mà thiệt là như vậy. Cái người chúng ta còn biết hổ thẹn với việc làm của mình không tốt lành cho ba tánh chúng sanh là mình còn có lương tâm. Một ngày nào đó mà mình trơ trơ việc làm mà mình làm bậy, những người chúng mình đau khổ mình coi như chuyện bình thường là mình đã chết rồi. Cái tâm linh mình hoàn toàn không có lối thoát. Cho nên mình làm cách gì cũng tạo nghiệp, chứ bởi vì mình coi tạo nghiệp là chuyện bình thường. Mình coi tạo nghiệp chuyện bình thường rồi chứng tỏ là mình quá vô minh. Vì quá vô minh cho nên cái sự hổ thẹn không còn tồn tại với mình nữa, hiểu không? Cho nên cuộc đời mình càng lúc càng đen càng đen. Hiện tại giờ có tiền thiệt đó, nhưng mà khi nằm xuống rồi chết chưa chắc có tiền chôn mà. Chưa chắc có cái chiếu để quấn nữa đó. Tùy luật nhân quả rõ ràng lắm, nó sẽ tính cộng trừ nhân chia trước khi mình ra khỏi cái nhà này ha. Nó cộng trừ nhân chia xong tiền lời xong thôi, cũng có tiền vốn kìa. Khi mà vừa bước ra khỏi cái xác này là nó chụp đầu, nó đem xuống dưới, nó tính bắt đầu tiền lời, cộng thêm tiền vốn nữa đời. Một ngày là bao nhiêu tiền lời? 1/4. 1/4. Hả, mình tạo 1 triệu tội thì nó bao nhiêu? 4 triệu. Cộng thêm tiền vốn là 5 triệu. Mà 1 phút mình nghĩ bậy 1000 lần, 1 tiếng nghĩ bậy 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần, quả báo về 4 lần là 2.400.000 lần, mới có 10 tiếng thôi. Thấy ghê chưa? Nếu mình để hiểu giống như trung đạo là đâu có dám vớ vẩn. Thật ra chúng ta muốn giải quyết nghiệp lực là mình phải tự bản thân mình ngồi xuống tụng cho mình một thời kinh thiệt là đã. Tụng hết lòng, làm cái gì cũng hết lòng, trong Phật sự là làm hết lòng. Chuyện còn lại lấy luật nhân quả và chư Phật tính. Đó là
công việc của chúng ta, đó là bổn phận của mình, để mà mình giải trừ nghiệp chướng, bệnh tật, quan gia, trái chủ của mình, những cái phiền não đau khổ trong cuộc sống, chúng ta phải ngồi xuống tự cho mình một thời kinh thiệt là đã đi, thì huynh đệ sẽ thấy cuộc đời nó rất là vui vẻ hạnh phúc sau khi một thời kinh. Huynh đệ tụng kinh vừa xong một thời kinh mà thấy người rất là an lành hạnh phúc thì biết rằng là ngày hôm nay mình tụng kinh có lợi lạc. Còn nếu mình tụng kinh ngồi thiền xong đứng dậy mà nó tu như kỹ mà vẫn phiền não thì là chứng tỏ là mình tu không có kết quả. Huynh đệ càng tu mà càng vui thì đúng rồi đó, mình càng tu mình càng buồn càng bệnh là coi lại đi con đường tu mình như thế nào nha. Nhớ không? Mình tu mà mắt mình càng đỏ vàng khè, môi mình thâm mặt mình đen, mà cười thì cười không nổi, phải coi lại nha. Coi lại. Đây là không phải là của riêng một ai, tất cả chúng ta đều bị có hai thái cực tu. Một là vui vẻ hạnh phúc để được tu, có mục đích tu thì tự nhiên mình thấy an lạc hạnh phúc trong cái tu thì là khác, bởi vì mình có mục đích để tu. Còn nếu tu bắt chước tu á, thì nó có gì vấn đề khác à. Bắt chước tu là tu mù, tu mò, không biết đường đi, thấy ta tu theo, thấy ta tiến lên tiến theo, không biết đi đâu. Thấy không? Thấy ta tiến lên cũng tiến lên, tiến lên ta quyết tiến lên, nhưng mà không biết đi đâu. Đi đâu không biết, cứ tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu, không cần biết cũng tiến lên luôn, chết bà nó hết. Thấy chưa? Tu mù tu mò là như vậy đó, không biết đường đi, đi tầm bậy tầm bạ. Liên tục mấy năm sau bệnh tùm lum tà la, ma một nhà trong nhà một đống luôn. Chẳng hạn tụng Địa Tạng tụng đã miệng lắm, nhưng tụng xong rồi không biết đưa tôi đi, nhà mình là đủ loại cô hồn các đảng ở chung với mình, ăn cơm chung với mình, ngủ chung với mình luôn. Càng lúc mặt mình nó càng đen, chứ phải đẹp nha, chứ đờ luôn nhưng mà đen. Còn chứ đờ nó đẹp, mình càng tụng mình càng đờ đen. Tại vì mình không biết cách giải cho người ta đi, mình mời các loại cô hồn các đảng về, nhưng mà Địa Tạng nó phải dành cho cư sĩ. Người nào thích làm chẩn tế, muốn làm thầy pháp hay là làm một cái đàn lớn thì tụng Địa Tạng cho nhiều 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 vô để mình tạo âm đức cho việc làm của mình, nhưng phải biết cách cho người ta đi. Mình tụng Địa Tạng là mình mời tất cả các loại cô hồn các đảng về ở chung với mình, ăn chung với mình, ngủ chung với mình, làm việc chung mình, cho mình tụng một thời kinh vãng sanh thiết là nhiều vô, mình giúp đỡ người ta đi, thế là mình cho người ta một số tiền lộ phí vậy đó. Mình tụng vãng sanh thì mình tặng cho tiền lộ phí, rồi người ta mạnh mẽ người ta đi mất tiêu. Mà mình càng tụng Địa Tạng thì âm đức mình càng cao, dày đạo hạnh mình càng lớn, là bởi vì mình cách biết cách giải cho người ta đi. Còn nếu mà tụng mà càng lúc gia đình mình càng có chuyện, càng có chuyện ai cũng ghét mình á, mà mặt mình càng ngày càng đen, tánh mình ngày càng dữ đó, thì nhà mình là đủ loại huynh đệ âm linh, vong linh, hương linh trong đó, mà mình không biết cách giải đó, là mình sẽ đi vào cái thế gọi là sống chung với họ mà không biết đi đâu. Cho nên đừng có nên tụng Địa Tạng, phải hiểu được, phải trường chay, phải giữ giới tụng Địa Tạng, thì tụng Địa Tạng sẽ làm thầy pháp, mình độ cho tất cả các loại cô hồn uổng tử, các loại luôn. Nhưng đối với thầy cái chuyện nó bình thường, bởi vì thầy quen họ, thầy quen họ lắm, nên đối với thầy là bình thường, thì rất là bình thường đó. Chị nào huynh đệ thấy mình trong đạo chạy vòng vòng mà lao mình biết là tới rồi đó. Vô thấy ông chậm vòng chạy cái cờ, ông chậm ngoài bạn chạy không ngừng là biết ổng rồi, đừng kiếm ổng nữa mất công lắm. Ông bị tôi nó rượt á. Mà huynh đệ ông thấy cho thầy thấy. Thì nó cầm dao cho nó dí chạy vòng nè, không chạy nó đâm chết thì sao? Tôi nói ghê lắm nè. Nó đừng có giỡn mặt nữa. Một là mình giúp họ đi, hai họ giúp mình đi, có vậy thôi. Không độ họ, họ đốt mình, vậy thôi. Cái đốt của họ không phải là làm mạnh dạn lâu, lại gần mình nó nhẹ nhàng lắm, nó hút dần cái năng lực của mình á. Mỗi ngày mình mất đi, cái mặt mình càng rút càng sạm. Con mắt mình không có cái hào quang, không có thần lực, dần dần mắt mình đờ đẫn, mặt càng rút càng đen, cái yếu dần, nói năng không kiểm soát được, tánh tình mình cọc ghê lắm. Là biết là họ đang ăn mình á, giống như em vậy đó, nó ăn tính tình cọc, bất thường nói không hiểu. Thì đang muốn để tới triêu trừ nghiệp chướng, bệnh tật, quan gia, trái chủ của mình đi, hoán chuyển cái đời sống, hoàn cảnh hiện tại đang sống của mình đây. Mình phải ngồi xuống cho mình một thời kinh thiệt là an lành, hạnh phúc, thì mình mới có cơ hội, mới đủ điều kiện mình giúp cho mình hoán chuyển nghiệp lực của chính mình. Cho nên chúng ta gọi là tu chuyển nghiệp là như vậy đó. Chứ không phải ngồi xuống đập rầm rồi cái đứng sách tích đi, không phải vậy. Ngồi xuống tụng cho thiệt là an lành đi, vui vẻ được tụng một thời kinh, hết tấm lòng ở trong đó đi,
phải biết rằng là việc làm của mình là tụng hết lòng, chuyện còn lại là của mấy ông kia. Lúc nào, khi nào, ở đâu là chuyện của mấy ông. Rõ không? Trên việc làm chúng ta là ngồi xuống tu hết mình đi. Đừng có tính toán, đừng có kể lễ, đừng có cầu xin. Tụng thời kinh mà xin hoài, xin miệt, 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 xin không biết mỏi miệng. Còn tụng dài bởi biến mệt, phải không? Thì vô cái chùa ngoài Bắc, cái chùa nghèo sơ sát à, dẫn theo 70-80 huynh đệ Phật tử ngoài Bắc, thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái chùa nghèo nào cũng có tượng, phải không? Thì xuống lại quỳ xuống xin tùm lum tà la. Thì đứng nói: xin cái gì, tao nghèo, thấy bà có lỗi là xin gì, không thấy tao nghèo hả? Cái chùa nghèo sơ à, bà cũng nghèo theo. Mà đệ tử vô thấy Phật lại quỳ xuống lại xin tùm lum tà la. Thầy đứng lên nói: kêu tụi nó đừng có xin nữa, tao nghèo lắm. Hiểu ý thầy nói không? Nếu mà cái chùa nó giàu đâu có nhờ trung đạo thế làm gì. Phải không? Thì cái người đứng ngoài đường cũng nghèo thế bà mà. Nghèo lắm. Đứng tốt nhảy. Xin gì? Tao mà không có nữa. Ai tại không, không có gì đâu, xin hoài. Bởi vì chứ bị cái bệnh á, hãy vô chùa là xin. Kỳ cục mấy bà này. Mà xin cái gì? Kêu làm thì không làm. Hãy kêu làm chút xíu thì cũng làm, nhưng mà xin nhiều hơn. Rõ như vậy đó. Thắp cái nhang không có nói cho con làm học đạo tinh tấn để làm gì cho bác tách chúng sanh giúp đỡ người này đó. Không có, chưa cắm cái nhang lên là mắt chứng xin hoài. Không lẽ tao bước xuống tao quýnh như một cái bạc tay. Thì không lẽ đó quýnh bạc tay do tỉnh tao chứ. Mắt chứng xin hoài. Tụng kinh đi, đi giải nghiệp chứ. Bệnh tật mà lại xin hoài không chịu tu. Bệnh tật là do nghiệp chướng dày mỏng. Ở phước đức mình nó kém quá rồi, cái phước nó mỏng quá rồi, cho nên bệnh tật nó đổ vô. Lúc còn phước thì ăn chơi mạnh khỏe vui vẻ, khi mà cạn phước rồi nhào xuống một cái là bao nhiêu tiền đổ vô cái bệnh cũng không có chữa được. Lúc đó bắt đầu mới hiểu ra, trời ơi sao mình khổ quá, thì mình đã từng tàn phá cái phước của mình trong lúc sinh tiền. Khi hết phước rồi quạ đổ, tức là dậu đổ thì bìm leo, hãy chết từ mình ngã xuống rồi cỏ hoang nó mọc đầy hết, đúng không? Thì mình bao nhiêu bệnh tật nó đổ vô lúc mình đau khổ, há càng khổ bệnh càng nhiều càng, bởi vì nó gọi là đổ nghiệp như con nói á. Thì mình đã từng tạo tác quá nhiều, nó đổ một đống vô mình đếm luôn. Bây giờ có xin muốn chết cũng không bao giờ được. Thì nó đổ vô rồi không có xin được. Tại sao không xin thêm? Vô đi, vô nữa đi, một lần cho làm một cái một cho đi luôn nè, vô đi. Vô cho nhiều vô. Bệnh lỡ rồi, cùi rồi, không sợ lỡ nữa, hết tiền mua thuốc rồi, vô một lần nó chấp hết. Cho một lần luôn đi, ngon không? Họ từng chơi phải từng chịu phải không? Có chơi có chịu, đừng có ngồi đâu mà rên mà khóc. Thì chúng ta tạo tác quá nhiều rồi, bây giờ bệnh tật rồi ngồi đó rên rỉ khóc lóc mà. Lúc mà mày ăn chơi mày phá hoại thì mày cười ha hả. Bây giờ mày ngồi mày bệnh mày khóc hu hu. Thấy không? Tội của ai? Của chính chúng ta mà thôi.